chương 2261 phát hiện đối phương không có ý tốt, Ninh Viễn Thuật cả kinh, bàn chân lóe sáng, muốn giật lùi trở về. Nhưng làm sao hắn chạy được? Dương Khai vung tay kéo cổ áo của hắn, tay kia vung lên giáng thẳng vào bộ mặt tuấn tú của hắn. Bốp 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 bốp. Một trận giòn giã, Ninh Viễn Thuật bị đánh mơ màng. Chờ khi Dương Khai thu tay, hai má Ninh Viễn Thuật sưng vù lên như đầu heo ngâm nước mấy ngày. Võ giả xung quanh đều câm lặng, mọi người nhìn vào, sắc mặt kinh hãi, Trước đó Dương Khai nổi giận ở Tần Gia, ra tay giết phó cốc chủ tà Nguyệt Cốc, đả thương một nam nhân trung niên. Nhưng mặc kệ khúc hoài nhân hay nam nhân trung niên đều không xuất thân cao quý gì, tông môn của bọn họ không có cường giả đế tôn cảnh chấn thủ, cho nên chỉ cần thực lực của Dương Khai đủ mạnh, sẽ không sợ bị người khác trả thù. Nhưng mà ninh viễn thuật thì khác, người ta chính là thiếu cung chủ phi thánh cung. Thằng chuột giữa sứ mù, ở trong mắt mọi người thì phi thánh cung là tông môn to lắm, Ninh Bác Dương còn là cường giả đế tôn nhất tầng cảnh, trong tông cường giả không ít, còn có hai đại hộ pháp cao sơn lưu thủy chấn thu ở đây. Hiện tại thiếu cung chủ bị người ta đánh một trận, phi thánh cung làm sao bỏ qua được. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người nhìn Dương Khai chẳng những kiêng rẻ vô cùng, còn có chút hả hê, cảm thấy người này ngông nghênh không kiêng kỵ, nhất định sẽ rước họa vào thân. Ngươi, ngươi, dám đánh ta. Ninh viễn thuật bị Dương Khai sách lên, hai má sưng vù, đau đến chết lặng, mở to mắt nhìn dương khai miệng lầm bầm không rõ dương khai cười xỉ có dám không còn không phải đã đánh rồi sao bổn thiếu là biết rồi biết rồi thiếu cung chủ phi thánh cung chứ gì dương khai nói rồi lại bóp bóp một trận cuối cùng còn cười nói với tần triều dương tên này hay thật bị đánh còn không quên tự giới thiệu giống như chê mình xấu mặt còn chưa đủ rốt ráo nữa nói rồi hắn giơ ninh viễn thuật lên cao hét to tới đây tới đây mọi người nhìn kỹ đi Vị này là đại danh đỉnh đỉnh ninh viễn thuật thiếu cung chủ phi thánh cung. Nhớ kỹ hình dạng này, ngày sau gặp được phải đi đường vòng. Võ giả xung quanh đều thoát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tên kia bị đánh thành đầu heo, làm sao nhìn rõ mặt mũi. Wow! Vừa nghe vậy, ninh viễn thuật khí huyết công tâm, phun ra một ngụ máu. Hắn xuất thân bất phàm, từ bé được nuông chiều, có bao giờ bị làm nhục như thế? Bây giờ ở trước mắt bao người, bị dương khai vào mặt hai lần, suýt nữa giận đến ngất đi chỉ phun máu mà thôi, đủ thấy tố chất tâm lý mạnh mẽ. Tần Triều Dương cười khổ không thôi, không biết phải nói Dương Khai thế nào mới được, chỉ thầm thở dài người trẻ tuổi quả thật tâm cao khí thịnh quá mức, nhớ lại mình khi còn trẻ, sao không phải giống vậy. Vù vù, đối diện có hai đạo độn quang bắn tới, khí tức người bên trong độn quang có phần hỗn loạn, giống như vừa đại chiến. "Thiếu cung chủ." Độn quang dừng lại, cách mấy người Dương Khai không xa, lộ ra là hai đại hộ pháp Cao Sơn Lưu Thủy lúc này hai lão nhân phi thánh cung đều rất nhách nhác dâu tóc lộn xộn quần áo rách nát trong lòng cao sơn ôm một cái bí bảo quầng sáng tối tăm hiển nhiên bị tổn thất linh tính bên hông lưu thủy đeo một cây sáo cũng giống vậy ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé không biết hai người từ bên kia chạy tới nhìn thấy ninh viễn thuật như vậy liền cả kinh tả hữu hộ pháp ninh viễn thuật vừa thấy cao sơn lưu thủy đến liền bắn ra tia sáng khiếp người cắn răng nói, mau mau báo thù cho bổn thiếu, giết tiểu tử này. Là ngươi ra tay. Ánh mắt Cao Sơn phát lạnh, trừng quát Dương Khai. Lưu Thủy sắc mặt âm trầm, không nói một lời rút ra ống sáo, trên người bùng lên nguyên lực. Dương Khai coi như không thấy hai lão già này, chỉ là híp mắt nhìn đằng sau hai người, bỗng nhiên cau mày nghiêm mặt. Tiểu tử buông tay. Cao Sơn thấy Dương Khai không động đậy, giận dữ quát lên, đồng thời Lưu Thủy khẽ động, chợt xuất hiện bên cạnh Dương Khai, bí bảo ống sáo đánh ra hướng tới cổ tay dương khai dương lão đệ cẩn thận tần triều dương cả kinh với tu vi và ánh mắt của hắn cũng không thấy rõ lưu thủy làm sao đến bên cạnh hô lên cũng đã trễ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha dương khai lại cười ha ha không thèm để ý công kích của lưu thủy giờ ninh viễn thuật quay qua lấy tên thiếu cung chủ này chắn trước mặt lưu thủy nhướng mày đành phải thu tay lại lui về trở lại bên cạnh cao sơn sắc mặt cao sơn âm trầm một tay chậm chậm gãy cổ cầm, âm thanh tuyệt diệu lan tỏa, phát tán xung quanh, võ giả ở gần nghe âm thanh này đều sắc mặt đại biến, vội vận chuyển nguyên lực che hai tai. "Tiểu tử, phi thánh cung rốt cuộc có thủ oán gì với ngươi, lại hạ độc thủ với thiếu cung chủ?" Cao Sơn vừa đánh đàn, vừa quát hỏi. "Không biết nữa." Dương Khai Sách Ninh viễn thuật che trước mặt, vươn đầu ra, rất là lén lút, cười cợt, "Chuyện này phải hỏi thiếu cung chủ của các ngươi, bỗng nhiên hắn ra tay với ta, ta cũng chỉ là phản kích mà thôi." ánh mắt ninh viễn thuật oán độc muốn dãy dụa nhưng bị dương khai chấn áp tu vi không vận chuyển được nguyên lực cắn răng nói tả hữu hộ pháp tên này có thể là tiểu tử họ dương đã giết đại ca bắt hắn về thánh cung thẩm vấn cho ta hả hắn chính là họ dương kia cao sơn lưu thủy nghe vậy liền giật mình nhớ tới khi gặp được dương khai ở tần gia cũng không hỏi rõ tên hắn đều ảo não không thôi giết đại ca ngươi dương khai cười ha hả đầu óc xoay chuyển liền hiểu được vì sao ninh viễn thuật vừa đến liền ra tay với mình hắn quát mặc kệ ngươi có tin hay không cái chết của đại ca ngươi không liên quan tới ta dù nói ninh viễn thành bị hắn phá hủy thân thể nhưng nói về hung thủ chân chính giết ninh viễn thành vậy phải là mục tiêu lúc đó hạt giống của mục tiêu bùng nổ trong người ninh viễn thành đã làm hắn mất hết sức sống dương khai chém giết cũng chỉ là phân thân của mục tiêu đã chiếm giữ thân thể ninh viễn thành mà thôi cho nên cái chết của ninh viễn thành quả thật không liên quan tới hắn có liên quan hay không? Ngươi không thể nói một câu là xong được. Nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn theo ta trở về thánh cung, cung chủ đại nhân sẽ quyết định." Cao Sơn quát lớn. Dương Khai cười xì, nói, "Ngươi bảo đi ta liền đi, ta mất mặt cỡ nào? Hơn nữa, hai ngươi còn nhàn rỗi đứng đây, thật là không sao chứ? Sát tinh sẽ lập tức đuổi kịp rồi đó." Hắn nói có hàm ý, không ít người nghe không hiểu. Nhưng mà Cao Sơn Lưu Thủy lại sắc mặt đại biến, vội quay đầu nhìn lại. "Ông trong thiên địa bỗng nhiên rung động, uy áp khổng lồ từ xa ập xuống, quét ngang bốn phương, tất cả võ giả đều trầm xuống như bị núi đè. Dưới uy áp không thể tưởng tượng này, đá vụn dưới đất từ từ bay lên, dị tượng này làm người ta không tưởng nổi. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có đế tôn cảnh đại nhân đến? Không xong, chết mất chết mất chết mất. Ninh Viễn Thuật vốn đã bị thương, lúc này càng thêm trào máu, nhuộm đỏ áo trắng, vết đỏ trên ngực nhìn mà giật mình. Đó là, Đệ tử Bát Phương môn đi theo Dương Khai cùng Tần Triều Dương đến đây, nữ nhân mặt tròn bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được điều gì, kinh hãi nhìn đằng xa. Các đệ tử Bát Phương môn khác đều không yên, sắc mặt sợ hãi. Đằng chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân người kia bao bọc trong năng lượng khó tả, năng lượng mạnh mẽ hung bạo hội tụ thành một đoàn, không ngừng tuôn trào bên người đó, làm người ta không rét mà run. Nơi người đó đi qua, bầu trời vỡ nát, càn khôn điên đảo, thiên địa đảo chiều người này bùng nổ cuồng bạo khí thế không thua gì cường giả đế tôn cảnh trong năng lượng hỗn loạn chỉ có ánh sáng bắn ra từ đôi mắt tia sáng lạnh hưng phấn lại khiến người ta như lọt vào hầm băng người đó chính là bát phương môn la nguyên trước đó la nguyên cùng nhị lão cao sơn lưu thủy ra ngoài thành đại chiến không biết xảy ra chuyện gì hai người cao sơn lưu thủy hoảng hốt chạy trốn như chó nhà có tang la nguyên đang truy đuổi chật chật khí thế này dương khai lên tiếng sắc mặt tôn sùng hiếm thấy là không mất đi thần trí không bị lực lượng sai khiến bí thuật này thật mạnh không biết có tu luyện thành công chưa lúc trước la nguyên nói hắn đang tìm hiểu một loại bí thuật mà không nắm được trọng điểm cho nên tìm dương khai đánh một trận lại bị dương khai giá họa sang hai người cao sơn lưu thủy bây giờ xem ra bí thuật của la nguyên dù không tìm hiểu thành công cũng đã không kém mấy không biết là bí thuật thần diệu thế nào làm khí thế của hắn vọt lên tầng thứ đế tôn cảnh la nguyên vốn còn xa ở chân trời nhưng chỉ nháy mắt đã đến gần không ai thấy rõ hắn di động thế nào hỏng rồi cao sơn lưu thủy vừa rồi chịu thiệt thòi từ la nguyên bằng không sao lại nhếch nhác chạy trốn bây giờ thấy sát tinh này đuổi theo bị dọa sắp vỡ mật làm sao dám ở lại hai người liếc nhau ánh mắt va chạm liền hiểu ý một người nâng sáo thổi một người đánh đàn âm thanh lan tỏa như tiếng suối chảy giữa núi rất nhiều võ giả không khỏi lay chuyển thần hồn âm thanh vang lên cao sơn lưu thủy một trái một phải đánh về phía dương khai nháy mắt đến trước mặt hắn lưu thủy quét ống sáo đánh lên đầu dương khai cao sơn biến đổi tiếng đàn ngón tay quét liên tục đánh ra những đạo âm chảm chút xuống đầu dương khai ha ha dương khai lại cười to chào phúng nếu các ngươi muốn thế vậy trả cho các ngươi nói rồi tay hắn chấn động đánh bay ninh viễn thuật ra ngoài thẳng đến âm chảm chém xuống sao lại thế này hỏng rồi cao sơn lưu thủy kinh hô sắc mặt đại biến cao sơn lưu thủy là tả hữu hộ pháp phi thánh cung tu vi thần thông chỉ giới cung chủ Ninh Bắc Dương, hai người liên thủ có thể đánh mấy chiêu với đế tôn cảnh bình thường. Nhưng hiện tại, hai người bị đánh không còn lòng tin. Đầu tiên là ra một bát phương môn La Nguyên, hai người hợp lực vây công vẫn bị đập cho một trận, dọa hai người chạy hoảng loạn, sau đó xuất hiện Dương Khai, hoàn toàn không quan tâm âm công của hai người. Người tuổi trẻ bây giờ sao vậy chứ? Mỗi một người ngông nghênh vô biên, thủ đoạn thông thiên, không thể nhìn theo lẽ thường, trong lòng hai người hoảng hốt, không khỏi sinh ra cảm giác mình già rồi. Nhìn thấy Dương Khai ném ra Ninh Viễn Thuật, lao thẳng vào âm công chém tới, Cao Sơn Lưu Thủy sắc mặt đại biến. Nếu Ninh Viễn Thuật chết ở đây, vậy bọn họ không thể nào trở về ăn nói với Ninh Bắc Dương. Quát lớn một tiếng, Lưu Thủy thu hồi ống sáo, người lóe lên thi triển thần thông như xúc địa thành thốn, lập tức tới trước mặt Ninh Viễn Thuật, dùng lưng mình đón đỡ sóng âm chém tới, một tay chụp lấy Ninh Viễn Thuật. Bùm bùm. Sóng âm chém thẳng vào người Lưu Thủy, đánh hắn lảo đảo, khóe miệng tràn máu, rõ ràng bị thương tiểu tử ngươi muốn chết lưu thủy chịu thiệt lớn như vậy làm sao chịu bỏ qua trợn trừng quát dương khai hắc 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 dương khai khẽ cười gian không nói hỏng rồi mau dẫn thiếu cung chủ rời khỏi đây cao sơn hét lớn lưu thủy cũng phát hiện không thể ở lại lâu bởi vì chậm một chút la nguyên đã đuổi tới từ xa nhìn thấy la nguyên giơ một tay ra như kéo theo đại thế thiên hạ bầu trời xoay chuyển uy áp không thể tưởng tượng tràn lan rất đông võ giả biến sắc cao sơn lưu thủy người lóe lên nhanh chóng chạy đi xa trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu đe dọa họ dương kia ngoan ngoãn tự mình đến thánh cung chịu tội bằng không chân trời góc biển người cũng trốn không thoát có gan đừng chạy dương khai bắt tay thành loa đặt lên miệng hô lớn cao sơn lưu thủy làm sao để ý đến hắn đã sớm chạy không thấy bóng ngay sau đó la nguyên đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người vừa đến gần trạng thái của la nguyên làm người ta không rét mà run năng lượng lốc xoáy như thực chất quấn quanh người hắn như xé nát pháp tắc thiên địa nơi hắn đi qua không gian vỡ nát hoàn vũ sụp đổ vô số khe nứt không gian thấy được bằng mắt thường lan tỏa ra ngoài nhưng nhanh chóng được pháp tắc thiên địa chữa trị rất nhiều võ giả vội vàng lùi lại không dám đến gần la nguyên trong vòng trăm trượng dương khai cũng nghiêm mặt lạnh nhạt nhìn la nguyên lúc này khí thế la nguyên dù đạt đến đỉnh nhưng cả người đẫm máu nhìn ra được lúc đại chiến với cao sơn lưu thủy hắn cũng không tốt lành gì có điều bộ dáng thê thảm nhưng ánh mắt vô cùng sáng la sư huynh nữ nhân mặt tròn đau lòng nhìn la nguyên hô lên la nguyên không nhìn nàng chỉ liếc dương khai trong mắt hắn dương khai nhìn ra được chiến ý bùng lên hắn vội nói la huynh làm phải làm đến cùng không thể bỏ dở bọn họ chạy bên kia ngươi còn không đuổi theo vừa nói dương khai chỉ cho la nguyên một hướng la nguyên nhìn hắn hồi lâu mới khẽ gật đầu đợi tu vi của ngươi cao lên hai ta tất có một trận đánh dứt lời la nguyên đã đuổi theo hướng cao sơn lưu thủy chạy trốn chờ hắn đi rồi tiếng thở hồn hển vang lên liên tục mọi người đều như buông lỏng tâm thần nhìn nhau đều cảm thấy như vừa thoát được tai nạn trong đám đông một người lén lút lùi ra sau nhưng còn chưa được hai bước chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo sợ đến sắc mặt đại biến vội quay lại nhìn ủa trước mắt là một tên lùn ăn mặc bẩn thỉu mũi đỏ hủ hẽm, mặt hồng hồn, đang phun hơi nóng vào mặt hắn. Bất ngờ không đề phòng, trang bàn hít quá nửa hơi nóng này, sắc mặt liền tái nhợt, bịch bịch lùi lại mấy bước, tay bụng miệng, họng khục khục như muốn nôn, cũng may tu vi của hắn không kém, mạnh mẽ áp chế cơn nôn. Tên mập lùn kia cười nhìn hắn, sau đó cầm hồ lô lên miệng ực ực, ở một tiếng lớn. Tử lão! Trang bàn thấy người này, sắc mặt không khỏi khó coi. Chờ hắn nhìn thấy đằng sau túy tử ông hiện ra hai người, sắc mặt càng thêm khó coi khoái miệng co rúm thành chủ đại nhân đoàn nguyên sơn hử lạnh may mà ngươi còn nhớ đoàn mỗ là thành chủ đại nhân trang chấp sự thật có lòng đoàn nguyên sơn một bụng oán khí lúc này cuối cùng được chút ra không nói ra không thể thoải mái được trang bàn cười gượng thành chủ đại nhân nói đùa trang mỗ làm việc cho thành chủ đại nhân cũng phải mấy chục năm làm sao không biết chuyện này vậy sao đoàn nguyên sơn liếc hắn cười lạnh mấy ngày trước hình như trang chấp sự đã quên mất nào có chuyện đó Trang bàn thể thốt phủ nhận, giải thích, mấy ngày trước không phải là có nguyên nhân sao? Hắn vừa nói, Tần Triều Dương cũng lóe lên xuất hiện bên cạnh trang bàn, cùng đoàn Nguyên Sơn Túy Tửu ông hình thành tam giác, bao bọc trang bàn. Trang bàn đáng thương chỉ là đạo nguyên nhất từng cảnh, lúc này nhìn ba người nhìn chằm chằm không có ý tốt, nào còn không biết bọn họ muốn làm gì, sợ đến nhũn cả chân, không khỏi hét to, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng quên, hiện tại trang Mỗ không phải là phó thành chủ Phong Lâm thành, mà là chấp sự phi thánh cung, Vừa nghe vậy, ba người đoàn nguyên sơn nhướng mày, có chút kiêng dè. Chỉ là trang bàn, vậy thì không là gì cả, mặc kệ người nào ra tay cũng sẽ không kém hơn, nếu ba người liên thủ, trang bàn nhất định sẽ không sống nổi. Nhưng thân phận của trang bàn hiện tại lại là nguyên nhân khiến ba người kiêng kỵ, chấp sự phi thánh cung, địa vị nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng dù sao cũng gắn danh hiệu phi thánh cung. Nếu ba người nhất định phải làm gì trang bàn, trước mắt bao người, tin tức nhất định sẽ chuyển đến phi thánh cung tần triều dương có tần gia phải che chở đoàn nguyên sơn cùng túy tửu ông còn có cả phong lâm thành cần chăm lo nếu vì chuyện này mà đắc tội phi thánh cung vậy ngày lành cũng sẽ kết thúc nhìn thấy thần sắc ba người biến hóa sợ hãi trong lòng trang bàn cũng thành hư không cười to đoàn thành chủ các ngươi hung dữ chừng trang mỗ như vậy ta sợ lắm ánh mắt đừng giữ như thế được không lời hắn nói tràn đầy trào phúng châm trọng làm cho sắc mặt ba người đoàn nguyên sơn cực kỳ khó coi nói rồi trang bàn lại chủ động bước lên vỗ bụng bự của túy tửu ông cười nhạt nói tửu lão rảnh rỗi đừng uống nhiều rượu như vậy năm đó ngươi cũng là công tử anh tuấn ở phong lâm thành nhiều năm trôi qua ngươi đã biến đổi thành thế này nếu để những nữ nhân ái mộ ngươi năm đó biết hình dạng hiện tại của ngươi các nàng sẽ đau lòng cỡ nào túy tửu ông không nói chỉ cầm hồ lô lên nốc rượu trang bàn chuyển sang tần triều dương nói tần lão quỷ một mình chống đỡ tần gia không dễ dàng phải không ngươi có từng nghĩ tới nếu có một ngày xuôi tay nhắm mắt vậy vận mệnh tần ra sẽ thế nào tần ngọc sẽ ra sao vừa nghe vậy sắc mặt tần triều dương đại biến tần ngọc là chủ yếu nhất của tần triều dương cũng là vảy ngược của lão trang bàn nói lời này rõ ràng đã chọc lão giận dữ trang bàn cười ha ha kẻ thức thời là tuấn kiệt ngươi có muốn gia nhập phi thánh cung bổn chấp sự có thể dẫn tiến cho ngươi hừ tần triều dương hừ nặng không biết điều thấy tần triều dương lại quay mặt với mình trang bản lập tức sầm mặt quay sang đoàn nguyên sơn đoàn thành chủ lần này trang mỗ cùng thiếu cung chủ đến phong lâm thành kỳ thật là muốn mời đoàn thành chủ gia nhập phi thánh cung cùng làm chuyện lớn không biết ý đoàn thành chủ thế nào tuy rằng phong lâm thành là thành nhỏ không có sản vật phong phú thậm chí trước đó không có thế lực nào tranh giành nhưng hiện tại xung quanh phong lâm thành xuất hiện không ít quạng mỏ cùng địa mạch đã hóa thành bánh trái thơm đoàn nguyên sơn tốt xấu gì cũng là thành chủ phong lâm thành nếu hắn chịu gia nhập phi thánh cung vậy phong lâm thành sẽ là địa bàn phi thánh cung những quạng mỏ địa mạch tự nhiên sẽ thuộc về phi thánh cung thế lực khác muốn dính vào vậy phải tính trước thực lực nội tình của mình mới được nghe trang bàn hỏi đoàn nguyên sơn lạnh mặt không nói một tiếng trang bàn cười lạnh đoàn thành chủ cơ hội đến trước mắt đừng để nó chạy qua ngón tay trang mỗ biết đoàn thành chủ đời này tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh là đỉnh cao rồi chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước nếu được cung chủ đại nhân đích thân chỉ điểm ngươi một thời gian không chừng ngươi còn có cơ hội thăng cấp tam tầng cảnh nghe lời này cả người đoàn nguyên sơn chấn động ánh mắt lóe sáng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hừ lạnh muốn đoàn mỗ quy thuận phi thánh cung không thể nào trang bàn nhảy dựng lên tức điên nói đoàn nguyên sơn ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ngươi cút đi ngày sau không được xuất hiện ở phong lâm thành bằng không đừng trách đoàn mỗ không khách khí với ngươi hắn có thể kiềm nén sát khí thả trang bàn chạy đi đã là cực hạn cũng là nhẫn nại cực hạn với chuyện trang bản lâm trận bỏ chạy dẫn bọn họ vào chỗ chết dù giết ngàn lần cũng không đủ huống chi lần này trang bản theo ninh viễn thuật trở về phong lâm thành còn cáo mượn oai hùm khắp nơi châm chọc hắn cùng túy tửu ông một tên tiểu nhân như vậy nếu không phải đầu phục phi thánh cung khiến đoàn nguyên sơn kiêng rè làm sao mà chịu bỏ qua được ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé không khách khí trang bản quát lên cười lạnh không thôi không khách khí kiểu gì hôm nay bổn chấp sự thật muốn xem thử đoàn nguyên sơn ngươi có gan không khách khí với ta kiểu gì đánh đi đánh ta đi có gan thì đánh ta đi trang bản đưa mặt tới trước mấy người đoàn nguyên sơn không ngừng lớn tiếng khiêu khích võ giả xung quanh lắc đầu khinh bỉ dù nói võ giả bên ngoài cơ bản mới gặp trang bản lần đầu thậm chí trước đây không biết có người này nhưng bản tính một người thế nào thường thì chỉ cần nghe hắn nói mấy câu là nhìn ra được trang bản rõ ràng là hạng tiểu nhân đắc chí liền ngông cuồng làm người ta khinh thường ngay cả các gia chủ đại gia tộc Phong Lâm Thành cũng đều ảm đạm, có chút đau thương thỏ chết cáo khóc. Những năm gần đây, các gia tộc bị phủ thành chủ quản lý áp chế, dù rằng có chút ma sát xung đột nhỏ, nhưng sẽ không thật xảy ra chiến sự thương gần động cốt. Rất nhiều lúc, phủ thành chủ trở thành tồn tại giảm sóc điều hòa giữa những đại gia tộc, cho nên mọi người đều tin tưởng phục tùng phủ thành chủ. Hiện giờ thấy thành chủ, phó thành chủ cùng tần gia chủ bị trang bàn ức hiếp như thế, tâm tình đều khó chịu. Bốp, tiếng vang giòn giã phát ra vang vọng trời đất mọi người đều ngây ra toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ đánh thật hà thành chủ đại nhân to gan như thế khó hiểu mọi người đều nhìn lại sau đó đều bừng tỉnh họ nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt trang bàn vừa lắc vừa xoay cổ tay giống như đang chuẩn bị làm lớn một trận kẻ nào kẻ nào dám đánh ta trang bàn bị một cái tát vừa rồi đánh cho mơ máng cảm thấy nửa bên má sưng vù lên bị chấn động mạnh lệch đầu sang một bên cho nên không nhìn rõ là ai ra tay lấy lại tinh thần liền hét to điên cuồng giống lên rốt cuộc là ai ặc à, hắn đang hét liền thấy được dương khai nhe răng cười toát ra hàm răng trắng giống như mãnh thú cắn người làm hắn chợt lạnh từ đầu đến chân làm sao cũng không nói hết lời hung dữ nuốt ngược trở vào bụng thiệt là hay dương khai nói rồi lại một cái tát đánh ra bốp tiếng vang giòn giả má bên kia của trang bàn cũng sưng vù lên còn mấy cái răng dính máu văng ra dương khai một tay xách cổ áo hắn cho hắn cố định trước mắt tay kia từ tốn vung lên cái sau mạnh hơn cái trước nguyên lực tuôn trào trên bàn tay cũng ngày càng mãnh liệt bốp 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 tiếng vang lên có tiết tấu vang dội vùng hoang vắng này trên đời này dương khai vừa tát vừa cười lạnh lại còn có người chủ động muốn người ta đánh hắn nguyện vọng thoát tục như thế ta mới lần đầu nghe được cho nên ta quyết định thỏa mãn ngươi hết mức nhìn cảnh này các võ già đều sinh ra cảm giác đau rát không khỏi vuốt má mình trang bản mơ màng hồi lâu sau mới lấy lại tinh thân không ngừng dãy ruộng muốn thoát khỏi sự khống chế của dương khai nhưng tu vi đạo nguyên nhất tầng cảnh của hắn thì sao làm được nguyên lực của dương khai bao phủ trực tiếp chấn áp hắn làm hắn không động đậy được trong tuyệt vọng trang bản lớn tiếng gào khóc xin tha dương đại nhân dừng tay dừng tay đừng đánh nữa dương đại nhân ta sai ta sai thật rồi ngài bỏ qua cho ta đi, ta xin lỗi ngài. Ta là chấp sự phi thánh cung, ngươi mau thả ta ra. Khốn kiếp, kẻ sĩ được giết không được nhục, ngươi còn dám như thế, ta liều mạng với ngươi. Hu hu hu, Dương Đại Nhân, tha mạng cho ta, ta còn chưa muốn chết mà. Võ giả vây quanh nhìn cảnh này, nghe lời trang bàn nói, mọi người đều mặt đầy chỉ đen, thầm kinh bỉ trang bàn không có tiết tháo, đúng là chết không đáng tiếc. Mấy chục bạt tay, mặt của trang bàn đã không còn hình người, Dương Khai đánh Ninh Viễn Thuật cũng không hạ tử thủ gì, dù sao thân phận Ninh Viễn Thuật đặc thù, có lão cha đế tôn cảnh. Dương Khai còn chưa muốn làm chuyện quá mức đoạn tuyệt, dẫn dắt rối tới người mình. Nhưng đối với trang bàn thì khác, mỗi một bạt tai của Dương Khai đều kèm theo nguyên lực, mấy chục cái đánh xuống, kinh mạch của trang bàn đều bị chấn đứt. Nói cách khác, lần này cho dù trang bàn còn sống, ngày sau cũng thành phế nhân, không còn chút tu vi, cũng không có khả năng tu luyện lại. Dương lão đệ, Đoàn Nguyên Sơn thấy bộ dạng thê thảm của trang bàn, có chút không đành lòng, không có hứng thú nói, thôi đi, quá sợ chết, Lâm Trận bỏ chạy là bởi bản tính của hắn, hắn cũng không làm gì chúng ta, cho hắn dứt khoát đi. Túy Tửu ông ngợ một cái, nheo mắt lóe lên tia sáng lạnh, nói, đánh rắn không chết sẽ bỏ lên cắn lại, thả hổ về rừng cuối cùng sẽ thành họa. Nói rồi, hắn vươn tay ra chụp xuống đầu trang bàn. Dương Khai híp mắt, vung tay đẩy Túy Tửu ông ra, cười nói, chuyện nhỏ này, không cần phiền thành chủ đại nhân. Túy Tửu ông không tiện ra tay, nhưng dương khai thì khác dù sao ngay cả ninh viễn thuật mà hắn cũng đánh cho giết trang bàn thì có là gì có xích mích với phi thánh cung cũng không phải chuyện ngày một ngày hai dứt lời tay hắn chấn động nguyên lực tuôn trào vào người trang bàn đẩy mạnh trang bàn lên không trung trang bàn gào thảm thiết nhưng chợt khựng lại người nổ tung hóa thành mưa máu rơi xuống võ giả xung quanh đều câm nín nhưng mà nhớ tới dương khai mới giết cả phó cốc chủ tà nguyệt cốc liền cảm thấy cảnh tượng này cũng không có gì quá lắm đoàn nguyên sơn cùng túy tửu ông đều đưa ánh mắt cảm kích nhìn dương khai thanh lý môn hộ cho phong lâm thành đúng lúc này linh khí thiên địa lại chấn động cảm giác khó tả từ bốn phía trào ra sau đó tiếng ầm ầm từ sâu trong lòng đất chuyển lên mọi người giật mình vội nhìn xung quanh các vị có cảm thấy linh khí thiên địa trở nên dày hơn trong đám đông có một đạo nguyên lưỡng tầng cảnh lên tiếng lập tức có người nói trước đó ta đã cảm giác còn tưởng là ảo giác nếu lưu huynh cũng nói thế xem ra là thật linh khí thiên địa có biến hoa vậy có thể là quạng mỏ cùng địa mạch xảy ra dị biến gì vừa nghe vậy ánh mắt mọi người lóe lên nhìn nhau đều thi triển thân pháp chạy tới chỗ quạng mỏ địa mạch đoàn nguyên sơn cùng túy tửu ông thân là chủ nơi này tự nhiên không thể ngồi mặc kệ nói với dương khai một tiếng lập tức đuổi theo dương lão đệ tần triều dương nhìn dương khai vậy xem ra động tĩnh lúc trước không phải vì la nguyên đánh với hai người cao sơn lưu thủy gây ra mà là bởi quạng mỏ địa mạch hẳn là vậy. Dương Khai gật đầu, vốn hắn cũng cho rằng động tĩnh đó là bởi La Nguyên đại chiến cao sơn lưu thủy dẫn tới, nhưng bây giờ xem ra là có nguyên nhân khác. Có muốn đi xem thử? Tần Triều Dương trưng cầu ý kiến của Dương Khai. Chuyện hay như thế, tự nhiên phải đi xem. Dương Khai mỉm cười, đang muốn đi, ánh mắt lướt qua, lại thấy Thiên Diệp Tông Diệp Tinh Hàm vẫn đứng đó lặng lặng nhìn tới. Sắc mặt Dương Khai liền sầm xuống. Nữ nhân này như keo dính, phủi không ra, thật làm hắn phiền không thôi thấy sắc mặt Dương Khai không tốt, Diệp Tinh Hàm thức thời chủ động lùi lại một đoạn, sắc mặt thê lương làm người ta không đành lòng. Đi! Dương Khai nói rồi, liền bay về phía phát ra động tĩnh. Hai người còn chưa đến, từ xa đã thấy chân trời tuôn ra hào quang bảy màu, mây lành bao phủ, nơi hoang vu thoáng cái thành tiên cảnh nhân gian. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Triều Dương cũng mơ hồ. Lần trước ma khí vây thành, bọn họ cũng đến phong ấn chi địa, muốn để Tần Ngọc ra cố phong ấn tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng lúc đó không phát hiện trong phong ấn chi địa có gì khác thường, ngoài ma khí vô tận ra thì không còn gì. Nhưng qua mấy tháng, trong này lại phát hiện ra rất nhiều địa mạch cùng quạng mỏ, làm người ta kinh ngạc không thôi. Ầm, tiếng nổ vang lên, trong tầm nhìn của Dương Khai, mặt đất xuất hiện một cái lỗ lớn, bên trong có cột sáng bắn lên cao. Bên trong cột sáng, hào quang chảy qua, hình xoắn ốc bắn lên trời cao, chọc thủng một lỗ trên đám mây. Đó là trời ạ. Trên đời này có chuyện như thế. Tất cả võ giả đến đây đều kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn cột sáng, thần niệm phát ra, nhanh chóng nhìn rõ mặt thật của cột sáng đó. Đó là linh khí thiên địa tinh thuần nhất hội tụ thành, nồng nặc đến mức hóa lòng. Mọi người khiếp sợ không thôi, vô cùng kích động. Bởi vì nồng độ linh khí tinh khiết làm bọn họ không dám tưởng tượng, võ giả đến đây không xuất thân cao quý bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là người của tông môn gia tộc bậc trung, bên trong cũng có những thánh địa tu luyện, nồng độ linh khí nồng nặc hơn nhiều các đệ tử tu luyện thăng cấp trong đó cũng nhanh hơn nhưng hiện tại mọi người phát hiện linh khí trong thánh địa tu luyện nhà mình so với chỗ này đúng là trên trời dưới đất hoàn toàn không thể so sánh có lẽ chỉ những động thiên phúc địa mà những tông môn đứng đầu chiếm cứ mới có thể sánh được trong lúc khiếp sợ đỉnh cột sáng chọc thẳng bầu trời đột nhiên nổ tung linh khí nồng nặc phóng ra mở rộng khắp nơi rào rào bầu trời đổ mưa rơi xuống là mưa linh khí Nơi hoang vắng, nồng độ linh khí thiên địa tăng vọt không thể tưởng tượng, tăng lên, lại tăng lên. Trong thời gian cực ngắn, mọi người đều chìm trong biển linh khí. Trong thời gian ngắn ngủi không tới nửa ấm trà, trong phương viên mấy chục ngàn lý đều bị biển linh khí nồng đậm chí cực này bao trùm, rất nhiều võ giả đặt mình trong đó lại không thể thấy vật, ngay cả hai ngàn dặm bên ngoài phong lâm thành đều được hưởng lợi, vô số võ giả chạy về phía trên tường thành đưa mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy phấn chấn, mở rộng hai tay đón linh khí nhanh diện đánh tới ầm ầm tiếng gông xiềng vô hình được mở ra bỗng vang lên từ các ngõ ngách trong phong lâm thành những tiếng vang dị thường này truyền ra từ cơ thể rất nhiều võ giả làm cả người họ chấn động biểu tình cổ quái ta ta tấn thăng rồi ta đột phá đến hư vương lưỡng tầng cảnh rồi ô ô sinh thời còn có thể chạm tới xiềng xích gông cùm của phản hư cảnh chết cũng nhắm mắt ha ha bổn thiếu quả nhiên thiên tư thông minh trong nháy mắt đột phá ba tầng tiểu cảnh giới trực thăng thần du kính bổn thiếu thiên hạ vô địch rồi tiếng hoan hỉ của từng võ giả truyền đến, linh khí nồng đậm đến không tưởng tượng nổi ở nơi này thực không tệ, không ngừng có võ giả đột phá cảnh giới tự thân tấn thăng lên cảnh giới võ đạo cao hơn. Đột phá cảnh giới nhỏ cũng không có gì quá dị thường, nhưng khi đột phá đại cảnh giới sẽ nghênh đón năng lượng thiên địa thanh tẩy. Kết quả là bầu trời Phong Lâm thành rất nhanh liền đen tối, hắc ám cắn nuốt tất cả ánh sáng rực rỡ bao phủ trên cả thành trì, làm như ngày tận thế đã cận kề, ngay sau đó trên bầu trời Phong Vân tề hội Năng lượng hội tụ xoay chuyển, từng đạo uy năng thiên địa đánh rất xuống, rót vào cơ thể những võ giả đột phá đại cảnh giới kia, tẩy rửa thần hồn cùng thân thể bọn họ. Phong Lâm Thành hoàn toàn sôi trào, mà Dương Khai cùng đám người ở phong ấn chi địa, bên ngoài thành nhận được lại càng rõ ràng hơn. Từng người đạo nguyên cảnh đều đứng yên tại chỗ, khép mắt cảm nhận linh khí thiên địa nồng đậm, mở rộng tâm thần hút vào, không cần vận công, chỉ cần đứng tại chỗ linh khí thiên địa có mặt khắp mọi nơi liền không ngừng đổ lại từ bốn phía làm cả người thoải mái không kìm chế được cơ thể dương khai cũng chuyển ra tiếng vang kẽo kẹt làm biểu tình hắn trở nên cổ quái ngay sau đó lại là phấn chấn dương lão đệ tần triều dương bỗng nhiên thần tình gian khổi hô một tiếng thế nào dương khai quay đầu nhìn tần triều dương lão phu không chịu nổi tần triều dương biểu tình khó coi như thể đã táo bón nhiều ngày không giải quyết nghe vậy ung dung liếc nhìn dương khai nói ta cũng muốn tìm một chỗ tĩnh tâm đột phá dương khai dương mày sau đó vui mừng nói, vậy cần phải chúc mừng Tần gia chủ. Tần Triều Dương tuổi cao, trước đây căn bản không có dấu hiệu đột phá, nhưng hôm nay bị linh khí chi hải đánh sâu vào lập tức gặp kỳ ngộ, đây coi như là cơ duyên của lão. Nếu không có cơ duyên này, với thiên phú cùng tuổi tác của Tần Triều Dương, chỉ sợ tới chết cũng không tới ngưỡng cửa đạo nguyên lưỡng tầng cảnh. Lần này nếu lão có thể đột phá, đối với Tần gia thậm chí là đối với cả Phong Lâm thành đều là tin mừng lớn lao. Tần Triều Dương cười khổ nói, thời cơ không đúng, thời khắc này thế cùng hỗn loạn, lão phu còn muốn mời Dương lão đệ giúp ta hộ pháp một trận, không thành vấn đề. Dương Khai sảng khoái đáp ứng, nhìn quanh một trận phát hiện có không ít võ giả đều lộ ra tinh thần phấn chấn, mà bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực lại phát động không ngừng nghỉ vô cùng kinh người, nhìn cũng giống như muốn đột phá. Đi, đi tới chỗ gốc đi. Dương Khai kéo Tần Triều Dương, thân hình lắc lư liền hướng về phía trước chạy đi thời khắc này quá nhiều người, mỗi người đều là đạo nguyên cảnh, khi đột phá sinh ra chấn động nhất định cũng rất hỗn loạn, cũng không thích hợp để tiếp tục lưu lại. Tần Triều Dương nếu có dấu hiệu đột phá thì cũng không thể lãng phí, cho nên hắn quyết định xâm nhập hang hổ. Chỗ gốc. Mi mắt Tần Triều Dương co rụt, rất nhanh hiểu rõ chỗ Dương Khai nói là chỗ nào. Hắn lại lôi mình hướng vào lỗ thủng to lớn kia vọt tới, đỉnh vô biên linh khí đánh sâu vào, một đường lao xuống. Sự thật chứng minh cách làm của Dương Khai quả nhiên không sai càng hướng về phía dưới phóng đi, linh khí thiên địa càng nồng đậm vô cùng. vốn từ phía trên cảm nhận được linh khí như vậy đã đủ kinh người nhưng tới phía dưới vừa thấy mới hiểu được thế nào là khác biệt một trời một vực. có biển linh khí mênh mông như này tương trợ, tần triều dương cảm giác mình tần này muốn đột phá thất bại cũng không thể liền không khỏi có chút thần tình phấn chấn, gương mặt tỏa sáng. hai người một đường rơi xuống có tới hơn ngàn trượng, lúc này mới tới chỗ mặt đất. tình huống dưới này cũng giống ở bên trên, đều bị linh khí khó tưởng tượng bao phủ người đặt mình trong đó như ngâm mình trong nước chỉ là đây không phải nước bình thường mà là linh dịch dương khai không có ý dừng lại mà tìm một hướng bay tới thật lâu sau hắn mới dừng lại nhìn quanh rồi nói tần gia chủ hãy đột phá ở đây đi trong thời gian ngắn sẽ không có người tới đây đâu lúc này mọi người đều đang bận rộn hấp thụ linh khí tinh thuần chuẩn bị đột phá nào còn tâm tư đi thăm dò cái gì cho nên dương khai nói cũng có đạo lý tần triều dương sợ là thật không chịu nổi nghe vậy chỉ gật gật đầu không nói một lời khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm quyết thẩm vận huyền công rất nhanh chóng đi vào trạng thái dương khai vung tay lên trong khoảnh khắc liền có ba đạo tịnh ảnh xuất hiện trước mắt tiên sinh đây là nơi nào trương nhược tích vừa xuất hiện liền đã thấy chỗ này không tầm thường nàng không khỏi che đôi môi đỏ mọng thất kinh hỏi hoa thanh ti trợn to đôi mắt đẹp run giọng nói dương dương khai không phải là ngươi tự tiện xông vào đại tông môn phúc địa động thiên nào đó rồi chứ lưu viêm lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn quanh nhách miệng cười không nói gì thêm dương khai cười nói nào có vậy linh khí thiên địa chỗ này hoa thanh ti sợ hãi tột đỉnh so với thánh địa tu luyện tinh thần cung thì thế nào dương khai hăng hái hỏi không kém hoa thanh ti trầm ngầm một chút nói thần cung cấm địa phân làm ba cấp thiên địa nhân với tu vi của ta chỉ có thể tiến vào địa cấp thánh địa tu luyện còn tiêu phí rất nhiều công môn tống hiến linh khí thiên địa ở đây so với nơi đó chỉ có hơn chứ không kém vậy thiên cấp thì sao dương khai nhuyến mày không biết Hoa Thanh Ti lắc đầu khổ sở nói, đó là chỗ tu luyện của đế tôn cảnh, tu vi của ta còn chưa đủ tư cách. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao lại có linh khí nồng đậm như vậy? Hoa Thanh Ti lại hỏi lần nữa. Chỉnh là phong ấn chi địa lần trước muội đi qua, dưới này không biết có manh mối gì, bỗng nhiên có thêm nhiều địa mạch quạng mỏ. Hoa Thanh Ti nghe vậy ngạc nhiên. Cũng là lần trước đi phong ấn chi địa nàng mới mất đi tự do, bị Dương Khai bắt vài tiểu huyền giới đồng thời gieo thần hồn lạc ấn, nhưng cũng chính vì thế nàng mới có được một viên thái diệu đan làm gia tăng lớn tỷ lệ tấn thăng tới đế tôn cảnh của nàng lợi hại trong đó chỉ sợ không ai có thể nói được rõ ràng dù sao hoa thanh tí cũng không quá bài xích tình cảnh của mình thái độ đối với dương khai cũng ngày càng thân thiết nhu hòa bớt nói nhảm đi cơ duyên như vậy bỏ qua thì thật đáng tiếc các ngươi hãy nhanh chóng tu luyện tận lực hấp thu linh khí hoa thanh tí cùng trương nhược tích nghe vậy rối rít gật đầu vội vàng tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống từng người vận chuyển thần thông hấp thu linh khí thiên địa chỗ này hoa thành ti là cao đồ của tinh thần cung tu vi cường đại đạo nguyên tam tầng cảnh mặc dù lật thuyền ở chỗ dương khai bị hắn chế ngự nhưng không thể nói nàng nhỏ yếu mà ngược lại còn rất cường đại thời khắc này thần công im lặng chuyển chỉ một thoáng thân thể mềm mại đã trở thành một cái động không đáy linh khí cuồn cuộn không ngừng hướng hội tụ vào trong cơ thể nàng dương khai nhìn kinh ngạc bội phục thần công huyền diệu của tinh thần cung ngay sau đó còn xảy ra chuyện làm hắn kinh ngạc hơn chính thấy trong cơ thể Trương Nhược Tích cách đó không xa truyền ra tiếng hô hô, phảng phất như tiếng gió lớn gào thét, mà kèm theo tiếng vang kỳ dị này, thân thể Trương Nhược Tích cũng biến thành cái động không đáy, cuồn cuộn hấp thu đón nhận linh khí kia. Trương Nhược Tích mượn khí thế tu vi, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tăng cường. Khắc, một âm thanh đột ngột vang lên, một cỗ khí vô hình từ thân thể mềm mại của Trương Nhược Tích, ầm ầm hướng bốn phía khuếch tán, một cỗ thế chàng đại thành trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Đây là con ngươi dương khai như sắp lùi ra ngoài. Từ lần trước sau khi huyết mạch lực trong cơ thể trương nhược tích thức tỉnh, tốc độ tu luyện của nàng bắt đầu trở nên cực nhanh. Hơn nữa ở nơi linh khí nồng đậm thì hiệu quả lại càng rõ rệt. Nàng căn bản như không có gông cùm xiềng xích, lực lượng trong cơ thể tích góp một chút đã đủ, liền có thể đột phá nước chảy thành sông. Thậm chí ngay cả thế tràng của phản hư cảnh cũng theo sát đại thành, hoàn toàn không có chút nào dừng lại. Một màn trước mắt này chính là trương nhược tích đã thành công đột phá tới phản hư tam tầng cảnh dương khai đích thực không biết thân thể cô gái nhỏ này rốt cuộc là như thế nào huyết mạch lực kia có huyền bí gì nhưng không thể không phủ nhận tình huống này là chỗ tu luyện thích hợp nhất với trương nhược tích dương khai không khỏi liên tưởng nếu đưa trương nhược tích vào thánh địa tu luyện thiên cấp trong tinh thần cung vài năm thì tình cảnh sẽ như thế nào không biết chừng nàng có thể đạt tới trình độ đế tôn cảnh chủ nhân người dường như cũng muốn đột phá lưu viêm đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn dương khai tu vi của nàng lúc này không yếu Tự nhiên cũng có thể nhận ra khí thế trong cơ thể Dương Khai chấn động. Dương Khai gật đầu đáp, "Chỗ này phiền ngươi hộ pháp." Khi nói chuyện Dương Khai đưa tay lấy ra Huyền Giới Châu, bấm tay niệm thần chú, chỉ một thoáng Huyền Giới Châu dường như mở ra một chỗ hổng vô hình, một lực hút to lớn từ bên trong truyền đến, hấp dẫn linh khí bốn phía rót vào trong đó, linh dịch kia dũng động giống như vạn dòng nước chảy về biển, vô cùng đồ sộ. Hắn đưa Huyền Giới Châu cho Lưu Viêm nói, "Tìm một chỗ lanh đi, ở đây khá nhiều người." Lưu Viêm gật gật đầu cầm lấy Huyền Giới Châu, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng, cũng không biết đã trốn đi đâu. Nhưng trước khi rời đi, Dương Khai phát hiện ánh mắt nàng nhìn mọi người có chút vẻ hâm mộ. Dù sao cơ duyên như vậy mọi người đều có thể được lợi, duy chỉ có nàng không được gì, tất nhiên sẽ làm nàng cảm thấy mất mát. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, Lưu Viêm không có thực thể, không có thân thể, ngoại trừ căn nuốt dung hợp một chút năng lượng đặc biệt tăng cường thực lực ra, cũng không thể giống như các võ giả khác hấp thu linh khí thiên địa tăng cường tu vi tự thân đây cũng là nguyên nhân dương khai để nàng hộ pháp chờ sau khi thân hình lưu viêm biến mất dương khai lại đưa tay lấy ra hai đại huyết thú đã lâu chưa từng vận dụng là yêu trùng mẫu thể cùng thanh viêm kinh lôi xài cùng với tu vi của hắn tăng lên tác dụng của hai đại huyết thú này cũng ngày càng nhỏ nhất là thanh viêm kinh lôi xài chỉ có trình độ đạo nguyên lưỡng tầng cảnh đối phó địch yếu thì không cần dùng đối phó với cường địch không có tác dụng thời khắc này là thời cơ tốt để phát huy tác dụng thần niệm hơi động dương khai để hai đại huyết thu ẩn nặc một bên mình tìm một nơi cách xa đám người tần triều dương khoanh chân ngồi xuống biên độ khí thế chấn động trong cơ thể càng lúc càng lớn càng lúc càng rõ ràng đây chính là khúc nhạc dạo của khúc đột phá dương khai tâm thần hợp nhất giếng cổ không dao động vận chuyển huyền công đặt mình dưới đất này giống như ngồi trên linh nhãn không cần vận công linh khí thiên địa có mặt khắp nơi kia liền cuồn cuộn không ngừng tụ đến thân mình tràn ngập vào tứ chi bách hải, lắng động vào vùng đan điền. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai không ngừng tập trung toàn bộ thân lực. Mỗi khắc, lực lượng cơ thể hắn đạt tới một loại điểm giới hạn, điểm giới hạn này như một vách tường vô hình, ngăn trở con đường đi tới trên của Dương Khai, làm hắn không thấy được cảnh sắc xa hơn, vinh quang rực sáng tốt đẹp hơn. Hắn thấy biến không sợ hãi mà chỉ lặng lặng ngưng tụ toàn bộ lực tự thân, ầm ầm phát khởi công kích hướng tới gông cùng xiềng xích kia đánh vào. Ầm, một tiếng động đến từ trong tâm linh, thân thể Dương Khai hơi chấn động một chút, sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ lên vẻ đau đớn. Ngoài dự liệu của hắn, lần đánh sâu này không thành công mà thất bại trong gang tấc ở thời khắc mấu chốt. Đây là chuyện hắn rất ít gặp, chỉ có lúc rất yếu nhỏ hắn đã từng trải qua chuyện này. Loại đánh sâu vào khi thất bại có cảm giác làm hắn vô cùng hoài niệm, hắn không sợ hãi không hoảng hốt mà chỉ toét miệng cười nhanh ác. Lần đột phá này cũng không phải vì công sức tu luyện nước chảy thành sông mà vì ngoại lực thúc đẩy, có chút trở ngại cũng là rất bình thường, mà phần trở ngại này cũng không thể cản trở võ đạo chi tâm của hắn, mà ngược lợi càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn an định tinh thần tiếp tục tích góp từng tí một lực lượng tự thân. Một lát sau hắn lại lần nữa phát khởi công kích, rầm rầm, một lần lại một lần, nguyên lực trong cơ thể không ngừng chấn động, mỗi một lần đánh sâu vào, cũng làm cho người ta cảm nhận được đau đớn tan nát cõi lòng, thân thể cùng thần hồn đau đớn kia không phải người bình thường có thể chịu được, nếu như vậy nhục chí võ đạo tri tâm sẽ dừng lại ngày sau cũng không thể có tiến bộ vô số võ giả vì không thể thừa nhận đau đớn như vậy mà sinh ra nghi ngờ bản thân cứ vậy tiếp tục trầm luân mai một võ giả tu luyện chỉ có thể dũng cảm tiến tới mới có thể tốc hành đỉnh phong mỗi một lần đau đớn kia cũng không thể làm dương khai đánh mất lòng tin cũng không làm hắn hoảng loạn mà ngược lại càng làm tâm tình hắn thêm bình tinh đạo sinh một một sinh hai hai sinh ba ba sinh vạn vật mệnh do mình cảnh do tâm vạn vật giai hóa tương, vạn vật thương sinh, huyễn hóa do tâm sinh, do tâm diệt. Trong đầu Dương Khai có cảm giác rộng mở như đã được hiểu rõ. Một lực lượng vô hình quanh quẩn bên người, cắt vào gông cùm xiềng xích, đánh bể vách tường ngăn trở, để lộ ra hoạn lộ thanh thang. Ầm ầm. Mắt thường có thể thấy được luồng khí từ cơ thể Dương Khai làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khoách tán, khí thế đạo nguyên lưỡng tầng cảnh trong nháy mắt tràn ngập. Dương Khai lại không hề nhúc nhích, nội tâm sinh ra một cảm giác kỳ quái, trong cảm giác này linh thể thần hồn của hắn dường như cởi bỏ lớp vỏ cứng từ từ trôi lên thu hết thảy phía dưới vào trong đáy mắt hắn có thể thấy rõ lưu viêm cầm huyền giới châu trong tay ẩn nặc trong hư không trong thiên địa linh dịch quan hệ sâu xa không ngừng chảy xuôi xuống huyền giới châu trở thành linh khí thiên địa trong huyền giới châu có lẽ bởi vì có chút liên lạc khó hiểu với bản thân dương khai trong lúc dương khai nhìn nàng lưu viêm bỗng nhiên thấy nhíu mày ngẩng đầu nhìn về vị trí dương khai trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ mờ mịt dương khai thấy hoa thanh ti đang điên cuồng cắn nuốt linh khí thiên địa làm cơ sở kiên cố để ngày sau tấn thăng đế tôn hắn thấy tu vi của trương nhược tích liên tiếp kép lên trong chốc lát đã tới tầng thứ hư vương cảnh uy năng thiên địa thanh tẩy cũng theo đó mà đến giống như lần trước ở trong tứ quý tri địa trương nhược tích đột phá phản hư cảnh lần này lúc nàng đột phá cửa ải lớn hư vương cảnh là lúc sau lưng nàng lại bỗng xuất hiện hư ảnh to lớn hư ảnh này trắng nõn mông lung to lớn vô cùng nhưng nhìn hình thể lại là một nữ tử hơn nữa còn là một cô gái tuyệt sắc dáng người thuyết tha hai tay cầm một thanh cự kiếm cái chay ở trước người mắt đẹp sáng rực tinh tú dương khai chỉ liếc nhìn liền thần niệm hoảng hốt hư ảnh to lớn kia há đôi môi đỏ mọng hút mạnh trực tiếp hấp thụ hầu như không còn uy năng thiên địa ngay sau đó hư ảnh kia rút vào trong cơ thể trương nhược tích cô gái nhỏ này cũng trực tiếp đột phá đến hư vương cảnh không có chút cản trở cùng nguy hiểm nào dương khai còn thấy được rất nhiều võ giả đạo nguyên cảnh cũng đang đột phá bình cảnh tự thân, có người cười to điên cuồng, có người sắc mặt gian khổ đánh sâu vào gông cùng xiềng xích. Thần hồn của hắn tiếp tục bay lên, rất nhanh liền tới trời cao ngàn trượng. Hắn đưa mắt nhìn lại, ở Phong Lâm thành bên ngoài 200 dặm, thời khắc này thân người ồn ào, náo nhiệt đổ sộ. Trên bầu trời, một đoàn năng lượng thiên địa biến thành một khảo nghiệm cùng kiếp nạn, mà mắt thường có thể nhìn thấy được, đang thanh tẩy cho các võ giả đang đột phá đại cảnh giới. Thỉnh thoảng lại có người thét lớn vì đột phá thành công, Ánh mắt của hắn nhìn xa hướng về một hướng, thần hồn liên tục bay lên. Rất nhanh, cả Phong Lâm Thành đều thành một chấm đen nhỏ, Dương Khai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi lóe lên sao trời, Chu Thiên tinh đấu trận rời. Trong u minh, lực pháp tắc thiên địa như đưa tay liền có thể đụng tới. Dương Khai mặt lộ vẻ dị sắc, đưa tay đi bắt hư không bốn phía, dùng sức nắm chặt, dường như không bắt được gì cả, nhưng cũng chộp được thứ gì đó. Dương Khai mặt lộ vẻ mờ mịt. Mà đúng lúc này một sức mạnh thiên địa vô hình to lớn bỗng nhiên đanh tới, phủ xuống đỉnh đầu Dương Khai. Sức mạnh thiên địa to lớn kia ẩn chứa uy năng, đáng sợ khó tưởng tượng cùng ý hủy diệt. Không xong rồi. Dương Khai trong lòng kinh hô, trong lúc thần niệm hơi động với tốc độ cực nhanh rơi xuống, trong nháy mắt liền trở về với thân thể của mình. Ầm. Um, sức mạnh thiên địa to lớn kia theo sát mà đến, đánh vào trên người hắn. Dương Khai cả người như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, nguyên lực cả người chấn động bất an hắn lên tiếng hộc ra một chùm kim huyết, khí thế cả người trong nháy mắt liền uể oải, nhưng hai trong mắt hắn lại sáng như sao. Đây là gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn hư không tuét miệng cười gằn, cảnh cáo sao? Quan sát trước pháp tắc thiên địa cũng không được. Lão Tặc Thiên thật là đáng chết à, hắn có thể xác định vừa rồi, nếu không có sức mạnh thiên địa to lớn kia áp chế cho hắn thêm một chút thời gian, thì không chừng hắn có thể theo dõi được bản tướng của pháp tắc thiên địa. Nếu thật như vậy thì một niệm sinh của hắn liền là pháp tắc, hắn liền có bản vốn của đế tôn cảnh mới có đáng tiếc là lúc quan trọng nhất lại bị thiên địa uy lực gây trở ngại thất bại trong găng tắc, thiên địa ai dường như cũng không cho phép hắn làm như vậy nhưng hắn cũng không phải là không hề có thu hoạch sau khi mắng một câu dương khai lại cúi đầu dương hai tay lúc năm ngón tay đan động lực lượng pháp tắc không gian quanh quẩn từng đạo khe nứt không gian nhỏ du động nơi đầu ngón tay hắn như vật còn sống nắm bắt lực lượng pháp tắc không gian so với trước kia đã thành thạo hơn rất nhiều ngón tay hắn liên tục bắn ra từng đạo khe nứt không gian thật nhỏ như sợi chỉ bắn ra đâm vào vách đá bốn phía cắn nuốt ra một đạo lại một đạo khe nứt dương khai toét miệng cười trên mặt lộ vẻ hài lòng đổi thành trước kia hắn không thể nắm được pháp tắc không gian trong tay đến trình độ tinh diệu như thế nhưng hiện tại hắn lại có thể công kích như vậy so với nguyệt nhận mà nói tuy uy lực có yếu bớt nhưng cũng khó lòng phòng bị trong một lúc nào đó so với nguyệt nhận còn có tác dụng hơn ngay sau đó dương khai dò xét một chút tu vi của mình phát hiện mình đã đột phá tới đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, lúc này mới thu hồi sự khó chịu trong lòng lấy ra một chút đan dược nhét vào miệng. Vừa rồi thiên địa uy lực dung đánh như vậy, mặc dù không có thương tổn gì lớn nhưng cũng không thể bỏ qua, có trời mới biết đạo thương như vậy, có gì chứng gì không cho nên vẫn nên càng sớm chữa khỏi càng tốt. Chính lúc Dương Khai trị thương là lúc Tần Triều Dương, bên kia đã đem lực lượng bản thân ngưng tụ tới đỉnh phong, ngay sau đó cả người lão thân hình chấn động, khí lãng khoách tán, một thân áo bào ầm ầm vang dội, ngay sau đó nếp nhăn trên mặt Tần Triều Dương từ từ lui tan biến mất không ít, làm cả người lão thoạt nhìn dường như trẻ tới mấy chục tuổi, mà sắc mặt kia cũng từ từ hồng nhuận, thậm chí ngay cả đầu đầy tóc bạc cũng sinh ra ít sợi đen. Đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, Tần Triều Dương cũng đột phá. Lão cũng không vội vã mở mắt mà tiếp tục ngồi tại chỗ hấp thu linh khí thiên địa, củng cố tu vi tự thân. Thời gian từ từ trôi qua, mỗi một khắc lại có võ giả đột phá đến bước quan trọng nhíu mày lộ vẻ nghi ngờ. Một lát sau khí thế cả người lão giống như một quả cầu khí bị đâm thủng, lập tức xì ra. Biến cố như vậy làm lão lập tức mở ra hai mắt, gương mặt bi phẫn kêu to, cái quái gì vậy? Lão tử đang đột phá, linh khí thiên địa này sao lại biến đổi rồi? Lão vốn là vì linh khí nơi này nồng đậm mà xúc động đột phá khí cơ, lúc này linh khí thiên địa bỗng trở nên hơi mỏng manh, làm lão có chút không thể đột phá tới điểm giới hạn kia, dẫn tới lần này lão đột phá lại thất bại. "Hả? Lưu huynh ngươi cũng vậy sao?" bên cạnh đó không xa bỗng chuyển tới tiếng hỏi ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới như vậy không đúng không đúng linh khí thiên địa dâng lên kinh khủng như vậy sao bỗng nhiên trở nên mỏng manh vậy cho dù là có tới mấy đế tôn cảnh cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cắn nuốt hết lượng linh khí lớn như vậy có phải có tên khốn nào đó bịt linh khí nhãn rồi một tiếng người khác vang lên mà xem ra dường như ta thấy người nhảy xuống không khéo đúng thế thật tên khốn khiếp nào thất đức vậy quả thực quá đáng a à, đi cùng đi nhìn xem nếu thực sự là có người dám làm vậy, lão tử sẽ cho hắn biết, dám ngăn cản đường tấn thăng của ta, quả thực đáng ghét. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghìn trượng trong lòng đất dương khai vươn mình dậy. Tuy nói trước mắt đây là có hội tu luyện khó có, ngày sau chỉ sợ khó gặp linh khí nồng đậm như vậy. Nhưng Dương Khai cũng không định dành hết thời gian để ngồi thiền tu luyện, hắn rất muốn biết chỗ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại làm thiên địa có dị biến này. Huống chi hắn vừa rồi đột phá, mặc dù có tu luyện thế nào đi nữa thì trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể tiến thêm được nữa. Thần niệm hắn hơi động truyền tin cho Lưu Viêm, để nàng tiếp tục ở đây hộ pháp. Đang lúc chuẩn bị xâm nhập tìm tòi hắn lại nhướng mày quay đầu nhìn chỗ hướng cửa vào. Bên kia quần áo phần phật bóng người kéo tới, dường như có không ít võ giả đã xuống. Bên kia có người, quả nhiên là có một người tới trước một bước rồi. Khốn kiếp, nhất định người này không biết dùng thủ đoạn gì đã phá hỏng cơ duyên đột phá của ta. Đi, đi xem xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào lại dám to gan đến vậy." Tiếng âm ý tranh nhau nói truyền vào tai Dương Khai làm tâm niệm hắn vừa động vội vàng thả, ra thần thức dò xét tình huống bốn phía. Ngay sau đó hắn liền phát hiện vấn đề nằm ở đâu, linh khí thiên địa dường như so với vừa rồi có mỏng manh một chút, mặc dù không rõ ràng nhưng đúng là có kém hơn. Đã nhận ra điểm này, Dương Khai không khỏi quay đầu nhìn lại chỗ lưu viêm ẩn thân, cũng không biết có phải vì Huyền Giới Châu cắn nuốt linh khí thiên địa hay không đã làm linh khí ở đây trở nên mỏng manh. Chớ xem thường điểm chênh lệch này, rất có khả năng chính là vì chênh lệch ấy đã làm những võ giả này không thể đột phá tới điểm giới hạn, bọn họ chỉ sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà cũng kéo xuống đây. Vừa nghĩ tới đây Dương Khai vội vàng đưa tay một chiêu thu hồi lưu viêm, cùng Huyền Giới Châu, miễn cho động tĩnh cắn nuốt linh khí không quá lớn. Làm xong chuyện này hắn mới lặng lặng đứng yên tại chỗ chờ đợi, tiểu tử không cần biết ngươi là người tông môn nào lần này ngươi chết chắc rồi. Thức thời hãy ngoan ngoãn tới đây xin lỗi bổn đại gia, không biết chừng còn có thể tha chết cho ngươi hỏng cơ duyên của ta lão nương liều mạng với ngươi một đám người kêu la không nói lời gì chụp mũ dương khai nhanh chóng bay tới gần hắn không lâu sau đám người đã tới trước mặt cách dương khai không xa là ngươi chuyện này chuyện này sau khi thấy rõ dung mạo dương khai sau các võ giả vốn đang kêu la lập tức đều không lên tiếng từng người toát mồ hôi lạnh đứng yên tại chỗ biểu tình ngưng trọng lúc trước cảnh tượng dương khai đánh chết khúc hoài nhân Giết chết trang bàn còn rõ ràng trước mắt, mọi người đều vô cùng kiêng kỵ đối với hắn, nào ai dám đi vuốt dầu hùm, ai nấy ruột đều sạch bách rồi, chỉ trách tự mình không hiểu rõ tình huống đã kêu gào, không biết có chọc giận tên sát tinh này hay không. Chư vị có chuyện ư? Dương khai lãnh đạm hướng đám người nhìn qua lạnh lùng hỏi. Không có, không có. Không có chuyện gì, chỉ là xuống xem thôi, ha ha. Phía dưới này không cảnh không tệ, mỗ cùng chư vị đồng đạo kết bạn đồng du mà thôi. Không tệ, không tệ, đồng du đồng du phải đấy dương khai dương khóe miệng thản nhiên nói phong cảnh không tệ chư vị đừng bỏ qua hãy đi xem một chút đi phải 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 chúng ta đi thôi đi thôi vừa thấy thần tình dương khai lạnh lùng như vậy nào ai còn dám dừng lại liền rối rít vòng đi hướng tới chỗ sâu hơn xâm nhập trước khi rời đi không ít người còn lộ vẻ khiếp sợ đưa mắt nhìn tới chỗ hoa thanh ti với thực lực của mọi người tất nhiên có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của hoa thanh ti chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh mọi người ở đây cũng có vài người là võ giả tầng thứ này cũng không có gì đáng kinh ngạc quan trọng chính là quanh người hoa thanh ti quanh quẩn từng tia không hiểu được làm người ta mong mỏi đế ý từng tia ý cảnh không hiểu kia chính là đế ý là tượng trưng của gông cùng xiềng xích va chạm vào đế tôn cảnh nói cách khác nữ tử này có khả năng rất lớn tấn thăng tới đế tôn cảnh điều này làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ bọn họ cũng không biết hoa thanh ti có phải vốn đã chạm vào đế ý hay không hoặc là bởi vì lần này linh khí bộc phát mà sinh ra cơ duyên nhưng có người mạnh như vậy ở đây cũng có dương khai tên sát tinh này bảo vệ bọn họ nào còn dám dừng lại không bao lâu đám người liền biến đi không còn ai đợi bọn họ đi rồi dương khai mới lại thả lưu viêm ra để nàng tiếp tục ẩn nặc ở bên hộ pháp ngay sau đó thân hình hắn lắc lư hướng chỗ sâu thăm dò tới cùng bước vào bên trong linh khí thiên địa càng nồng đậm dường như chỗ không thể biết được kia chính là ngọn nguồn dâng lên linh khí thiên địa này dương khai không khỏi tò mò đoán được rốt cuộc là duyên cơ gì có thể làm linh khí thiên địa bắt đầu khởi động, tới mức này. Những võ giả kia đã đi trước hắn một bước. Bỗng nhiên trước mặt truyền tới một trận tiếng kinh hô có vẻ khiếp sợ dị thường, ngay sau đó từng tiếng hít khí lạnh vang lên. Bọn họ làm như phát hiện được thứ gì đó. Dương Khai biến đổi sắc mặt, pháp tắc không gian quanh quẩn, nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng hắn. Trong nháy mắt tiếp theo hắn liền xuất hiện bên cạnh mọi người. Theo ánh mắt những người khác nhìn lại, Dương Khai không khỏi mi mắt co rụt chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một hố tròn phương viên chừng 10 trượng, mà từ dưới hố tròn như nguồn suối kia, từng luồng linh dịch giống như phun trào ra, tràn ngập bốn phương. Linh nhãn, trời ạ, à, đây chính là linh tuyển trí nhãn. Chỗ này lại có linh tuyển trí nhãn, quả thực không dám tưởng tượng. Không trách linh khí thiên địa nồng đậm như vậy, có linh nhãn này hết thảy đều có thể giải thích rồi. Nhìn quy mô này phải là một linh nhãn bậc trung, nếu có thể ở đây thành lập tông môn, không tới trăm năm nhất định có thể thịnh vượng mọi người đều đến từ những tông môn cùng gia tộc bậc trung phóng nhãn nhìn tới gia tộc và tông môn mỗi người bọn họ cũng đều không có linh nhãn những thứ này chỉ có một số ít tông môn hàng đầu mới có tư cách chiếm cứ bảo địa như vậy để khai tông lập phái mọi người không khỏi phấn chấn con người lộ tinh quang mặc sức tưởng tượng nếu tông môn gia tộc của mình chiếm đoạt được linh nhãn này sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đát bực nào chỉ sợ không tới trăm năm thế lực của mình đã có thể bay cao cùng sánh vai với những thế lực lớn nhất tuyến kia chuyến này sợ là rắc rối rồi. Chợt có một người lên tiếng sau đó còn nặng nề thở dài. Vị bằng hữu này là ý gì? Linh Nhãn ngay trước mặt, sao lại nói tới rắc rồi? Có người không hiểu hỏi, "Đúng vậy, ngươi thật kỳ quái, cơ duyên trời ban như vậy bị ngươi nói là rắc rồi, thực là bệnh quá." Có người châm chọc. Người kia cũng không có phản ứng mà chỉ tiếp tục thở dài nói, "Chư vị có bao giờ nghĩ tới trước kia Phong Lâm Thành, bên này truyền ra có địa mạch thượng phẩm, cũng có quặng mạch, vì sao không thấy những tông môn nhất tuyến thế lực nhúng tay vào?" còn có thể vì sao địa mạch thượng phẩm cùng quạng mỏ nguyên tinh tuy rằng bất phàm nhưng tông môn nhất tuyến sao lại có thể coi trọng chỉ có những tông môn chúng ta mới coi nó là bảo bối đúng là như vậy người kia ngắm nhìn bốn phía nói nhưng nếu tin tức linh nhãn xuất hiện ở đây truyền ra ngoài thì sao một lời này nói ra tất cả mọi người đều im lặng từng người thần tình khẽ biến lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt nếu tin tức linh nhãn truyền ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ không có việc của bọn họ những tông môn nhất tuyến kia chắc chắn phái cao thủ tới trước chiếm đoạt chỗ này, mở phân bộ. Những tông môn gia tộc bậc trung căn bản vô lực đấu tranh, chỉ có thể trơ mắt đem mỹ vị chắp tay nhường cho người khác. Nghĩ tới đây tâm tình của mọi người đều uất ức, không còn vui sướng như vừa rồi nữa. Hay là, chúng ta lập ra tâm ma đại thể, không truyền tin này ra ngoài. Có người nhỏ giọng đề nghị. Mọi người liếc nhìn người này như nhìn người ngốc, ánh mắt lộ vẻ châm chọc. Thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt. Sự việc linh nhãn cho dù che giấu như thế nào cũng không thể được. Một ngày nào đó chắc hẳn những tông môn nhất tuyến kia biết được. Hơn nữa võ giả tới đây thuộc tông môn gia tộc có không ít phải dựa và những đại tông môn kia mà sống, trước mắt gặp được linh nhãn loại bảo vật này, chỉ sợ vừa rời khỏi đây đã phải đem tin tức truyền đi. Làm sao có thể che đậy được? Ta chỉ buột miệng nói ra thôi. Ẩm. Đúng lúc này ở phía trước cách đó không xa truyền tới một tiếng vang lớn. Ngay sau đó linh dịch ngất trời bính phát ra biến thành linh mưa hướng bốn phía. Cái gì? Đây là chuyện gì vậy? Ông trời ông đang đùa đấy à? Lại, lại là một cái linh nhãn. Mọi người sợ run, tất cả đều trợn mắt nhìn phía trước cách đó không xa, chỉ thấy khoảng cách mọi người chừng 50 trượng có một chỗ linh nhãn thản nhiên sinh ra, linh dịch kia phun lên như suối. Linh khí dưới đất này trong khoảnh khắc trở nên nồng đậm không ít. Dương Khai cũng hoàn toàn khiếp sợ đứng ngây ngốc tại chỗ. Linh nhãn thứ này hoàn toàn là cơ duyên có thể gặp chứ không thể cầu những đại tông môn kia có thể chiếm cứ một chỗ linh nhãn để biến thành thánh địa tu luyện đã là cơ duyên lớn rồi nhưng tại khoảng cách cách phong lâm thành hai dặm trong lòng đất linh nhãn xuất hiện tới hai cái hơn nữa còn là ở cùng một chỗ nhìn quy mô thì đều là linh nhãn bậc trung ầm ầm dường như sợ mọi người chưa đủ khiếp sợ một tiếng lại một tiếng vang vù vù bộc phát ra mặt đất rung động đá vụn rơi xuống linh khí thiên địa trong nháy mắt nồng đậm tới mức không người nào có thể hình dung nổi có mấy võ giả lúc trước vì linh khí thiên địa trở nên mỏng manh, mà không thể đột phá tới điểm giới hạn lập tức đều đã cảm giác được khí cơ, trong cơ thể chấn động, có triệu chứng đột phá. Nhưng thời khắc này bọn họ lại không để ý đến tình huống tự thân mà ngây người như, phỗng đứng tại chỗ nhìn khắp bốn phía. Dưới đất này, ánh sáng mờ tối, hơn nữa linh khí tràn ngập, căn bản không thể thấy vật, nhưng mọi người dù sao cũng là đạo nguyên cảnh, thần niệm quét qua liền hiểu được tình huống xung quanh. Mỗi người đều kinh hãi phát hiện một cái lại thêm một cái linh nhãn xuất hiện, không bao lâu sau, trong phạm vi vạn trượng dưới đất đã xuất hiện đầy linh nhãn, khoảng cách giữa các linh nhãn này đều không xa. Trước sau thời gian mười mấy hơi thở, dưới đất này trong phương viên vạn trượng ước chừng xuất hiện 18 cái linh nhãn, những linh nhãn này đều là bậc trung, thậm chí còn có 3 chỗ là linh nhãn thượng phẩm. 18 linh nhãn này dường như được cùng xếp hàng bày với một quy luật đặc biệt phân tán dưới đất, 15 linh nhãn trung phẩm vây quanh bốn phía, 3 linh nhãn thượng phẩm còn lại xếp hàng bày ở giữa, trong chỉnh thể như tích chứa huyền cơ cực lớn. 18 chỗ linh nhãn cùng nhau phun trào, chàng diện đồ sộ, mọi người đều run sợ không nói nên lời. Sau khi đã trải qua phấn chấn cùng khiếp sợ ban đầu, mọi người liền rất nhanh ý thức được có điều rất không ổn. Một linh nhãn trung phẩm xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới những thế lực lớn nhúng tay tranh đoạt, giờ này là 18 linh nhãn đều xuất hiện, thậm chí còn có 3 linh nhãn thượng phẩm, đây cũng không phải là những thứ nhất tuyến thế lực có thể ăn được. Nếu làm không tốt thì tới những tông môn đứng đầu như Thanh Dương Thần Điện, Thiên Vũ Thánh Địa, vô hoa điện đều bị kinh động thậm chí tinh thần cung đều có thể phái người tới đây tuyệt đối sẽ chấn động cả nam vực là chuyện đại sự của cả tinh giới mà tên phong lâm thành chắc chắn sẽ chuyển khắp thiên hạ người người đều biết xong rồi chuyến này xong hẳn rồi có người khóe miệng co quắp nhỏ giọng lầm bầm tuy rằng người này không nói rõ nhưng mọi người ở đây đều hiểu hắn ngụ ý đơn giản chính là cơ duyên ở đây hoàn toàn không có quan hệ gì với tông môn của mình linh nhãn này sắp xếp chẳng lẽ chẳng lẽ lại là thập bát tinh đấu đại trận trong đám người có một người con ngươi sáng lên quét mắt khắp nơi thập bát tinh đấu đại trận có người nghi ngờ nhìn người kia kinh giọng nói vị bằng hữu này tinh thông trận pháp có biết chút ít người kia nghe vậy gật gật đầu mọi người đều nổi lòng hiếu kỳ rối rít nhìn qua người kia hỏi nếu bằng hữu đã hiểu trận pháp thì hãy nói cho chúng ta biết thập bát tinh đấu đại trận này có ích lợi gì người kia sắc mặt tái nhợt biểu tình khó coi trầm mặc một hồi mới trầm giọng nói ta cũng không dám xác định có phải thập bát tinh đấu đại trận hay không, dù sao trận pháp này đã sớm thất truyền, dường như là từ thời thượng cổ, trong điển tịch chỉ có miêu tả sơ qua không có chi tiết. Đại trận thượng cổ. Tiếng kinh hô vang lên, thượng cổ, viễn cổ là thời kỳ vô cùng đặc thù. Nghe nói trong hai thời kỳ này, thiên địa triều tịch lực thoải mái, lực lượng pháp tắc nồng đậm sinh ra rất nhiều đại năng chi sĩ, chỉ là theo thời gian trôi qua, lực lượng pháp tắc mỏng dần làm các võ giả tấn thăng ngày càng khó khăn nhưng một khi đã liên lụy đến thượng cổ viễn vổ vật thì không khỏi rung động lòng người cho nên vừa rồi nghe nói thập bát tinh đấu đại trận này là thượng cổ kỳ trận mọi người đều hưng phấn muốn tìm hiểu dương khai cũng thần sắc hơi động nhìn người kia hỏi bằng hữu chẳng lẽ họ cung người của thiên hà cốc cung có người ngay sau đó kêu lên có thể liếc mắt nhận ra đại trận thượng cổ vậy trình độ trận pháp của người này nhất định không thể khinh thường mà đưa mắt nhìn cả nam vực cũng chỉ có thiên hà cốc cung ra Nghiên cứu trận pháp thâm hậu, cung gia bất kỳ người nào cũng là đại sư trận pháp. Dương Khai khi ở trong tứ quý chi địa có quen biết cung gia Cung Văn Sơn, được lĩnh giáo cung gia điều nghiên cùng vận dụng trận pháp cho nên mới hỏi như vậy. "Ô người này ngươi?" Võ giả đứng cạnh Dương Khai dường như cho tới giờ khắc này mới lấy lại tinh thần, lập tức hoảng sợ vội vàng đứng cách xa Dương Khai một chút, những người khác cũng là hoảng sợ lùi sau vài bước, chỉ một thoáng bên cạnh Dương Khai không còn một bóng người. Dương Khai sờ mũi nói: tại hạ chỉ là đi một chút xem một chút, chư vị không cần căng thẳng như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới những người này lại kiêng kỵ với mình như vậy. Thấy bộ dạng hắn dễ nói chuyện, cũng không lộ ra sát khí gì mọi người đã thoáng an tâm không ít, vị cung huynh này. Dương Khai lại nhìn về phía người kia nói chuyện. Người này cười khổ nói, tại hạ không phải họ cung, nhưng coi như có một nửa là người cung gia. Hắn nói vậy làm người khác không khỏi hồ đồ. Người này giải thích, Chuyết Kinh là người cung gia, cho nên tại hạ cũng từ bên cung ra học được không ít trận pháp. Thì ra là thế. Mọi người ra vẻ hiểu thầm nghĩ người này, đại khái là con rể nhà họ cung nên mới có nghiên cứu trận pháp. Bằng hữu hay nói cho chúng ta biết về thập bát tinh đấu đại trận này đi. Dương Khai nói, ta rất tò mò, trận pháp này là để làm gì? Thập bát tinh đấu đại trận là thượng cổ kỳ trận, yêu cầu bày trận vô cùng hà khắc, như chư vị thấy cần gộp đủ 18 kiện vật tràn đầy linh khí, hơn nữa phải là nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng sản sinh ra linh khí, mà cơ sở bảy trận tốt nhất chính là ở linh nhãn. Người này nói tới trận pháp thần tình lập tức trở nên nghiêm nghị, miệng lưỡi lưu loát, hiển nhiên là cơ sở xác thật làm cho người ta tin phục. Mà tác dụng của thượng cổ kỳ trận này, hắn hơi dừng một chút rồi nói tiếp, chính là trấn áp phong ấn. Trấn áp phong ấn? Phong ấn cái gì? Một đám người nhất thời mê man, ta không biết. Người kia lắc lắc đầu quay nhìn phía Đoàn Nguyên Sơn nói, "Đoàn thành chủ, chỗ này đã từng có gì dị thường sao?" Đoàn Nguyên Sơn khóe miệng hơi giật liếc mắt nhìn Dương Khai nói, "Chư vị nếu tới Phong Lâm thành vài ngày rồi tất nhiên là biết chuyện mấy tháng trước Phong Lâm thành bị ma khí bao vây." "Ồ, nói vậy chẳng lẽ vật bị phong ấn kia lại chính là ma khí thượng cổ?" Mọi người biến sắc có chút đứng không vững lung lay sắp đổ. Dương Khai cũng ra vẻ hiểu, âm thầm bội phục thủ đoạn đại năng thượng cổ kia. Lúc này trong mọi người, hắn rõ nhất chỗ này rốt cuộc phong ấn cái gì, không phải là ma khí thượng cổ mà là con người đen cự ma thượng cổ vậy có thể diễn hóa một phương thế giới hắc ám con ngươi đen tất cả ma khí thượng cổ chẳng qua là do con ngươi đen kia sản sinh ra dùng linh khí thiên địa phong ấn ma khí đúng là biện pháp tốt chỉ tiếc đến những thứ đại năng thượng cổ đều coi thường trình độ quỷ dị của con ngươi đen kia vô số năm qua con ngươi đen kia không có biến mất tuy rằng mất đi linh tính cùng ý chí nhưng nó vẫn tồn tại từ dưới đất chui lên bị dương khai thu được chư vị không cần phải lo lắng ma khí vây thành là lúc từng có ba vị đế tôn cảnh đại nhân đến chỗ này những ma khí kia đã bị khu trừ sạch sẽ, dù sao mấy tháng nay chúng ta đều không nhận ra ma khí có tồn tại. Đoàn Nguyên Sơn trấn an mọi người, hắn vẫn cho là ma khí kia lui đi là công lao của đám người cao tuyết đình. Như vậy xem ra thập bát tinh đấu đại trận chính là phong ấn ma vật kia. Vị con rể cung gia cũng là sắc mặt hơi tái có chút ý sợ, những người khác hơi hít nhẹ, trầm mặc hồi lâu mới có người nói, ma khí thượng cổ đã lâu không đi quản, giờ này 18 linh nhãn hiện thế, đối với chúng ta chưa chắc đã không phải là một cơ duyên không tệ không tệ nếu đã không thể vĩnh viễn chiếm cứ vậy tại sao không nhân cơ hội này tranh thủ hấp thu chư vị còn đang chờ đợi gì một người quát lớn thân hình lắc lư muốn hướng chỗ linh nhãn kia chạy tới người này cũng quyết đoán nhằm chạy tới một chỗ linh khí thượng phẩm muốn chui vào đó thu nạp linh khí thiên địa linh nhãn thượng phẩm chỉ có ba chỗ lúc này có hai ba chục tông môn gia tộc thế lực hắn tất nhiên muốn lấy tốc độ để làm thế mạnh người này vừa động mọi người cũng không kiềm chế được dối rít thi triển thân pháp hướng các linh nhãn chạy tới dương khai cũng nhất tịnh động trực tiếp thi triển ra thần thông không gian di chuyển tới bên trên một chỗ linh nhãn thượng phẩm đứng đó mắt lạnh nhìn phía trước phía trước có mấy võ giả hung mãnh nhào tới có vẻ như là một tông môn tu vi cũng không tầm thường thấp nhất cũng có đạo nguyên lưỡng tầng cảnh người dẫn đầu là đạo nguyên tam tầng cảnh như muốn cướp đoạt linh nhãn thượng phẩm này nhưng không đợi bọn họ chạy tới đã thấy hoa mắt dương khai đã tới trước sắc mặt những người này có chút khó coi, vội vàng dừng lại tại chỗ. Võ giả cầm đầu là một nam nhân trung niên thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, thần thái trầm ổn, sau một hồi trầm ngâm ôm quyền nói, "Dương huynh, chúng ta thương lượng chút được không?" "Không được." Dương Khai quyết đoán trả lời. Nam nhân trung niên sắc mặt tối sầm cười khổ nói, "Ta còn chưa nói sao lại không được. Đừng có như vậy à, mọi người đều lăn lộn kiếm ăn, để mặt chút được không?" Hơn nữa, một linh nhãn lớn như vậy một mình huynh cũng không dùng hết được, ta cùng mấy vị sư đệ sư mỗi chia một nửa, mình huynh một nửa như vậy chẳng đáng mừng quá hay sao? Ta vốn thích độc chiếm, chưa bao giờ chia sẻ cùng ai. Dương Khai ngửa mặt lên trời một dáng không ai bì nổi, tiểu tử ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, chỉ là không muốn làm ngươi mất mặt mà thôi. Một võ giả đứng sau lưng nam nhân trung niên kia kêu lên. Nam nhân trung niên nhướng mày cũng không có ý ngăn cản người này, hiển nhiên là cũng có ý tức giận, Dương Khai liếc người kia nói, không sợ thì ngươi kêu cái gì? trực tiếp đoạt lại là được. người kia nóng giận có vẻ như thực muốn động thủ. nam nhân trung niên hoảng sợ vội vàng ngăn thủ trước mặt hắn nhìn dương khai nói, dương huynh thực không được sao? dương khai lạnh lùng nói, người nói đàng hoàng ta còn nể mặt, nhưng nếu ngươi dám đoạt đừng trách ta không nể mặt. không nể mặt. nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, có chút hồi tưởng lại bộ dáng ninh viễn thuật cùng trang bàn bị dương khai đánh, người này lập tức có chút ra đầu tê dại. dương khai nhìn xa xa nói, các ngươi hiện tại đi cướp những linh nhãn khác còn có chút cơ hội. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây nhiều lời với ta, thì sợ rằng canh cũng không có mà húp." Nam nhân trung niên quay đầu nhìn lại lập tức vội vàng phất tay nói, "Đi. Chính như Dương Khai nói, chỗ này 18 linh nhãn, hơn phân nửa đều đã bị võ giả khác chiếm cứ, thậm chí có người đã xuất thủ để tranh đoạt vị trí, trong lúc nhất thời đánh giết long trời lở đất, cát bay đá chạy. Nhất là hai linh nhãn thượng phẩm kia các võ giả tranh đoạt càng kịch liệt, tất cả đều lấy tông môn cùng gia tộc làm đơn vị, triển khai hỗn chiến trong nhất thời chẳng diện tiếng động ầm ý không còn biết tới trời trăng gì nữa. Đám người đoàn Nguyên Sơn rất thức thời, cũng không có hứng thú gì với linh nhãn thượng phẩm mà cùng túy tửu ông, cùng phong lâm thành nhóm mấy vị lão tổ gia tộc chiếm trước một chỗ linh nhãn trung phẩm, trong nhất thời cũng bình an vô sự. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong 18 chỗ linh nhãn, chỉ có chỗ mà Dương Khai chiếm giữ là yên lành nhất. Trước đó mọi người đều thấy được thủ đoạn tàn bạo của Dương Khai, nào dám tranh giành với hắn, cho nên chủ động không chọc tới sát tinh này. Dương Khai cũng thích thấy vậy. Hắn không để ý tới chém giết ở những linh nhãn khác, trong lòng khẽ động, truyền tin cho Lưu Viêm để nàng đưa mấy người Hoa Thanh Ti tới. Làm xong, hắn lóe lên phóng tới linh nhãn, rơi vào bên trong. Nháy mắt, Dương Khai cảm giác xung quanh mình là linh khí thiên địa đặc sạch, chút vào trong người làm hắn vô cùng thoải mái, không cưỡng lại được, mới vừa đột phá đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, trong thời gian ngắn có dấu hiệu củng cố, Dương Khai mừng rỡ, vội bấm linh quyết, điên cuồng hấp thu. Đồng thời hắn còn lấy ra Huyền Giới Châu, bấm tay mở ra một lỗ hổng, mở rộng tiểu Huyền Giới đổ linh khí vào. Nhưng Dương Khai nhanh chóng nhướng mày, ngưng thần nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe tia sáng vàng, như xuyên thủng thời gian. Mơ hồ hắn nhìn ra thứ gì đang bắn ra từ trong linh nhãn, tốc độ rất nhanh, bên tai nghe được tiếng vụn vụt. Hỏng rồi. Dương Khai trầm xuống, không biết linh nhãn bắn ra cái gì, nhưng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm vội vận chuyển nguyên lực hình thành phòng hộ ngoài người chợt lóe lên muốn chạy ra nhưng đã trễ vù vù oành 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 những thứ không rõ có tốc độ khủng bố bắn ra đụng lên người dương khai mỗi một lần va chạm đều như thiên thạch giáng xuống thoáng cái cả người dương khai đau đớn mượn lực va chạm liền nhảy khỏi linh nhãn ở đằng sau hắn những đốm sáng như sao trời bắn vọt ra tung tóe thứ quỷ gì đây dương khai kinh ngạc không thôi tránh sang một bên vận chuyển ánh mắt quan sát kỹ càng Sắc mặt của hắn nhanh chóng toát ra vẻ cổ quái, bởi vì hắn phát hiện thứ bắn ra từ linh nhãn đụng trúng người mình là những khối nguyên tinh lớn cỡ nắm tay, hơn nữa nhìn màu sắc và độ trong suốt, kém nhất cũng là nguyên tinh trung phẩm, thậm chí xen lẫn rất nhiều nguyên tinh thượng phẩm. Con mắt Dương Khai từ từ lồi ra, ánh mắt nóng bỏng. Khắp tinh giới, giao dịch giữa võ giả, tiền tệ cơ bản đều là nguyên tinh hạ phẩm. Ví dụ ở Thanh Dương Thần Điện, Cao Tuyết Đình cho hắn 10 triệu mua vô tương huyền thảo cũng chỉ là nguyên tinh hạ phẩm, tính ra cũng chỉ 100.000 nguyên tinh trung phẩm, 1.000 nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Đến lúc này Dương Khai thu được nguyên tinh cơ bản cũng đều là hạ phẩm, không nhiều trung phẩm, về phần thượng phẩm thì chỉ có mấy cái. Nguyên tinh thượng phẩm không dễ có, chỉ ở những mỏ quặng nguyên tinh tốt nhất mới sản xuất ra nguyên tinh thượng phẩm. Mà những mỏ quặng nguyên tinh tốt nhất trước giờ đều bị các thế lực lớn nắm giữ, một khi khai thác ra, cơ bản đều tiêu dùng nội bộ trong tông môn, rất ít lưu thông ra ngoài cấp bậc nguyên tinh càng cao, tác dụng cũng càng lớn, rất nhiều đại trận của tông môn, cùng với võ giả đột phá thăng cấp, đều cần dùng đến nguyên tinh thượng phẩm. Vậy mà ở chỗ này, bên trong linh nhãn lại bắn ra số lượng lớn nguyên tinh trung phẩm thượng phẩm, Dương Khai làm sao không khiếp sợ. Hắn thất thần một chút, trong 17 chỗ linh nhãn khác cũng đều phun trào. Số lượng lớn nguyên tinh theo dòng linh khí phun ra từ linh nhãn, nhất thời tiếng vùn vụt không ngừng, đầy trời lấp lánh bay tứ tung. Có võ giả không quan sát kỹ, bị nguyên tinh đụng vào, không khỏi hử nặng, khóe miệng tràn máu, đủ thấy lực va chạm rất mạnh. Nhưng chỉ thoáng cái, trong lòng đất này, toàn bộ võ giả đều sôi trào. Nguyên tinh, nguyên tinh thượng phẩm. Dưới linh nhãn này có nguyên tinh thượng phẩm. Ha ha, lần này phát tài rồi. Cút ngay, linh nhãn này là của chúng ta, các ngươi còn không thức thời, đừng trách sư huynh đệ ta không nhớ giao tình hai phái. Buồn cười, bảo vật về người có đức, chỉ bằng mấy tên rác rưởi các ngươi cũng muốn cướp. Muốn chết thì ta thỏa mãn các ngươi, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, ta liều mạng với các ngươi, a à nha nha. 18 linh nhãn xuất hiện, tràng cảnh đã rất hỗn loạn, hiện tại dưới linh nhãn lại xuất hiện rất nhiều nguyên tinh, lập tức khiến các võ giả điên cuồng. Dù sao không thể mang đi linh nhãn, mọi người đều hiểu, trước khi tin tức truyền ra ngoài, bọn họ cùng lắm chỉ ở trong này tu luyện một thời gian. Nhưng nguyên tinh thì khác, cái này có thể mang đi, là đồng tiền lưu thông toàn tinh giới một khối nguyên tinh thượng phẩm ngang với 10.000 nguyên tinh hạ phẩm, từ số lượng phun trào, chỉ cần chiếm một linh nhãn hứng mấy ngày, đã đủ khiến gia sản một tông môn tăng gấp mấy lần. Nhất thời, các gia tộc tông môn đang đánh nhau càng thêm không chịu nhường, các môn phái vốn còn bình yên liền không che giấu địch ý nhìn nhau. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, đạo lý này mãi mãi không đổi. Dương Khai Trong khi Dương Khai nhìn xung quanh, Hoa Thanh Ti dẫn Trương Nhược Tích cùng Lưu Viêm, Tần Triều Dương chạy tới bên cạnh hắn, vừa nhìn cảnh tượng kỳ quái này, che miệng run run hô lên, sao? Sao lại thế này? Nguồn linh tuyền, phun trào nguyên tinh, người nói sao? Dương Khai mỉm cười. Trương Nhược Tích còn nhỏ tuổi, chưa từng trải nhiều, lần đầu gặp tràng cảnh lớn như thế, mặt hơi trắng. Tần Triều Dương thì suýt lọt mắt ra, tay chân run rẩy, nhìn Linh Tuyền, nhìn Nguyên Tinh, ngây dại hồi lâu không nói ra lời. Nhược Tích ngươi không cần quan tâm gì hết, tìm một chỗ an toàn tu luyện, lưu viêm hộ pháp cho ngươi. Dương Khai nói rồi, đánh mắt cho Lưu Viêm. Lưu Viêm hiểu ý, kéo Trương Nhược Tích sang một bên, ngồi cạnh linh nhãn thượng phẩm. Nhưng có nguyên tinh bắn tới, Lưu Viêm vung tay liền cầm lấy. Dương Khai thấy thế, ném cho Lưu Viêm một cái nhẫn không gian, rồi mới nói với Hoa Thanh Ti, chuyện tu luyện tạm gác lại, đi theo ta thu nguyên tinh. Được. Hoa Thanh Ti gật đầu, người lóe lên theo Dương Khai lên trên linh nhãn. Lúc này, linh nhãn không ngừng phun trào nguyên tinh, Dương Khai đứng trên cao, bàn tay đè xuống, bắn ra trăm sợi kim huyết ti, đan sen ngang dọc, hình thành tấm lưới lớn màu vàng chặn ngay trên linh nhãn. Bụp bụp bụp. Tất cả nguyên tinh bắn lên đều bị tấm lưới vàng chặn lại, vừa ngừng lại, Hoa Thanh Ti nhắm đúng lúc bấm quyết, mười ngón tay bắn ra liên tục, kéo ra, thu lấy nguyên tinh nhét vào nhẫn không gian. Hai người phối hợp, không có một cục nguyên tinh nào bắn ra được, toàn bộ đều bị chặn lại. Hình như không có chuyện của ta. Tần Triều Dương xem một hồi, khóe miệng có rút, Dương lão đệ cứ làm đi, ta tìm chỗ khác kiếm thử. Cơ duyên lớn như thế, nếu có thể vớt vát được một khoản lớn, nhất định có thể làm vốn cho Tần gia trỗi dậy. Nhưng Dương Khai chiếm giữ linh nhãn đã không cần lão phải góp sức, tự nhiên lão phải nhìn sang chỗ khác. Quét nhìn một vòng, Tần Triều Dương cười hắc hắc, người lóe lên đi tới chỗ linh nhãn trung phẩm của mấy người đoàn Nguyên Sơn, chắp tay nói, "Đoàn thành chủ, các lão ca lão đệ, Tần Mỗ có lễ." Lão bất tử muốn tới nhặt món hời. Đỗ gia chủ Đỗ Lập Thân chừng mắt, Chu gia chủ Chu Nghĩa hừ nói, Tần lão tặc híp mắt nói chuyện đúng là dễ coi, học với ai vậy? Sao nói vậy chứ? Tần Triều Dương liền không vui, vẻn dâu tức giận nói, hai lão già nể mặt không biết điều, có tin lão phu đánh cho mẹ các ngươi cũng không nhìn ra. Chu Nghĩa cùng Đỗ Lập thân lắc nhau, cười to, mẹ của ta mà còn sống, còn nhận ra ta được sao? Tần Triều Dương mặt già tối đen. Hừ, đừng nói nhảm, tới thì mau giúp một tay, không thấy nguyên tinh toàn bay ra ngoài hả? Đoàn Nguyên Sơn vung tay quát khẽ, "Đoàn thành chủ có lệnh, ta tự nhiên nghe theo." Tần Triều Dương cười hắc hắc, chạy hùng hục tới gia nhập đội ngũ. Các vị gia chủ đều từ Phong Lâm thành, quen biết nhau không ít năm, dù rằng trước kia cũng có ma sát qua lại, nhưng hiện tại trước ngoại địch cường giả, mọi người đều tự động tụ tập ôm thành đoàn, cho nên dù châm chọc nhau, cũng không ảnh hưởng giao tình của mọi người. "Ồ, trung nghĩa lão thất phu kia, lại còn thăng cấp lưỡng tầng cảnh được nữa, ông trời thật là mù mắt mà." Tần Triều Dương thu nguyên tinh một hồi, thấy trạng cảnh ổn định, thế mới phát hiện Chu gia chủ cũng giống mình, tiến bộ thêm một bước. Nói gì hả? Chu Nghĩa trừng mắt, quát, lão thất phu ngươi cũng đột phá, sao lão phu không được? Hình như mọi người đều đột phá rồi, Đỗ Lập Thân cười hắc hắc. Tần Triều Dương thế mới điều tra tu vi của những người khác, phát hiện mọi người đều tăng thêm một tầng nhỏ, các gia chủ lão hữu đều đến đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, Túy Tửu ông cũng vậy, Đoàn Nguyên Sơn còn vọt lên đạo nguyên tam tầng cảnh ôi chao chúc mừng các vị chúc mừng các vị tần triều dương cười to cùng vui thôi đoàn nguyên sơn cười hắc hắc như vậy phong lâm thành chúng ta cũng coi như một cỗ lực lượng không nhỏ thường nói huynh đệ cãi trong nhà ra ngoài thân như thép đoàn mỗ mong ngày sau các vị có thể đồng tâm hợp lực nếu những lão tổ gia chủ này tụ tập một chỗ lại thêm đoàn nguyên sơn cùng túy tiểu ông cỗ lực lượng này thật không kém tối thiểu có thể sánh với tông môn gia tộc bậc trung khuyết điểm duy nhất là cường giả đế tôn cảnh trấn thủ chỉ là Cường giả đế tôn cảnh vốn không nhiều, ngay cả những tông môn gia tộc bậc trung cũng chưa chắc có cường giả như thế. Nghe Đoàn Nguyên Sơn nói thế, mọi người đều nghiêm mặt, vội gật đầu. Ba chỗ linh nhãn thượng phẩm, Dương Khai chiếm một chỗ, Bát Phương Môn chiếm một chỗ, chỗ thứ ba do hai tông môn liên thủ chiếm giữ. Còn lại 15 chỗ linh nhãn trung phẩm cũng lộn xộn đầy người. Thực lực đệ tử Bát Phương Môn thật ra không đủ chiếm giữ một chỗ linh nhãn thượng phẩm, nhưng mọi người đều cố kỵ La Nguyên Hung tàn cho nên không dám chọc tới bát phương môn. Trời mới biết khi nào La Nguyên trở về, lỡ như bị hắn bắt được, với thực lực đánh chạy hai đại hộ pháp cao sơn lưu thủy, không ai có thể chống lại nổi. Ở chỗ linh nhãn thượng phẩm của Dương Khai, hắn cùng Hoa Thanh Ti phối hợp thu nguyên tinh một hồi, bỗng biến sắc, căn dặn Hoa Thanh Ti, ta đi xuống xem thử. Nguyên tinh không thể nào vô cớ phun ra từ dưới đất, Dương Khai đoán bên dưới linh nhãn này có huyền cơ gì, cho nên muốn đi sâu tìm hiểu. Hiện tại trên linh nhãn này có tấm lưới kim huyết ti che phủ, ngăn cản nguyên tinh bắn ra, chỉ cần hoa thanh ti nhặt nguyên tinh là được, mình không cần phải ở đây nữa. Huống chi lưu viêm cũng có mặt, nếu có kẻ nào không có mắt tới cướp linh nhãn, hai người đủ sức giải quyết được. Ngươi cẩn thận. Hoa thanh ti nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ là ngưng trọng dặn dò. Dương khai gật đầu, người chợt lóe liền đi xuống bên dưới. Giống như vừa rồi, chui vào trong linh nhãn, liền có lực cản rất lớn ập tới, muốn đẩy Dương khai lên. Trong đó còn xen lẫn vô số nguyên tinh rít gào bùm bùm đánh lên người cả người dương khai đau đớn, cố nén vận chuyển nguyên lực, thi triển bí thuật không gian, thế mới dễ chịu hơn. Một đường tiếp tục đi xuống, càng sâu thì lực cản càng, càng lớn, mật độ linh khí cũng đậm đặc hơn. Dương khai lấy ra huyền giới châu, mở ra một khe nứt trên đế bảo, đặt ở trước người, thả cho linh khí hỗn loạn cùng nguyên tinh chảy vào trong tiểu huyền giới. Không biết đi sâu bao nhiêu, xung quanh một mảnh trắng toát, không thấy được gì, thần niệm phát ra cũng chỉ được chừng 10 trượng, xa hơn sẽ bị linh khí vô tận cản trở, Đến một lúc, Dương Khai chợt ngừng, đạp lên mặt đất. Nơi này hẳn là đáy, hắn đứng cảm thụ một hồi, nhận ra dòng chảy tuôn trào, hơn nữa không gian trong này không nhỏ hẹp như hắn nghĩ, mà cực kỳ rộng lớn. Sắc mặt cổ quái suy tư một hồi, mới thả ra thần niệm, cảnh giác dò xét xung quanh. Vù vù, những khối nguyên tinh xen lẫn trong linh khí xung quanh, theo dòng chảy tuôn trào không ngừng bay lên trên. Dương Khai vận chuyển mắt, nhìn thấu xung quanh, tìm ra hướng nguyên tinh bay tới, từ từ đi sang bên đó. Trên đường, huyền giới châu không ngừng cắn nuốt linh khí cùng nguyên tinh chỗ này, thu hoạch không thể tưởng tượng. Không lâu sau, hắn dừng lại, ánh mắt ngưng tụ nhìn phía trước. Ở trong thế giới tràn đầy linh khí hóa lỏng, trắng mịt mờ, có một thứ khổng lồ chặn phía trước, dù cách xa một chút, nhưng Dương Khai vẫn thấy rõ hình dáng mờ mờ. Thứ to lớn đó không có khí tức sinh mệnh, không rõ là thứ gì, chỉ là tất cả nguyên tinh đều bắn ra từ nó. Dương Khai trầm ngâm một hồi, bước tới gần, Hắn đến trước bóng đen, nhìn gần, cuối cùng thấy rõ nó là gì. Nhất thời, Dương Khai run run, thật lâu không nói ra lời. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng cười to, cực kỳ vui vẻ. Hắn phát hiện thứ khổng lồ này rõ ràng là một núi mỏ nguyên tinh, những khối nguyên tinh to chừng nắm tay tách ra từ nó, sau đó theo dòng chảy linh khí hóa thành 18 chi nhánh, bay lên bên trên. Nguyên tinh mà võ giả bên trên thu nhặt, đều tách ra từ núi mỏ này. Núi mỏ toàn thể sáng bóng không chút tạp chất, vô cùng tinh khiết, núi mỏ nguyên tinh to lớn như vậy, nhìn khắp tinh giới cũng không tìm được núi mỏ thứ hai, chỉ ở thời kỳ thượng cổ mới có vật như thế. Âm thầm cảm thụ 18 nhánh trên núi mỏ, Dương Khai hiểu ra, 18 linh nhãn còn nối liền nhau. Như vậy, nếu thu núi mỏ này, vậy người bên trên. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, dần không kiềm chế được tâm tình kích động, thần niệm khổng lồ tuôn trào khỏi thức hải, ồ ạt xông ra như rồng, hóa thành lực lượng vô hình bao phủ núi mỏ nháy mắt sau đó dương khai biến sắc hai má tái nhợt mồ hôi thật to trào ra trên trán cả người run rẩy hắn vẫn xem thường thể tích núi mỏ này với cường độ thần niệm của hắn hiện giờ cũng chỉ miễn cường bao phủ không thể nhét vào huyền giới châu huyền giới châu tự thành một giới tuy rằng có thể thu vào bất cứ gì cùng với người sống nhưng muốn thu vào cũng cần dương khai trả giá bằng thần thức phải xem kích thước lớn nhỏ nồng độ linh khí lực chống cự trả giá thần thức sẽ khác cũng như Dương Khai lần đầu thu pháp thân huyền giới châu, lúc đó dù cho pháp thân không chống cự Dương Khai, thậm chí chủ động phối hợp, nhưng bởi thể tích quá lớn, vẫn làm cho Dương Khai mệt muốn hư thoát. Núi mỏ này cũng như vậy, thể tích của nó nhỏ hơn nhiều so với pháp thân mới hình thành, nhưng mà là núi mỏ nguyên tinh, năng lượng tràn đầy, muốn thu vào thứ như thế, Dương Khai ước chừng mình cưỡng chế làm sẽ tổn thương thức hải. Nghĩ vậy, tâm thần khẽ động, truyền tin cho pháp thân trong huyền giới châu. Sau đó, lỗ hồng huyền giới châu mở rộng ra, hóa thành khe nứt không gian thật lớn, nằm ngang trước Dương Khai. Trên trán Dương Khai nổi ganh xanh, cả người run rẩy dữ dội, nguyên lực tuôn trào. Hành động. Bỗng nhiên hắn quát lên. Sau đó, bên trong khe nứt không gian lớn vươn ra hai cánh tay khổng lồ, vô cùng cứng rắn, đầy góc cạnh, đó là hai cánh tay của pháp thân. Hai tay pháp thân vượt giới đi ra, vòng quanh ôm lấy núi mỏ vào vòng tay, mạnh mẽ dùng sức nhấc lên, cảnh tượng khủng bố như lực lượng cái thế quét ngang sông núi. Cũng chỉ có thân thể tộc Thạch Khổi mới có sức mạnh như vậy. Đồng thời, thần niệm của Dương Khai tuôn trào như thủy triều, phối hợp pháp thần kéo núi mỏ vào khe nứt không gian. Ầm ầm. Tiếng động lớn vang lên. Núi mỏ từ từ bốc lên, di chuyển từng chút một. Sắc mặt Dương Khai càng thêm tái nhợt, cả người bị mồ hôi thấm ướt, trong đầu có cảm giác như ngàn vạn kim đâm. Làm bừa như vậy, thần thức của hắn đã bị tổn thương. Ôn thần liên bảy màu bùng lên hào quang, lực lượng êm dịu bù đắp thần niệm tổn hại, làm Dương Khai dễ chịu hơn. Hai tay của pháp thân vượt giới đi qua cũng vang lên tiếng răng rắc, không ngừng có đá vụn rơi ra, ngay cả hắn cũng không chịu nổi trọng lượng như thế, làm người ta lo lắng không thôi. Chỉ là nháy mắt, nhưng lại như ngàn vạn năm. Ngay khi Dương Khai suýt không chống đỡ nổi, pháp thân trong huyền giới châu bỗng nhiên mạnh mẽ kéo tay vào, trực tiếp kéo luôn núi mỏ nguyên tinh vào trong khe nứt không gian. Đồng thời, huyền giới châu lóe sáng, khép lại khe nứt, Dương Khai lảo đảo, cảm thấy trong tai mắt mũi miệng toàn là mùi tanh mặn, mắt tóe sao, trời đất xoay chuyển, đứng không vững được, ngã ngồi xuống đất. Đến lúc này, hắn mới bỗng thấy sợ. Dù có ôn thần liên hộ mệnh, nhưng làm chuyện liều mạng nguy hiểm như thế, nếu thần niệm chấn động mạnh dẫn tới thần hồn hỗn loạn, làm không tốt thì sau này sẽ không thể hồi phục được. Mồ hôi lạnh chảy qua trán, cả người Dương Khai lạnh băng. "Ai?" Đột nhiên Dương Khai quay đầu, ánh mắt lóe lên lạnh băng, nhìn về một hướng, quát lớn, "Kẻ nào bên đó?" sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân. Hiện tại hắn gần như hư thoát, không thể nhúc nhích, nếu thật có người muốn bắt lợi với hắn, hắn muốn chạy trốn cũng không được. Cho nên Dương Khai liền cảnh giác, vội vàng hủy diệt dấu máu cùng mồ hôi, ngồi xếp bằng giả vờ tự nhiên. Sau khi Dương Khai lên tiếng, tiếng bước chân khựng một chút, nhưng nhanh chóng chạy sang bên này, càng nhanh hơn. Sắc mặt Dương Khai trở nên khó coi, ánh mắt trầm xuống, nhìn người đến. Một lát sau, cái bóng nhỏ xuất hiện, dừng lại cách Dương Khai khoảng 30 trượng, dè dặt hỏi là dương đại sư nghe được giọng nói này dương khai nhướng mày vẻ mặt cổ quái sao lại là ngươi hắn phát hiện người này không ai khác chính là bám mãi không gỡ được diệp tinh hàm không ngờ cô ta cũng chạy xuống dương khai liền cảnh giác lạnh lùng hỏi ngươi không ở trên thu nguyên tinh chạy xuống làm gì tuy rằng không biết nữ nhân này tìm mình để làm gì nhưng mình không quen biết với nàng đã rõ ràng từ chối nhưng cô ta vẫn cứ không chịu bỏ qua dây dưa mình làm dương khai rất bực mình Diệp Tinh Hàm nói, thiếp thân không đủ thực lực, hơn nữa thiên diệp tông lần này chỉ có mỗi thiếp thân đến đây, không thể tranh giành với người khác. Giọng của nàng tràn đầy mất mát cô đơn. Nhìn thấy Dương Đại Sư đi xuống, thiếp thân cũng muốn xem thử. Đang nói, nàng bỗng ho khẽ. Người bị thương. Dương Khai nhướng mày. Bị thương nhỏ. Diệp Tinh Hàm trả lời, lúc xuống, bị người đánh một cái. Nghe vậy, Dương Khai cũng hiểu được chuyện gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hiện tại mọi người đều chiếm giữ một linh nhãn, Diệp Tinh Hàm muốn xuống, nhất định là thông qua linh nhãn đi xuống, người ta sẽ cho rằng nàng muốn tranh cướp nguyên tinh, cho nên ra tay với nàng. Với tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh của nàng tự nhiên không thể bình yên, bị người ta đả thương cũng đương nhiên. Người to gan như thế, cha mẹ người có biết. Dương Khai khoanh chân ngồi đó, mắt lạnh nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm khẳng giọng nói, thiếp thân từ nhỏ là cô nhi. Dương Khai liền nghẹn lời, Im lặng một hồi, trầm giọng nói, "Vừa rồi ngươi thấy gì?" "Chuyện gì?" Diệp Tinh Hàm mờ mịt hỏi lại. "Không có gì." Dương Khai thở ra một hơi, giọng điệu thần thái của Diệp Tinh Hàm không phải giả vờ, vừa rồi quả thật nàng không thấy gì cả. "Dương đại sư." Diệp Tinh Hàm rụt rè nói, "Ngài có thể cho thiếp thân một một cái cơ hội, cho thiếp thân nói mấy câu." "Không phải ngươi đang nói sao?" Dương Khai hiện tại đang hư thoát, dù cảm thấy Diệp Tinh Hàm sẽ không bất lợi với mình, nhưng không thể không phòng người cho nên không biểu hiện ra mỏi mệt mà lén lút nghỉ ngơi khôi phục lực lượng thuận miệng nói một tiếng cảm tạ dương đại sư diệp tinh hàm nghe vậy mừng rỡ nàng còn cho là cuối cùng mình chân thành được toại nguyện tâm tình kích động cân nhắc tìm từ nghiêm túc nói thật ra thiếp thân tìm dương đại sư chỉ là muốn nhờ dương đại sư giúp một chuyện dương khai nhắm mắt ngưng thần không để ý tới nàng thấy thế diệp tinh hàm nói tiếp thiếp thân muốn mời dương đại sư hả đại sư cẩn thận đằng sau cái gì dương khai nghe vậy cả kinh nhưng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được ý lạnh ập tới từ sau lưng sắc bén như dao cắt ra thịt đau đớn sắc mặt hắn đại biến vừa rồi hắn chỉ lo khôi phục không nhận ra sau lưng có nguy hiểm đến gần nếu không phải diệp tinh hàm nhắc nhở chỉ sợ đến bây giờ còn không kịp phản ứng trong lòng vô cùng khiếp sợ không biết là thần thánh phương nào có thể đến gần mà mình không phát hiện trong vội vàng dương khai vận chuyển nguyên lực bay vọt lên cao hai tay dao ngang ngực oành Lực lượng khổng lồ đối diện đánh tới, nện lên hai tay Dương Khai. Kẹt kẹt kẹt, tiếng khớp xương lệch chỗ phát ra. Dương Khai thật chấn động, tố chất thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đế tôn cảnh đánh ra cũng không thể làm lệch khớp xương của hắn, nhưng công kích không rõ này lại làm được. Long hóa! Dương Khai gầm lên, tiếng rồng gầm vang dội, hai tay bao phủ vảy rồng, thế mới ngăn cản được lực lượng cuồng bạo. Lực lượng này, sắc mặt Dương Khai ngưng trọng nhận ra lực lượng đánh lén mình không đúng nó không phải nguyên lực quen thuộc mà là một loại lực lượng không rõ ràng hắn ngẩng đầu lên thần niệm trào ra muốn xem là kẻo nào có gan đánh lén mình vừa nhìn dương khai liền hít vào một hơi lạnh chỉ thấy ở trước mặt là một bóng người đen thui không biết sao bóng đen này không một chút sức sống thân mình vì năng lượng tôn trào mà biến ảo mơ hồ không thể ổn định hai mắt đỏ rực như mắt mãnh thú làm người ta không rét mà run hự sắc mặt dương khai trầm xuống Quát, các hạ là ai? Đối phương không có ý trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Dương Khai, sau đó vung nắm đấm dáng thẳng về phía Dương Khai. Dù là nắm đấm, nhưng trong quyền phong chứa đựng công kích như ngàn vạn lưỡi dao, cắt không gian xung quanh xẹt xẹt, cực kỳ sắc bén. Vừa rồi chịu thiệt một lần, Dương Khai tự nhiên không dám coi thường, mười ngón tay bắn ra, những khe nứt không gian nhỏ hóa thành mưa kim bao phủ bóng đen. Đối phương có vẻ biết không ổn, người lóe lên đã lui khỏi vòng chiến, đứng ở xa nghiêng đầu nhìn Dương Khai bóng đen này phản ứng thật ra không linh hoạt thậm chí phải nói là cứng ngắc cảm giác như đã lâu không hoạt động nhưng bản năng của dương khai cảm thấy đó là đại địch ong tiếng vang lạ phát ra từ trên người bóng đen sau đó dương khai cảm thấy bụng mình truyền ra cảm giác nóng rát cái gì dương khai kinh hãi chân đạp liên tục lùi lại dù cho đối mặt đế tôn cảnh thật sự hắn cũng không hoảng hốt như thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn tránh xa bóng đen này càng xa càng tốt bởi vì ngay vừa rồi, ma niệm thượng cổ bị chấn áp trong bụng, không biết bị thứ gì ảnh hưởng, lại bắt đầu dục dịch trỗi dậy. Cũng may lực lượng phong ấn cây hai màu vàng bạc vô cùng huyền diệu, lập tức chấn áp xuống, bằng không dương khai nhất định sẽ lại nhập ma. Bóng đen này, có liên quan tới cự ma thượng cổ. Trong đầu dương khai không thể kiềm được nảy ra ý này, sắc mặt liền trắng nhợt. Ma niệm trong bụng phát tác chỉ trong nháy mắt, nhưng rõ ràng đã bị bóng đen phát giác, thoáng cái hắn tuôn ra sát nghiệm như thủy triều, lệ khí không thể tả nổi tràn ra, Năng lượng đen thui thấy được bằng mắt thường lan tỏa. Ma khí. Dương Khai kinh hô, lần này, hắn hoàn toàn có thể xác định bóng đen này có liên quan với cự ma thượng cổ, bởi vì dao động năng lượng hai bên hoàn toàn như nhau. Giết. Bóng đen phun ra một chữ, sau đó lóe lên tới trước mặt Dương Khai, vung đấm đánh tới, dưới một đấm, thiên địa vỡ nát, càn khôn hỗn loạn. Dương Khai mở to mắt, không dám sơ sẩy, tay run lên tế ra Bách Vạn Kiếm đẩy ra kiếm thế quát khẽ, kiếm xuất bách vạn, nhất phu đương quan. Keng keng. Kiếm kêu vang, kiếm khí ngâm sẹt sẹt không ngừng. Quần sáng che trước người Dương Khai, hóa thành lá chắn cứng rắn, bóng đen nện một quyền xuống, chấn Dương Khai run lên, kiếm thế suýt hỗn loạn. Dương đại sư, thiếp thân tới giúp ngài. Diệp Tinh hàm giọng khẽ run, thể hiện trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn kiên quyết bay tới, trên cổ tay bay ra chiếc vòng, nàng bấm pháp quyết, vòng tay to ra như cái chậu, rít lên đánh về phía bóng đen lùi lại dương khai quát lên tuy rằng tu vi diệp tinh hàm sấp xỉ hắn nhưng hắn không thể đánh lại bóng đen này sơ sẩy một chút sẽ chết ngay nhưng vẫn hô lên trễ vòng tay bí bảo xoay quanh nháy mắt đánh tới đầu bóng đen hắn lại mặc kệ thậm chí không phòng bị mặc cho đánh chúng ầm tựa như đánh vào thứ cứng rắn phát ra động tĩnh vang dội ánh sáng trên vòng tay dung chuyển chớp tắt không chỉ vậy còn bị một tia ma khí bám lên phá hoại linh tính phụt diệp tinh hàm phun ra một ngụ máu khí thế suy sụp vòng tay bí bảo là bí bảo bản mạng đồng tu với nàng bí bảo bị tổn hại bản thân nàng cũng bị cắn trả hoảng sợ nào dám đánh tiếp vẫy tay thu hồi vòng tay trở về cúi đầu nhìn lại vòng tay quấn quanh khí đen dần lan tỏa ra có dấu hiệu ăn món những nơi khác diệp tinh hàm biến sắc thế mới hiểu được tranh lệch giữa mình và bóng đen giết tiếng quát khàn khàn vang lên như tiếng kim loại ma sát người nghe rất không thoải mái dương khai duy trì kiếm thế bách vạn kiếm chống đỡ bóng đen ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương quát rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào có liên quan gì tới độc nhãn cự ma giết bóng đen giống như không nghe chỉ phát ra một chữ coi thường ta dương khai giận dữ mắt trái lóe lên ánh sáng vàng diệt thế ma nhãn hiện ra nhìn về phía bóng đen hắn muốn xem rốt cuộc bóng đen này là thứ gì vừa nhìn sắc mặt dương khai trở nên cổ quái kinh hô đây đây là dưới diệt thế ma nhãn dương khai nhìn thấu hư ảo nhìn thẳng vào nguyên hình của bóng đen hắn phát hiện bóng đen này không phải vật sống gì mà là thứ giống khí linh hóa hình giống như lưu viêm chỉ là bóng đen không sinh ra từ lò luyện khí hóa hình thành mà là một cây chùy lúc này cây chùy ẩn trong bóng đen bị hắn bao bọc trên cây chùy tràn ngập ma khí vô tận những phù văn tinh diệu như vật sóng chảy trên cây chùy ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô thượng dương khai vừa nhìn mắt trái đau nhói cảm giác ấm chảy trên khóe mắt Hắn cố giữ tinh thần, lại quan sát cẩn thận hình dạng cây chùy, càng nhìn càng cảm thấy đã gặp qua cây chùy này ở đây. Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại, mình quả thật đã thấy qua cây chùy này, nhưng không phải trong hiện thực, mà là trong Thức Hải Khương Sở Hà, đại công tử Khương gia. Lần trước ma khí vây thành, Khương Sở Hà bị ma khí ăn mòn, biến thành ma nhân, Dương Khai từng cùng Tần Ngọc Liên thủ thi triển ra bí pháp sư hồn tìm kiếm cách chống lại ma kiếp ở trong Thức Hải Khương Sở Hà dương khai nhìn thấy rất nhiều chuyện về cự ma thượng cổ trong đó còn có dấu tích về cây chùy này trong chiến trận đó vũ khí mà cự ma thượng cổ sử dụng chính chiến trùy này ngạo nghễ tung hoành vô địch vô số đại năng dị sĩ thượng cổ chết thảm dưới chiến trùy này kết thúc nhân sinh huy hoàng ma binh chiến trùy dương khai hét lớn vội giải tán diệt thế ma nhãn không dám nhìn nữa nếu như là ma binh chiến trùy của cự ma thượng cổ vậy mọi chuyện đã giải thích vì sao phong ấn ma niệm trong người mình sinh ra cộng hưởng với bóng đen hai bên vốn có quan hệ không thể tách rời có cộng hưởng cũng là đương nhiên như vậy các đại năng thời kỳ thượng cổ phong ấn chỗ này không chỉ có con mắt của cự ma thượng cổ còn có ma binh chiến trùy này chỉ là ma binh chiến trùy luôn bị chấn áp dưới thập bát tinh đấu đại trận không thấy mặt trời cuối cùng lần này thoát ra có lẽ cũng có liên quan tới việc mình thu hồi núi mỏ nguyên tinh nói không chừng núi mỏ nguyên tinh chính là mấu chốt chấn áp ma binh chiến trùy dù trong lòng có suy đoán nhưng dương khai cũng không hối hận hôm nay, thập bát tinh đấu đại trận tái hiện nhân gian, nơi này đã định sẵn sẽ bị vô số cường giả đến thăm dò, dù mình không thu núi mỏ nguyên tinh này, cũng có bị người khác thu lấy. Nói cách khác, ma binh chiến chủy thấy lại mặt trời cũng chỉ là chuyện thời gian. Nhưng khiến người ta không ngờ, là trong vô số năm tháng, ma binh chiến chủy lại sinh ra linh trí, có thể hóa hình. Đầu óc xoay chuyển, sau đó dương khai đổi kiếm thế, phòng thủ biến thành công kích. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lang. Xẹt 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 vô số kiếm mang như mưa chút xuống khí linh hóa hình, đánh nó lùi lại liên tục, ma khí cuộn trào, nhưng không hề tổn hại gì. Hắn vốn là ma binh thượng cổ chiến trùy hóa hình, ma binh thượng cổ đó tối thiểu cũng là đế bảo, vô cùng cứng rắn, không hủy diệt được ma binh chiến trùy, bất kỳ thủ đoạn gì cũng không thể tổn thương được hắn, trừ khi vận dụng lực lượng thần hồn trực tiếp công kích thần thức, hủy diệt ý thức của nó. Đáng tiếc vừa rồi Dương Khai Thu lấy núi mỏ nguyên tinh tiêu hao thần niệm quá lớn, trong thời gian ngắn khó có thể tụ tập thần niệm, thi triển bí thuật thần hồn, hắn đành lấy công làm thủ. Tung ra kiếm mang, Dương Khai lập tức lùi lại, tới bên cạnh Diệp Tinh Hàm, một tay nắm lấy nàng quát khẽ, "Đi!" Dứt lời, hai người dùng tốc độ cực nhanh bay lên trên, theo dòng chảy linh khí vọt lên cao. Ở bên trên, chỗ người tám linh nhãn, các võ giả nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Nguyên tinh đâu? Sao không thấy nguyên tinh nữa? Đáng hận, vì sao không phun trào nguyên tinh nữa? Đã xảy ra chuyện gì? trời biết xảy ra chuyện gì, bên linh nhãn khác hình như cũng không phun nguyên tinh nữa. Các võ giả nhìn xung quanh, lớn tiếng la hét, mọi người đều vẫn còn chưa thỏa mãn. Dù sao chuyện tốt trời rớt nguyên tinh như vậy, trăm ngàn năm khó gặp một lần, hơn nữa lần này bọn họ còn gặp nguyên tinh thượng phẩm trung phẩm, mỗi người đang nhét đầy túi, bỗng nhiên lại không còn nguyên tinh nữa. Từ trong 18 linh nhãn phun trào ra, ngoài linh khí tinh thuần thì không còn gì khác. Điều này làm sao mà không khiến mọi người buồn bực? Có phải bên dưới xảy ra biến cố gì? có người suy đoán, không thì đi xuống xem thử, nói không chừng phía dưới có cơ duyên nghịch thiên gì đang chờ chúng ta. Có người đề nghị, vừa nghe vậy, sắc mặt mọi người khẽ động. Lúc trước mọi người đều vội vàng thu lấy nguyên tinh, không có thời gian để ý gì khác, hiện tại không còn nguyên tinh, đương nhiên muốn đi xuống dò thám rõ ràng. 18 linh nhãn, vô số nguyên tinh, nếu nói bên dưới không có thứ gì tốt, kẻ ngu cũng không tin. Cho nên mọi người đều động lòng động lòng thì động lòng, nhưng mọi người đều hiểu súng bắn chim đầu đàn, cho nên nhìn nhau, không ai dám làm người đầu tiên sung phong. Khụ, tứ hải huynh, các hạ tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng, không bằng lần này do ngươi dẫn đầu, chúng ta đi theo ngươi xuống dưới. Một lão già khá lớn tuổi nhìn sang một lão già khác nói. Lão già tề tứ hải hừ lạnh, không vui nói, ngũ hồ huynh đang nói đùa. Vừa rồi lúc thu nguyên tinh sao không thấy người nói cho lão phu dẫn đầu, sao bây giờ gặp chuyện nguy hiểm, liền bảo lão phu lên đầu tiên. Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của lão phu hay là làm nhục trí tuệ của ngươi? Chu Ngũ Hồ ho khan nói, tứ hải huynh không thích thì thôi, ác miệng làm gì? ăn xong chưa xúc miệng hả? Tề tứ hải lạnh lùng nói, lão phu còn chưa ngu xuẩn đến mức bị người ta tùy ý lợi dụng. Chu Ngũ Hồ bĩu môi, lại chắp tay sang bên bát phương môn, la tiểu ca, lão phu thấy các hạ tu vi kinh người, thủ đoạn thông thiên, hẳn là người mang đại cơ duyên số mệnh, tiểu ca có muốn do thả? La nguyên không biết đã về lúc nào tuy rằng chiến đấu với hai người cao sơn lưu thủy rất thê thảm nhưng thần thái sáng láng xem ra thu hoạch rất lớn nhìn trái ngó phải mấy người phi thánh cung lại không thấy bóng không biết có phải đã bị la nguyên đánh chạy lão già ngươi thật âm hiểm muốn thì tự mình xuống đừng giật dây la sư huynh nữ nhân mặt tròn bát phương môn trừng mắt quát chu ngũ hồ sắc mặt chu ngũ hồ trầm xuống hừ nói tiểu nha đầu nói chuyện thế hả có biết kính già yêu trẻ không lão phu bao nhiêu tuổi rồi ngươi không nhìn ra sao nhìn râu tóc bạc này nữ nhân mặt tròn hử nói nếu cả đống tuổi rồi sao không tìm một chỗ nằm chờ chết chạy tới chạy lui lung tung làm gì sợ chết không đủ nhanh hả con nhỏ này đúng là tức chết lão phu chu ngũ hồ giận đến cả người phát run tề tứ hải nhìn mà hả hê cười rất sảng khoái có cổ quái la nguyên vẫn không lên tiếng mà cúi đầu nhìn xuống linh nhãn thượng phẩm nhíu mày lúc này chợt lên tiếng bộ dáng như gặp đại địch cái gì nữ nhân mặt tròn nghe vậy nhìn lại sắc mặt la nguyên càng thêm ngưng trọng đột nhiên hắn quát lớn lui dứt lời hắn vận chuyển nguyên lực bao bọc các đệ tử bát phương môn lóe lên lùi lại trăm trượng ục 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 chỗ linh nhãn thượng phẩm bỗng nhiên nổi lên bong bóng linh nhãn như sôi trào xảy ra chuyện gì mọi người đều mờ mịt nhìn vào linh nhãn đúng lúc này một bóng người lao ra kéo theo một trận loạt soạt bên dưới có người là ai xuống dưới lúc nào sặc là sát tinh đó. Mọi người đều kinh hô, đợi thấy rõ là Dương Khai, sắc mặt trở nên khó coi, không biết nguyên nhân không phun trào nguyên tinh nữa có liên quan gì tới hắn hay không, nhưng không dám hỏi. Sao hắn nhảy ra từ linh nhãn của chúng ta? Nữ nhân mặt tròn mờ mịt nhìn Dương Khai, nhíu mày không rõ. Thì ra vậy, La Nguyên lại hiểu được, suy đoán, xem ra, người tám linh nhãn này thật ra nối liền nhau. Vậy sao? La Sư Huynh quả nhiên thông minh hơn người. Nữ nhân mặt tròn cười hì hì nói, ánh mắt nhìn La Nguyên không hề che giấu ái mộ. Các đệ tử Bát Phương môn nhìn nhau toát mồ hôi, trong lòng biết nữ nhân mặt tròn chúng độc quá sâu, đời này chỉ sợ đã hết cứu. Dương Khai vừa xuất hiện, liền nhìn xung quanh, sau đó lao về phía Hoa Thanh Ti. "Chủ nhân." Lưu Viêm ánh mắt ngưng trọng, nhìn xuống Linh Nhã, nhỏ giọng nói, "Không biết sao, ta bỗng cảm giác kỳ quái, hình như phía dưới, ừ, có một tồn tại giống như ngươi." Dương Khai nhanh chóng đáp, "Hóa hình mà thành, lưu viêm cả người chấn động có chút kích động có thể hóa hình mà thành đồng thời có linh trí không nhiều tất cả tồn tại tương tự đều xem như cùng chủng loại bỗng nghe được có tồn tại giống mình lưu viêm tự nhiên có lòng phập phồng rất muốn biết đối phương hóa hình thế nào có bao nhiêu linh trí rất nguy hiểm tuyệt đối đừng chọc hắn dương khai vừa nói đã đặt diệp tinh hàm xuống lấy ra cả đống linh đan nhét vào miệng ầm lại tiếng nổ vang lên khí linh ma binh theo sau dương khai lao ra khỏi linh nhãn toàn thân khí tức hung bạo âm u cả người màu đen mơ hồ không rõ chỉ có đôi mắt hiện ra màu máu sặc lại là ai nữa hình dạng thật hung tàn ha ha nhìn sát tinh kia chật vật chạy trốn có lẽ kẻ này rất lợi hại mau ra tay giết sát tinh kia thì không thể tốt hơn đúng vậy đúng vậy tốt nhất cũng xử luôn tiểu tử họ la bát phương môn đến lúc đó chúng ta ngồi xem được lợi hắc 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 khí linh ma binh xuất hiện vẫn khóa chặt vào dương khai giống như thiên hạ này chỉ có Dương Khai làm nó hứng thú, không cần để ý ai khác. Hắn khoát tay, sau đó hung hăng chém về phía Dương Khai. Xẹt, tia sáng như cầu vồng đen, cắn nuốt hết ánh sáng trong trời đất, phá vỡ chói buộc không gian, trực tiếp chém xuống đầu Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai co rụt, vung tay lên, kim huyết ti bao phủ trên linh nhãn liền kéo ngang qua. Oành, công kích màu đen chém xuống tấm lưới. Linh khí thiên địa dung chuyển, tấm lưới kim huyết ti không chịu nổi công kích này, liền tan rã, Sắc mặt Dương Khai khó coi, thu hồi kim huyết ti, quét kiếm ra, kiếm mang to lớn bắn ra đón đỡ. Oanh ầm ầm, hai cỗ năng lượng đụng nhau bùng nổ, kéo theo sóng khí lan tỏa khắp nơi, làm mọi người không đứng vững. Kẻ này thật lợi hại. Nhìn thấy thủ đoạn của khí linh ma binh, mọi người không khỏi biến sắc, La Nguyên đằng xa càng co rụt mắt. Dương Khai lại móc ra cả đống linh đan, nhét vào miệng như kẹo, vừa nhai nuốt vừa ngồm ngoàm nói: "La huynh, tìm cho ngươi một đối thủ gia hồn, có muốn thử trình độ của hắn không?" la nguyên nghe vậy hử lạnh nói không có hứng thú vừa rồi ta đã tu luyện bí thuật thành công vậy sao dương khai hét lớn vậy càng phải thử xem vừa lúc kiểm tra uy lực bí thuật đó ngươi cũng là kẻ xấu nữ nhân mặt tròn ở rất xa nắm tay giơ lên chỉ vào dương khai nghiến răng nói bản thân đánh không lại liền muốn kéo theo la sư huynh xuống nước đúng là không biết xấu hổ cần mặt mũi làm gì mạng sống quan trọng hơn đó bé con à dương khai lại không cho là nhục mà lại lấy làm vinh quang khiến mọi người khinh bỉ thôi thôi dương khai bĩu môi từ tồn nói nếu tặng các người một món đế bảo cũng không lấy vậy để bổn đại gia tự mình ra tay vậy cái gì đế bảo ở đâu ra đế bảo mau cho ta ta muốn dương đại ca dương đại gia dương khai nhè răng cười chỉ vào khí linh ma binh các vị đều là hạng tu vi cao thâm chẳng lẽ còn không nhìn ra kẻ này không phải vật sống hay sao dương tiểu ca nói vậy là sao tề tứ hải bỗng co rụt ánh mắt trầm giọng hỏi dương khai cười nói kẻ này là đế bảo hóa hình đó ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé cái gì đế bảo hóa hình dương khai vừa nói thế bốn phương chấn động mọi người đều kinh hãi nhìn về phía khí linh ma binh trong mắt lóe lên tia sáng thèm thuồng nói đùa chỉ cần hai chữ đế bảo đã đủ làm người ta thèm nhỏ dãi mà đế bảo có thể hóa hình càng chưa từng nghe giá trị không thể tưởng tượng ực ừ, tiếng nuốt nước miếng vang lên ánh mắt mọi người nóng bỏng tham lam nhìn về phía khí linh, rất nhiều thần niệm đan xen, tra xét khí linh này có đúng như Dương Khai đã nói. Một lát sau, Tề Tứ Hải quát lên, quả thật là đế bảo. Hắn có thể nhìn ra hư ảnh ma binh chiến trùy trong cơ thể khí linh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng để ý đế vận chứa trong đó, võ giả đạo nguyên cảnh không thể nào lĩnh ngộ ra được. Đế bảo không giả được. Tuy rằng Chu Ngũ Hồ ánh mắt nóng bỏng, nhưng lại chứa đầy kiêng kỵ cảnh giác, nhưng nếu nó đã hóa hình, vậy thì khó đối phó, các vị cẩn thận không lấy được bảo bối còn dính lửa vào người nghe hắn nói thế mọi người như bị xối một chậu nước lạnh nhiệt huyết kích động liền tụt xuống dương khai liếc hắn cười to muốn lấy thứ tốt tự nhiên phải gánh vác nguy hiểm lão tiên sinh đã cẩn thận như vậy sao không rút lui ngay còn ở đây làm gì trung ngũ hồ ho khan ngượng ngùng nói xem thử xem thử thôi dương khai nói tuy rằng khí linh này đã hóa hình nhưng bị chấn áp dưới thập bát tinh đấu đại trận vô số năm đã sớm không còn đỉnh cao ngày xưa cũng hoàn toàn không phát hủy được toàn bộ uy năng đế bảo. nếu các vị muốn tranh cướp, không ngại cùng dương mỗ ra tay thử xem. bảo vật, người có duyên sẽ được. dứt lời, hắn ngượng chống tinh thần, thi triển bách vạn kiếm, mưa kiếm ngập trời đánh về phía khí linh. thấy hắn ra tay trước, những người khác cũng không nhịn được nữa. dù rằng mọi người đều biết đối phó đế bảo hóa hình có nguy hiểm nhất định, nhưng trước dụ hoặc quá lớn, hiếm ai có thể bình tĩnh thơ ơ được. lập tức, các võ giả đều vận chuyển nguyên lực, bí thuật võ kỹ đồng loạt bùng lên hào quang đủ máu chiếu rọi nơi này mấy người bát phương môn cũng dục dịch muốn ra tay nhưng nhìn la nguyên vẫn đứng yên không làm gì đành phải đứng lại yên lặng theo dõi oanh ầm ầm hào quang bùng lên mấy chục đạo công kích của võ giả đạo nguyên cảnh đánh vào chỗ khí linh làm người ta không nhìn rõ được tình hình bên trong thần niệm phát ra cũng bị cắn nuốt hết giết được chưa hoàn toàn không có động tĩnh chẳng lẽ bị giết thật mọi người đều vươn cổ nhìn về phía khí linh ánh mắt toát ra mong chờ hưng phấn mở to mắt chờ kết quả xuất hiện ánh sáng tan đi lực lượng hỗn loạn dần ổn định nhưng cảnh tượng hiện ra lại làm mọi người trầm xuống chỉ thấy khí linh ma binh đứng yên tại chỗ hào quang dù mờ đi một chút nhưng không có dấu hiệu tổn hại mà mọi người liên thủ công kích lại chọc nó nổi giận hai mắt đỏ rực tràn đầy hung tàn thô bạo hung tợn quét nhìn xung quanh muốn ghi nhớ kỹ hình dáng mọi người mỗi người bị nó nhìn tới đều tự nhiên thấy lạnh lẽo nghe được tiếng gọi tử vong khe chịu nhiều công kích như thế vẫn bình yên khí linh này là thiên hạ vô địch hay sao? Giờ còn đánh kiểu gì? Dương công tử, chuyện không giống như người nói. Khóe miệng Dương khai có rút, nói, các vị có dùng hết sức chưa? Thần trí khí linh này không cao, lại bị chấn áp vô số năm, theo lý thì không lợi hại như thế mới đúng. Khụ khụ, mọi người nghe vậy đều xấu hổ. Một đòn vừa rồi, quả thật không có ai đánh ra hết sức, đều muốn trở lại vài phần sức đợi diệt khí linh tranh cướp đế bảo. Nào ngờ một đòn không hiệu quả, lúc này bị dương khai vạch trần liền không được tự nhiên không xong tất cả mau mau ra tay hắn muốn phát lực rồi bỗng nhiên dương khai biến sắc hét lớn chỉ thấy khí linh ma binh vươn tay nắm vào hư không lập tức xuất hiện một cây chiến trùy đen kịp giống y như cái dương khai thấy trong người hắn đó là vũ khí bổn mạng của khí linh này bên trên chấp động phù văng phức tạp giống như vật sống chứa đựng huyền diệu khí tức cực kỳ nguy hiểm tỏa ra trên chiến trùy bỗng dưng mọi người đều như lọt vào hầm băng cả người rét run ánh mắt la nguyên co rụt ý thức được không ổn quát với người bát phương môn các ngươi lùi lại dứt lời người chợt lóe đến bên trên đầu khí linh hai tay bấm quyết nguyên lực tôn trào ngâm khẽ liệt nhật kim luân mặt trời đỏ rực thiêu đốt hình thành giữa hai tay hắn nhiệt độ dưới lòng đất tăng vọt làm làn da bỏng rát mọi người đều cảm nhận được bí thuật này có sát thương khủng bố đều biến sắc nhìn về phía la nguyên mặt trời nhỏ trong tay la nguyên từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào khí linh công kích chưa đến đã làm khí linh cảm nhận được nguy hiểm khí đen tuôn trào gào thét không ngừng mà nó còn ngây người làm gì mau ra tay đi dương khai quát lớn đã xông tới khí linh bách vạn kiếm quét ngang chém xuống những võ giả khác thế mới lấy lại tinh thần vội vàng thi triển bí thuật võ kỹ đánh về phía khí linh nhưng lần này bọn họ không dám chừa sức mà dốc sức đánh ra tràng cảnh hoành tráng gấp mấy lần ngay cả một vị cường giả đế tôn cảnh chân chính đến đây Đối mặt công kích như thế cũng chỉ có nước hốt hoảng chạy trốn, hoàn toàn không thể đối đầu trực diện. Khí Linh vẫn không nhúc nhích, không biết là bởi không đủ thần trí hay là cực kỳ tự tin vào thực lực, vô số công kích đánh tới trước mặt, nó giơ cao chiến chùy, trên đó lóe lên tia sáng, phù văn phức tạp chuyển động. Lực lượng pháp tắc tràn ra, hình thành lực lượng vô hình bao phủ mấy ngàn trượng. Sau đó, Khí Linh giáng mạnh một chùy. Một chùy này đánh vào hư không, làm cho không gian vỡ nát, đánh ra một lỗ thủng màu đen nhưng lực chấn động lại xuyên qua ngăn cách thời không nện vào ngực các võ giả ra tay phụt 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 dưới một đòn tất cả công kích tắt ngấm quá nửa võ giả sắc mặt tái nhợt phun máu văng ra những người còn lại cũng đều khó coi khí huyết sôi trào la nguyên cũng hừ nặng liệt nhật kim luân tự sụp đổ không thể tổn thương được khí linh dương khai cũng thế phía trước bách vạn kiếm bỗng nhiên xuất hiện lá chắn không thấy được làm hắn không thể đánh tới người khí linh sau đó trên lá chắn chuyển ra lực lượng đánh mạnh lên người hắn Dương Khai phun ra máu váng, đánh bay như cái túi rách, thân thể đã không xong lại càng thêm thảm hại. Ầm um, ầm. Um. Xung quanh chợt phát ra tiếng ông vang, mặt đất cùng vách hang nứt toát ra, đá vụn lớn nhỏ rơi xuống, 18 linh nhãn bị dư sóng đánh vào liền sôi trào, đồng loạt phun trào, làm cho không gian nơi này càng không ổn, có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào. Hỏng rồi, chỗ này sắp sụp. Chạy mau lên. Tiểu tử họ Dương, ngươi giáp tâm hại người, suối bảy chúng ta ra tay, nếu ta chết, thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Có người vừa chạy trốn vừa hét to. Dương Khai lo máu bên miệng, phản đòn, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bản thân lựa chọn phải tự gánh hậu quả, ta suối bảy ngươi. Ta bảo ngươi ăn phân thì ngươi có làm không? Nhãi danh. Có người tức giận hét to, nhưng không dám dừng lại, liều mạng chạy trốn. Trong lòng đất thoáng cái náo động, mọi người đều vội chạy lấy mạng. Dương Khai vốn định thu mấy người hoa thanh ti vào huyền giới châu, nhưng vừa thấy khí linh nhìn chằm chằm vào mình đành cắn răng nói các ngươi đi mau dứt lời hắn lóe lên chạy hướng khác khí linh không chịu bỏ qua đuổi ngay theo sau sau đó trong tiếng ầm ầm mặt đất rung chuyển mảnh đất hoang vu cách phong lâm thành hai nghìn dặm bỗng nhiên sụp xuống linh khí thành dịch bên trong muốn hóa thành một linh hồ vù vù những tia sáng bắn ra từ trong lòng đất các võ giả hoảng sợ chạy ra sắc mặt tái nhợt ở hướng khác dương khai cùng khí linh trước sau bắn ra ha ha thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại vào tả hữu hộ pháp nghe lệnh bắt lấy tiểu tử kia cho ta bổn thiếu phải dạy cho hắn biết làm người đằng trước phát ra tiếng cười to ngang tàng dương khai nhìn lại phát hiện bên đó có ba bóng người đang đứng lại là phi thánh cung ninh viễn thuật cùng hai người cao sơn lưu thủy hiển nhiên bọn họ luôn ở chỗ này không có rời đi nhưng không biết có phải vì cố kỵ la nguyên cho nên không đi xuống linh nhãn mà vòng vo bên ngoài lúc này nhìn thấy dương khai ninh viễn thuật mừng rỡ không thôi lúc hạ lệnh sắc mặt dữ tợn trong mắt tràn đầy oán hận vừa rồi ở trước mặt bạo người dương khai vào mặt hắn ninh viễn thuật coi là sỉ nhục nhất đời thù này nhất định phải báo đang lo không tìm được dương khai nào biết hắn lại chui đầu vào lưới cao sơn lưu thủy nhị lão thất thế trong tay la nguyên nhưng không đại biểu không bắt được dương khai đối với thực lực của nhị lão ninh viễn thuật vẫn rất tin tưởng tiểu tử ngươi có nghe lời thiếu cung chủ nói Thức thời thì ngoan ngoãn lăn qua đây, lão phu không muốn ra tay với ngươi, miễn cho bị nói ỉ lớn hiếp nhỏ. Cao Sơn lạnh lùng nhìn Dương Khai Lưu Thủy cũng nói, đúng thế, tiểu tử ngươi bó tay chịu trói đi, ngươi không thể chống lại thực lực hai người lão phu, chống cự cũng chỉ chịu khổ vô ích mà thôi. Nói nhiều với hắn làm gì, mau ra tay bắt lấy, bổn thiếu muốn hắn chịu hết khóc hình trên đời, ta muốn bầm thay vạn đoạn cho hả giận trong lòng. Ninh Viễn Thuật giữ tợn quát. Cao Sơn Lưu Thủy nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, bắt đầu vận chuyển lực lượng, nhị lão khoan ra tay, tiểu tử đến đây. Dương Khai cười tràn đầy vui vẻ, vung tay nói với hai người Cao Sơn Lưu Thủy, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Cao Sơn Lưu Thủy liền sững sờ, Ninh Viễn Thuật cũng mờ mịt, không biết Dương Khai phát điên cái gì. Nếu theo bình thường, lúc này Dương Khai phải mau chạy trốn mới phải chứ. Nhưng hắn lại chủ động đưa lên cửa, còn làm ra vẻ mừng rỡ, giống như đang lúc khó khăn lại gặp được người thân thiết nhất, làm người không hiểu được. Nhị lão cẩn thận hắn giở trò. Ninh Viễn Thuật hừ lạnh quát lên nhắc nhở, cao sơn lưu thủy nghe vậy gật đầu thiếu cung chủ yên tâm thực lực tiểu tử này không bằng lang nguyên không làm ra trò gì trong tay hai ta vậy thì tốt thoáng cái dương khai lóe lên thẳng đến trước mặt ba người mỉm cười nhìn bọn họ ninh viễn thuật bị dương khai dọa sợ thấy vậy ánh mắt co rụt lùi lại mấy bước kéo ra khoảng cách với dương khai tiểu tử bái kiến hai vị tiền bối dương khai mỉm cười chắp tay với cao sơn lưu thủy sau đó nhìn về phía ninh viễn thuật nói Thiếu cung chủ, vừa rồi giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta xem mọi người nâng ly giải tỏa hiểm khích cũ, cười bỏ qua ân thù. Sau này mọi người là bạn tốt mà. Bạn tốt? Ninh Viễn Thuật giữ tợn Trừng Dương Khai, má kéo cao lên, lúc nói còn đưa mặt mình tới trước Dương Khai, nhìn bộ dạng ta như thế này, ngươi cảm thấy bổn thiếu có thể làm bạn tốt với ngươi. Dương Khai hơi ngửa ra sau, quay mặt sang một bên, như đang chán ghét nói, thiếu cung chủ có gì thì nói, cần gì phải đưa mặt tới gần dương mỗ rất nhát gan đừng hù ta ninh viễn thuật hoàn toàn nổi giận gầm thét còn không phải kiệt tác của ngươi được rồi được rồi dương khai khoát tay cắt lời gào thét của hắn híp mắt cười nhìn cao sơn lưu thủy nhị lão vậy tiểu tử coi như bó tay chịu trói rồi chứ ừm cao sơn trầm ngâm một lát gật đầu coi như tiểu tử ngươi thức thời lưu thủy tiếp lời kẻ thức thời là tuấn kiệt tiền đồ của tiểu tử ngươi không lường được hắc hắc dương khai nghe răng cười nói Vậy nhị lão phải phụ trách bảo vệ an toàn của tiểu tử, hiện tại tiểu tử xem như tù binh của các vị. Bảo vệ an toàn của ngươi." Cao Sơn nhướng mày. "Vậy là sao?" Lưu Thủy cũng mơ hồ, nhưng mà hai người nhanh chóng hiểu được. Trong hư không lóe lên, khí linh đuổi tới, dừng lại cách mười mấy trượng, cầm ma binh chiến trùy âm trầm nhìn Dương Khai. "Hơi thở này." Cao Sơn hoảng sợ, ánh mắt ngưng trọng nhìn khí linh. Sắc mặt Lưu Thủy cũng nghiêm nghị, "Quát khẽ, ma khí." Dương Khai gật đầu quả nhiên nhị lão mắt sáng như đuốc, không sai, khí tức trên người hắn là ma khí, hơn nữa còn là ma khí thượng cổ tinh khiết nhất. sao vậy được? cao sơn lưu thủy liền trợn tròn mắt, nhìn dương khai, thần sắc như người đang đùa dẫn ta. dương khai nghiêm nghị nói, tiểu tử không có tâm tình nói đùa với nhị lão. cao sơn nói, khó trách cảm giác không giống ma khí bình thường, chỉ là sao chỗ này lại có ma khí thượng cổ? lưu thủy cũng tràn đầy không hiểu dương khai nói chẳng lẽ nhị lão không nhìn ra hắn không phải vật sống mà là khí linh hóa hình nhìn cây chùy trên tay hắn đó chính là đế bảo thượng cổ cái gì hai người cao sơn lưu thủy chấn động chấn động chấn động kinh hãi nhìn về phía ma binh chiến trùy dần dần toát ra thần sắc tham lam cuồng nhiệt dương khai hà hơi thổi lừa nhị lão tu vi cao thâm thực lực phi phàm lại bị nhốt ở đạo nguyên cảnh đỉnh phong vô số năm thật là trời đố anh tài ông trời không có mắt nếu có đế bảo này, tìm hiểu huyền cơ đại đạo trong đó, không chừng có thể tiến thêm một bước, đột phá trói buộc đế tôn cảnh, vang danh thiên hạ, không chừng ngày sau sẽ trở thành bá chủ một phương. Mặc kệ tiểu tử ngươi miệng lưỡi chân chu, phun đầy hoa sen, Cao Sơn quay đầu lạnh lùng liếc Dương Khai, lão phu vẫn không tránh khỏi động lòng. Dương Khai cười nói, bảo vật mà, người có duyên sẽ được, đám rác rưởi bên dưới không làm gì được khí linh này, cũng chỉ có thực lực như nhị lão mới hàng phục được nó. Chỉ cần có thể hủy diệt thần trí của nó, đế bảo này sẽ thuộc về các người. Hai vị cố gắng lên, ta coi trọng hai vị. Nói rồi, hắn nhảy ra sau mấy chục trượng, tay giơ lên xuống làm như đang cổ vũ cho Cao Sơn Lưu Thủy. Ừ, Cao Sơn Lưu Thủy đều nuốt nước miếng, tuy rằng đều biết khí linh này không dễ chọc, nhưng trước mặt trọng bảo, bọn họ làm sao không động lòng. Liếc nhau, hai người cùng quát lớn, hành động. Dứt lời, trong tay Cao Sơn lóe sáng, bí bảo cổ cầm xuất hiện, ngồi xếp bằng giữa không trung, đặt cổ cầm ngang chân, mười ngón tay vung lên, tiếng đinh đang phát ra lưu thủy cũng lấy ra ống sáo đặt ngang môi từ từ thổi lên hai loại nhạc luật hoàn toàn khác nhau vang vọng mảnh thiên địa này ẩn chứa đại đạo hòa hợp hoàn mỹ tạo thành sung kích thấy được bằng mắt thường bao phủ khí linh dương khai ở không xa không bị nhắm vào nhưng nghe âm thanh này cũng cảm thấy thần niệm ngơ ngẩn âm thanh như vật sống chủ động chui vào tai hóa thành lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng tâm thần trong lòng hắn nghiêm nghị vận chuyển huyền công chống cự âm công bên phía khí linh, bị nhị lão công kích trực tiếp, ảnh hưởng càng rõ ràng. Tuy rằng hắn là hóa hình thành, nhưng lại không có bao nhiêu thần trí. Âm công của nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy nói nghiêm khắc là công kích thần hồn, đúng là chúng thuốc khắc chế khí linh. Cho nên nhạc luật vang lên ánh sáng đỏ rực trong mắt khí linh không ngừng lập lòe, ma khí cũng không ngừng cuộn trào, bị ảnh hưởng rất lớn, chiến trùy dơ lên cao cũng chậm chạp không đánh xuống. Thấy thế, Cao Sơn Lưu Thủy thầm mừng rỡ, càng ra sức vận dụng thần thông, một hơi thẳng tiến bắt lấy khí linh. Ninh Viễn Thuật cũng nhìn không chớp mắt, trong lòng hưng phấn, mong chờ nhìn Cao Sơn Lưu Thủy mau thành công. Nếu như nhị lão lấy được, như vậy nhất định phải mang chiến trùy về Phi Thánh cung, đế bảo thượng cổ, tuyệt đối có bí ẩn lớn lao, nếu để phụ thân mình luyện hóa tìm hiểu một phen, nhất định thực lực tăng mạnh, đến khi đó địa vị Phi Thánh cung cũng vọt lên, thân phận của hắn cũng sẽ lên theo. Hắn làm sao không kích động được? Bên phía Dương Khai lại ngồi xuống, nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng, lúc này Cao Sơn Lưu Thủy kiềm chế khí linh, hắn tự nhiên phải nắm lấy cơ hội tốt này. Tuy rằng khí linh hung tàn, nhưng thật ra không phải không có cách khắc chế nó, Dương Khai cũng chỉ vì vừa thu núi mỏ nguyên tinh tiêu hao quá lớn, bởi vậy mới bó tay, chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục, có thể dần cho khí linh một trận. Trên nơi hoang vu, âm thanh cổ cầm cùng sáo vang vọng, lên xuống nhịp nhàng, diễn tấu tuyệt diệu. Theo nhạc luật lên xuống, không ngừng có năng lượng hội tụ đánh vào khí linh làm hào quang của nó dung chuyển không vững. Những võ giả chạy ra cũng bị động tĩnh thu hút, dần tới gần, đứng nhìn từ xa. Hai người Cao Sơn Lưu Thủy thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, sợ là cuối cùng làm không công cho kẻ khác, nhất là bọn họ còn thấy được tiểu tử La Nguyên trong đám đông, càng thêm lo lắng đề phòng. Lúc trước đánh với La Nguyên một trận, nói dễ nghe là không phân thắng thua, kỳ thật hai người thảm bại. Dù sao hai người liên thủ, còn La Nguyên chỉ một mình một ngôi sao mới nổi có thể áp chế đánh hai vị cường giả lâu năm chạy trốn rõ ràng đã là thắng lợi trong lòng có cố kỵ hai người liếc nhau tâm ý tương thông sau đó nhạc luật thay đổi trở nên hào hùng tiết tấu dồn dập theo âm thanh biến hóa những luồng sóng âm thấy được bằng mắt thường sung kích hóa thành ngàn quân vạn mã như đại quân ẩm ẩm đánh về phía khí linh sóng âm lan tràn thiên địa biến sắc giống đúng lúc này khí linh vẫn luôn khổ sở như bị sóng âm áp chế bỗng nhiên giống lớn, hai mắt đỏ sẫm cũng ổn định lại, khí tức thô bạo tràn ra. Chiến trùy vẫn dơ cao, lập tức giáng xuống. Bầu trời liền đột biến, ma năng xoay chuyển, bị chiến trùy kéo theo hóa thành lốc xoáy chút xuống. Oanh! Chiến trùy nện vào hư không, không gian vỡ nát như mặt gương, quần sáng lan tỏa khắp nơi, như lưỡi dao cắt qua sóng âm hóa thành ngàn vạn binh mã. Sóng âm chỉ như tờ giấy, tan dã mất tăm. Cổ cầm trên tay cao sơn keng một tiếng, dây đàn đứt đoạn, Ống sáo của Lưu Thủy cũng phát ra tiếng rắc, xuất hiện mấy vết nứt. Không xong! Sắc mặt Nhị lão đại biến, hét to lên vội vận công chống đỡ. Nhưng bị đánh vào, thực lực của hai người liền như thuyền nhỏ giữa biển động, lập tức tan rã. Phụt phụt, hai người đồng loạt hộc máu, khí tức suy yếu. Nhị lão, Ninh Viễn thuật hoảng sợ hét to, ánh mắt run rẩy. Phế vật mà. Dương Khai mắng, quả thật tức điên. Vốn hắn còn muốn cao sơn Lưu Thủy có thể tranh thủ chút thời gian để hắn có thể khôi phục, nhưng không ngờ hai lão già này bày ra dáng khí thế, kết quả lại tồi tệ như vậy, chỉ chống đỡ được chưa đến 30 nhịp thở đã bại trận. Không chỉ thế, bí bảo của hai người cũng bị tổn hai, trận này nhị lão tổn thất rất lớn, người mấy 20 năm cũng chưa khôi phục được. Hành động của nhị lão cũng chọc giận khí linh, dãy khỏi sóng âm chói buộc, khí linh dơ cao chiến trùy, phù văn tuôn trào, màu đen lan tỏa, hóa thành hố đen cắn nuốt thiên địa. Trong lòng mọi người đều trào ra cảm giác không ổn, ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé hố đen ban đầu còn nhỏ bé nhưng chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ mở rộng khí thế như nuốt trôi trời đất làm người ta sinh ra ảo giác tận thế phủ xuống bóng tối bao trùm cả mảnh thiên địa giơ tay không thấy ngón trong bóng tối vô biên có thứ gì đó đang nhanh chóng sinh ra cao sơn lưu thủy đứng mũi chịu xào những tâm tình âm u ở sâu trong nội tâm hóa thành thực chất trào ra làm mắt bọn họ run rẩy tỏa ra ánh sáng tà ác, bóng tối như cắn nuốt tâm hồn, khiến người ta vĩnh viễn xa vào ma đạo. Không tốt. Cao Sơn hét lớn, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, gượng tâm thần kiềm chế suy nghĩ âm u, khổ sở chống đỡ. Lưu Thủy cũng thế, nhưng sắc mặt hai người vô cùng khó khăn, chỉ sợ không thể chống đỡ được thần thông này bao lâu, sẽ bị ma hóa tâm linh, biến thành ma nhân. Vào lúc nguy hiểm, âm thanh trầm thấp trang nghiêm chợt vang vọng thiên địa. Âm thanh này vô cùng phức tạp, như xa như gần, mờ ảo mông lung, làm người ta không thể nắm bắt, nhưng âm thanh vừa vang lên, hào quang liền bùng nổ giữa bóng tối. Hào quang bao quanh một bóng người, lẳng lặng bay giữa không trung, bóng người bấm linh quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ không rõ. Mọi võ giả nghe chú ngữ này đều cảm giác như có bàn tay nhỏ vuốt qua tâm linh, rửa sạch những âm u sôi trào, làm cho tâm thần tỉnh táo lại. Là cô ta. Dương Khai cổ quái đứng gần đó, nhìn bóng người phát sáng trên trời, bất ngờ phát hiện đó là Diệp Tinh Hàm không biết nàng thi triển thần thông gì có hiệu quả thanh tâm tịnh thần rất mạnh lập tức kéo các võ giả trở về từ bể khổ mọi người hồi thần nào dám ở lại vội thi triển thân pháp thoát khỏi vòng bóng tối bao trùm nhị lão cao sơn lưu thủy nắm được một đường sống cũng vội vàng bỏ chạy trước khi đi còn không quên kéo theo ninh viễn thuật diệp tinh hàm chỉ là đạo nguyên lưỡng tầng cảnh dù cho thần thông có hiệu quả khắc chế bóng tối nhưng cũng không duy trì được lâu chỉ sau người nhịp thở là mặt trắng nhợt hào quang cũng tắt ngấm nàng như dùng hết sức không thể chạy được người đầu rơi xuống sắp thấy sẽ tan hoa nát ngọc ngay lúc này hoa thanh ti ném ra dây vải đỏ quấn lấy kéo diệp tinh hàm ra khỏi phạm vi bóng tối bao phủ sau đó lưu viêm mang theo nàng cùng trương nhược tích quay đầu bỏ chạy thấy thế dương khai nào còn do dự quay người thi triển bí thuật không gian thuấn di bỏ chạy không thể dựa vào võ giả nơi này chỉ có thể dựa vào bản thân hiện tại hắn phải sớm khôi phục lực lượng dương khai đi không lâu khí linh mới thu lại chiến trùy bóng tối tiêu tan hắn quay đầu nhìn quanh, nơi này đã là một mảnh trống rỗng, không bóng người nào. Nhưng hắn nhanh chóng khóa chặt hướng Dương Khai trốn đi, kéo theo chiến trùy, người lóe lên đuổi theo. Ngọc Thanh Sơn, chỉ cách Phong Lâm thành chừng 10 ngàn dặm, từng có thánh linh loan phượng hiện thế nơi này, một hơi diệt thế hắc viêm thiêu đốt cả mảng lớn rừng núi, đã trôi qua 2 năm, diệt thế hắc viêm vẫn không có dấu hiệu lụi tắt, vẫn hừng hực thiêu đốt núi rừng. Khu vực nơi này đã thành vùng đất cháy khét, trong vòng trăm dặm không một ngọn cỏ, chỉ có lửa đen ngập trời, tuy rằng nơi này hoang tàn đổ nát nhưng trở thành thánh địa trời ban cho võ giả tu luyện thần thông hệ hòa rất nhiều võ giả chủ tu thần thông công pháp hệ hòa đều không ngại xa ngàn vạn dặm chạy tới đây cảm ngộ lực lượng thần diệu chứa trong diệt thế hắc viêm dù sao cũng là thần hòa bổn mạng của thánh linh thượng cổ để lại uy năng vô biên nếu có thể luyện hóa được một tia sẽ được lợi cả đời dương khai đã sớm nghe nói trong ngọc thanh sơn có rất đông võ giả hỏa hệ tụ tập hắn cũng từng muốn tìm thời gian dẫn lưu viêm tới hấp thu một chút ngay cả lông vũ loan phượng mà lưu viêm cũng luyện hóa nhập vào người được, vậy không có lý gì bó tay với diệt thế hắc viêm. Có điều muốn thì muốn, trong thời gian này vẫn luôn bận rộn, không thể đi ra được. Hắn liên tiếp sử dụng bí thuật không gian, chỉ một thoáng đã đến Ngọc Thanh Sơn, đến chỗ loan phượng tàn phá ngày trước. Quét nhìn qua, nơi này tụ tập không ít võ giả, mọi người khí tức nóng bỏng, hiển nhiên đều là tu luyện công pháp bí thuật hệ hỏa. Nhận ra Dương Khai đến đây, không ít người mở mắt nhìn một thoáng, liền không để ý nữa, thần niệm dương khai quét qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện chỗ này không có võ giả nào ra hồn, đa số là hư vương cảnh thậm chí phản hư cảnh, võ giả đạo nguyên cảnh thì không mấy người, dù có cũng chỉ là đạo nguyên nhất tầng cảnh, không có tác dụng ra sân. Vốn hắn còn muốn dựa vào võ giả chỗ này giúp ngăn cản khí linh, hiện giờ xem ra phải bỏ dỡ kế hoạch này. Nhưng ánh mắt Dương Khai liền sáng lên, nhìn chằm chằm vào vùng hắc viêm thiêu đốt. Trong đó, có một mảnh an toàn khoảng 10 trượng, hắc viêm không lan tới chỗ đó. Ngẫm nghĩ, hắn lên tiếng, "Các vị, chỗ này sẽ lập tức có nguy hiểm ập tới, nếu không muốn chết thì mau chạy đi." Vừa nghe vậy, rất nhiều võ giả bừng tỉnh, ánh mắt bất mãn nhìn về phía hắn. Có người âm trầm cười hắc hắc, uy hiếp, "Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Có gan lặp lại lần nữa." Người này cho rằng Dương Khai quá trẻ tuổi, hẳn là tu vi không cao, cho nên không thèm quan tâm. Dương Khai liếc người kia, mỉm cười nói, ta nói rất rõ ràng, hơn nữa, ta khuyên mọi người là vì tốt cho tất cả. Tiểu tử ngươi muốn độc chiếm thần hỏa này. Một lão giả mặt mày già nua lạnh lùng nhìn Dương Khai, người trẻ tuổi, nên biết thuận người cũng là thuận mình, thần hỏa này bao phủ trăm dặm, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi là có thể tìm hiểu được huyền diệu, cần gì chọc mọi người giận dữ. Cho dù thực lực của ngươi không kém, nên biết một người khó chống số đông, lão phu khuyên ngươi nên thu liễm thì hơn, đừng nói bậy bạ. Dương Khai toát mồ hôi, ta không muốn tìm hiểu thần hỏa này chỉ là nguy hiểm thật sự sắp đến nếu các ngươi không đi sẽ không kịp nữa nguy hiểm gì chứ một võ giả cao to đạo nguyên nhất tầng cảnh hừ lạnh lên tiếng dương khai chưa thấy qua người này có thể là võ giả bên ngoài nhưng trong thời gian này phong lâm thành quả thật xuất hiện rất nhiều người ngoài cũng không có gì lạ người này tức giận quát tiểu tử đừng có nói chuyện giật gân bằng không đừng trách ta không khách khí dương khai nghe vậy biến sắc cao mày cảm giác cười khổ được giờ các ngươi muốn chạy cũng khó cái gì? Tiểu tử dám uy hiếp chúng ta. Có tin ta lột da ngươi ra. Đúng là buồn cười, tiểu tử này thật không coi mọi người ra gì, phải cho hắn chút bài học. Mọi người đang ồn ào tức giận, tiếng gió rít vang lên, khí linh xuất hiện, mọi người đều sửng sốt, khó hiểu nhìn sang. Đợi khi nhận ra khí tức hung bạo tà ác từ khí linh, mọi người đều biến sắc, thế mới biết Dương Khai không phải nói bậy. Đi mau, còn ngây ra làm gì? Muốn chết hả? Dương Khai quát lên. Vừa nghe thế, sắc mặt mọi người đại biến, khí linh này vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc, hơn nữa khí tức gần bằng đế tôn cảnh, mọi người làm sao trần chờ, đều thi triển thân pháp bỏ chạy tứ tán. khí linh không thèm nhìn, có vẻ không hứng thú với ai khác, chỉ nhìn thẳng dương khai, con mắt đỏ rực toát ra ánh sáng tà ác. không lâu sau, võ giả đến đây cảm ngộ huyền diệu của hắc viêm đã chạy sạch sẽ. dương khai nhè răng cười với khí linh, nói: ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu linh trí? nói rồi hắn giơ một ngón tay lên hỏi có biết đây là bao nhiêu không khí linh không quan tâm dương khai cười to đây là hai đó ngu ngốc vừa dứt lời khí linh giơ cao chiến trùy dương khai thấy vậy liền biến sắc người chợt lóe lao vào trong khu vực an toàn ngâm nghênh cười to tới đánh ta đi có gan thì vào đánh ta đi không biết có phải vì dương khai kích thích hắn vừa dứt lời khí linh quả nhiên lóe lên sông tới có điều vừa bước vào khu hắc viêm thiêu đốt khí linh giống như bị thứ gì đâm trúng mạnh mẽ lùi lại trên thân thể đen của hắn bám dính mấy ngọn lửa đen nhỏ dù nhỏ nhưng cháy hừng hực mãi không tắt hắc viêm của loan phượng thiên hạ không gì không đốt được ngay cả đế bảo để trong đó cũng sẽ bị nung chảy chỉ là hắc viêm đã kéo dài rất lâu lại không có bản thể loan phượng duy trì cho nên uy lực đã yếu đi nhiều ngay cả như thế cũng sẽ không dễ dàng dập tắt được khí linh đã cảm nhận được nguy hiểm không ngừng vận dụng lực lượng muốn dập tắt ngọn lửa nhưng vẫn không làm được tâm tình dần nóng này hắn xách ma binh chiến chùy, trực tiếp nện lên người mình. Một cú, tiếng ông ông vang lên, sóng khí lan tỏa. Ánh mắt Dương Khai có rút, kinh hãi, độc ác như vậy. Dù nói khí linh sinh ra từ ma binh chiến chùy, nhưng đánh vào thân thể như thế, không cẩn thận sẽ dẫn tới hậu quả khó đoán. Khí linh này rõ ràng không đủ linh trí, vung tay là làm luôn. Nhưng lần này lại có hiệu quả đặc biệt. Chiến chùy đánh lên ngọn lửa, liền làm nó yếu đi. Khí Linh thấy thế, nghiêng đầu nghĩ một hồi, cảm thấy đã tìm được cách, cầm chiến chùy không ngừng nện lên những chỗ bị lửa cháy trên người. Dương Khai thản nhiên đứng nhìn, cảm thấy có thể kéo dài một hồi, liền yên lòng, hừ lạnh, ngươi từ từ chơi đi, đợi lát nữa bổn thiếu gia dạy ngươi làm người thế nào. Nói rồi, Dương Khai liền nhắm mắt tập trung, nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng. Trước đó hắn nuốt không ít linh đan, hiện tại dược hiệu đều ngưng tụ trong sắc thịt kinh mạch không tan, dẫn tới nguyên lực tắt nghẽn. Hiện tại hắn cần hóa giải sạch dược hiệu, dẫn đường vào trong thân thể. Khí Linh vẫn ở bên ngoài hắc viêm, không ngừng cầm chiến chùy đánh lên người, bận không đi ra được. Thời gian từ từ trôi qua, hồi lâu sau, khí linh mới miễn cưỡng dập tắt được những đám lửa nhỏ trên người. Nhưng trải qua chuyện này, khí linh cũng ý thức được hắc viêm không phải dễ chơi, càng không dám phóng vào, chỉ là ở bên ngoài gào thét, giận dữ thị uy khiêu khích Dương Khai. Dương Khai làm sao thèm để ý, vẫn ngồi đó điều tức lực lượng lại qua hồi lâu dương khai bỗng nhiên mở mắt thần thái không còn suy yếu nữa mà thần quang trói lọi hắn đứng lên nhe răng cười với khí linh ngươi chết chắc rồi giống khí linh gầm thét giống giận dương khai lóe lên trực tiếp thuấn di khỏi chỗ hắc viêm bao phủ sau đó lao tới trước mặt khí linh hai mắt sáng rực như ánh sao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của khí linh nhìn ta dương khai quát lớn không rõ khí linh có nghe hiểu hắn nói hay không nhưng bản năng ngẩng đầu nhìn vào dương khai bốn mắt chạm nhau, mắt trái của Dương Khai loài ánh sáng vàng, mở ra diệt thế ma nhãn, lực lượng thần kỳ chấn nhiếp thần hồn đè xuống khí linh. Khí linh bỗng ngây dại. Ngay lập tức, hư ảnh chiến đấu hiện ra trong mắt Dương Khai, lóe lên treo trên ý thức hải của khí linh. Chiến đao chỉ dài năm thước, điều khắc tinh xảo, chui đao chạm chủ rồng phượng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trảm hồn đao. Đây là lần đầu tiên Dương Khai vận dụng đế bảo sau khi luyện hóa, dù sao khí linh này là đế bảo hóa hình hắn không dám sơ sẩy coi thường cho nên vừa ra tay liền dùng thủ đoạn mạnh nhất chảm hồn đao ông ông không ngưng trên thân đao trào ra quầng sáng vô số phủ văn phức tạp xoay quanh thân đao dương khai quát khẽ phá thiên nhất kích dứt lời chảm hồn đao ầm ầm chém xuống giống khí linh bị tổn thương nặng giống lớn đau đớn cả người chớp tắt không ổn định có dấu hiệu sụp đổ dù sao phá thiên nhất kích là bí thuật thần hồn mà dương khai học được từ thiên diễn trong thời gian này hắn dỗi liền dùng tế luyện trảm hồn đao cho nên hiện tại uy lực một đao này vô cùng to lớn tuy nhiên cũng vì thời gian tế luyện quá ngắn càng vì tu vi dương khai quá thấp không thể luyện hóa hoàn toàn trảm hồn đao cho nên một chiêu này còn có không gian tăng cường rất cao nhưng vậy cũng đủ rồi một chiêu khí linh lảo đảo lùi lại không có sức chống cự thân thể ngưng thật ảm đạo có dấu hiệu sụp đổ hắn lại không hề sợ hãi mà lại càng hung tàn hơn vung cao chiến trùy muốn đánh xuống dương khai Ánh mắt Dương Khai có rút, thầm hô không ổn, trong lúc gấp rút, mắt trái hiện ra hoa sen trắng muốt. Sinh liên, nụ hoa chợt lóe biến mất, đồng thời hiện ra trong ý thức hải của khí linh, rút lấy căn nguyên thần hồn của nó, từ từ nở ra. Hai đại bí thuật thần hồn phối hợp để bảo thần hồn, Dương Khai gần như ra hết bài tẩy, thế mới khiến động tác của khí linh cứng lại. Trong mắt trái của hắn, tia máu vàng chảy ra. Hoa sen nở bung, hào quang trên người khí linh càng nhạt đi, chỉ chớp mắt đã trở nên trong suốt chỗ khí linh đang đứng chỉ còn lại một hư ảnh hoa sen nở, đợi nó nở bung ra, bù một cái nổ tung, chỉ còn chiến truy ở trước mặt Dương Khai. Dương Khai há mồm hổn hển, mặt trắng toát, còn chưa có hành động gì, chiến truy bỗng rung lên, muốn trốn khỏi đây, còn chưa chết. Dương Khai kinh hô, khí linh này ăn hai đại bí thuật thần hồn của mình mà còn không bị chém giết, cứng đầu thật ngoài dự liệu. Tuy nhiên đến đây cũng kết thúc, nhìn thấy chiến truy muốn xé hư không bỏ chạy, Dương Khai trực tiếp ném ra huyền giới châu, Tay bấm quyết, pháp tắc không gian quấn quanh, mặt ngoài huyền giới châu tách ra một cái khe nứt không gian, chặn nó lại. Dương Khai quát lớn, bên trong một cái khe nứt không gian vươn ra cánh tay to lớn, là tay của pháp thân, mở rộng năm ngón tay như núi lớn ấn xuống, khóa chặt một vùng không gian, khiến chiến chùy không chỗ để trốn. Sau đó, hắn nắm tay lại, cầm chiến chùy trong tay, thu vào tiểu huyền giới. Khe nứt không gian cũng biến mất. Dương Khai ngã ngồi xuống đất, lại cảm thấy cả người không ổn thật vất vả khôi phục lại lực lượng liền tiêu hao hết nhìn đâu cũng thấy ngôi sao bay vòng vòng thử đứng lên mấy lần cũng đều té xuống làn gió thợ ập tới đỡ lấy người hắn dương khai khó khăn quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt lưu viêm chủ nhân ngài không sao chứ lưu viêm vội vàng hỏi dương khai khó khăn lắc đầu lại nhìn xung quanh thấy hoa thanh ti cũng tới liền biết hai người đã sớm đến chỉ là ẩn nấp đằng xa nhận ra chiến sự bên này mới xuất hiện muốn giúp nhưng các nàng không ngờ là chiến đấu kết thúc nhanh như vậy thật ra nếu không phải lúc trước dương khai thu lấy núi mỏ nguyên tinh tiểu hào quá lớn sẽ không đến mức phải dây dưa với khí linh lâu đến vậy dù cho khí linh này là đế bảo hóa hình nhưng bị công kích thần hồn khắc chế dương khai nắm giữ bí thuật thần hồn vô cùng mạnh mẽ chỉ cần cho hắn khôi phục đủ lực lượng thần hồn sẽ không khó đối phó khí linh này không sao dương khai lắc đầu suy yếu nói nhược tích đâu lưu viêm đáp bên này quá nguy hiểm nô tỳ cho nàng đi theo nữ nhân diệp tinh hàm kia dương khai gật đầu vậy thì tốt ta khôi phục một chút lưu viêm ngươi thử xem có thể hấp thu hắc viêm của loan phượng này hay không nếu hấp thu được vậy sẽ có lợi lớn cho ngươi nô tỷ đang có ý đó trong mắt lưu viêm lóe lên hào quang nóng cháy nhìn chăm chăm diệt thế hắc viêm chảy dài trăm dặm như nhìn thấy món ăn ngon lành liếm môi đỏ dương khai quay sang hoa thanh ti hoa tỷ huyền giới châu giao cho ngươi quản lý gọi gọi ta là hoa tỷ hoa thanh ti lần đầu nghe được dương khai gọi nàng như thế không khỏi ngây ra một lúc, đợi khi phản ứng lại, Dương Khai đã vào tiểu huyền giới, Huyền Giới Châu theo lực lượng tác động bay về phía nàng. Tiểu tử thối còn giả non. Hoa Thanh Ti bĩu môi, rất bát mãn với sưng hô của Dương Khai, nhưng tâm thần nhanh chóng bị Huyền Giới Châu thu hút, đặt trước mặt nhìn kỹ càng. Tuy rằng nàng vẫn ở trong tiểu huyền giới, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy bản thể Huyền Giới Châu, nhất thời tò mò không thôi, không biết là đại năng nào có thần thông như thế, luyện hóa một phương thế giới thành hạt châu nhanh chóng ném bất mãn ra sau đầu tràn đầy hứng thú nghiên cứu dù sao đây là đế bảo nếu có thể thăm dò một chút huyền bí vậy sẽ có lợi lớn cho nàng nàng thầm suy đoán sở dĩ dương khai tinh thông lực lượng không gian như thế hẳn là vì tìm hiểu huyền bí huyền giới châu thật ra nàng nghĩ vậy là nhầm dương khai tu luyện lực lượng không gian từ trước lấy được huyền giới châu là về sau bởi vì hắn tu luyện lực lượng không gian cho nên dương viêm mới lấy huyền giới châu đưa cho dương khai nếu không, Huyền giới Châu làm sao có phần của Dương Khai? Tuy nhiên, quả thật Dương Khai lĩnh ngộ được không ít huyền bí pháp tắc không gian tử trong Huyền giới Châu. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai hiện ra, ngây ra một hồi mới kinh hô, linh khí nồng đậm như vậy. Đến giờ hắn mới phát hiện, linh khí trong tiểu huyền giới dày đặc hơn trước 56 lần. Tiếng cười to vang vọng truyền đến, nói, "Ngươi cho rằng linh khí hấp thu từ linh nhãn sẽ đi đâu?" Dương Khai nhìn pháp thân đắc ý nói chỉ là ta không ngờ lại có nhiều linh khí bị hấp thu vào hiện tại hoàn cảnh tu luyện trong này đã không kém gì những thánh địa tu luyện tông môn hạng nhất rồi pháp thân gật đầu quả thật không kém tuy nhiên linh khí trong này không có nguồn không được bổ sung cuối cùng cũng có ngày tiêu hao hết dương khai thản nhiên pháp tắc thiên địa trong tiểu huyền giới không đầy đủ dù tự thành một mảnh thế giới nhưng muốn nó tự sản sinh ra linh khí vậy phải nghĩ cách làm nó diễn hóa pháp tắc thiên địa mới được nói rồi hắn ngẩng đầu hít mắt nhìn dương khai ngươi dựa vào núi mỏ nguyên tinh là sao pháp thân ngồi nghiêm nghị một tay bấm quyết tay kia nắm ma binh chiến chùy dựa sát vào núi mỏ nguyên tinh nói tu luyện vệ thiên chiến pháp khoái miệng dương khai có rút núi mỏ nguyên tinh này sản xuất ra nguyên tinh trung phẩm thượng phẩm ngươi dùng tiết kiệm một chút vệ thiên chiến pháp thiên hạ không gì không nuốt pháp thân có thể nuốt sạch tinh hoa thân thể võ giả hóa thành lực lượng căn nguyên của mình càng đừng nói núi mỏ nguyên tinh này vệ thiên chiến pháp vận chuyển chỉ thấy linh khí trong núi Mỏ Nguyên Tinh cuồn cuộn chảy vào pháp thân, giống như ngàn dòng sông suối đổ về biển. Pháp thân nói: "Yên tâm, ta chia núi này làm hai, nửa còn lại cho ngươi dùng." Dương Khai gật đầu: "Vậy thì tốt, có thời gian thì đập vụ nửa kia cho ta, nói không chừng có ngày cần dùng tới Nguyên Tinh. Ta khôi phục trước, rồi nói kỹ càng với ngươi." Dứt lời, Dương Khai lóe lên xuất hiện bên cạnh vườn thuốc, khoanh chân ngồi xuống. Vườn thuốc có bất lão thụ, sức sống cuồn cuộn, lúc trước hắn không bị thương nặng, nhưng tiêu hao quá lớn, có bất lão thụ bổ sung sức sống, vậy sẽ khôi phục nhanh hơn. Vừa động ý niệm, linh khí trong tiểu huyền giới liền hội tụ về phía Dương Khai, sau đó làm cho linh khí xung quanh có dấu hiệu hóa xương thành chất lỏng. Dương Khai mở rộng tâm thần, vận chuyển huyền công, thỏa sức hấp thu, khí tức nhanh chóng ổn định, lực lực cũng nhanh phục hồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nửa canh giờ sau, dương khai lại mạnh khỏe như cũ mặt hồng hào mắt sáng ngời không còn suy yếu thảm hại nữa hắn thu công người lóe lên xuất hiện trước mặt pháp thân pháp thân khổng lồ có cảm ứng mở mắt nhìn dương khai nhìn nhau dương khai nói khí linh kia còn chưa bị diệt trừ vẫn còn tồn tại một tia thần hồn trốn trong chiến trùy ngươi cẩn thận pháp thân nhếch miệng cười mở năm ngón tay ồm ồm nói ngươi nói thứ này dương khai nhìn lại liền thấy trong lòng bàn tay pháp thân có một đoàn khí đen ngưng tụ có linh tính và đụng lung tung muốn thoát ra nhưng nơi này là tiểu huyền giới pháp thân cùng dương khai có thần niệm tương thông một ý niệm là có thể sử dụng pháp tắc tiểu huyền giới khí đen này làm sao trốn được dù bị nắm trong tay nhưng lại bị thiên địa xung quanh chấn áp giống như thú dữ nhốt trong chuồng người ép nó ra ánh mắt dương khai lóe lên pháp thân lắc đầu tự nó trốn ra chuyện gì vậy dương khai mở to mắt pháp thân cười hắc hắc hẳn là cảm giác nguy hiểm dương khai kinh ngạc ngươi đã làm gì cũng không có gì pháp thân vỗ bụng ồm ồm nói ăn sạch cây chiến chủy đó thôi dương khai nghe vậy khoái miệng có rút rên xiết vậy có vấn đề gì không đó là ma bảo thượng cổ là cấp bậc đế bảo ngươi tùy tiện nuốt vào đối với bản thân vệ thiên chiến pháp không gì không nuốt được chỉ là chiến binh ma đạo thì sao chứ pháp thân ngạo nghễ ngươi không tu luyện công pháp này cho nên không rõ huyền diệu trong đó nhưng yên tâm, nếu ta dám làm vậy, tự nhiên có nắm chắc. Đừng nói chỉ là sinh linh chiến binh ma đạo, nếu ta lớn mạnh hơn, ngay cả ma nhiễm phong ấn trong người ngươi cũng có thể cắn nuốt. Dương Khai chấn động, kinh hô, vậy cũng được, chẳng phải công pháp này sẽ vô địch thiên hạ. Pháp thân cười nói, xem chừng chỉ có thân thể như ta mới làm được, nếu ngươi tu luyện thì dĩ nhiên là không. Tuy rằng thân thể ngươi đủ mạnh, nhưng không thể chống đỡ nổi ma khí tinh khiết lây nhiễm, nếu như tu luyện Vệ Thiên chiến pháp, sợ rằng không cần bao lâu là sẽ đánh mất thần trí, trở thành máy móc giết chóc. Dương Khai gật đầu, hiểu rồi, lão thất phu Ô Mông Xuyên quả nhiên không phải tốt lành gì, chỉ là không biết sao lúc đó hắn muốn truyền cho ta bộ công pháp này, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Pháp thân nói, sợ rằng hắn ta cũng không ngờ ngươi có thể nhịn được dụ hoặc không tu luyện nó, mà lại giao cho ta. Dương Khai thản nhiên, nếu không có ngươi, nói không chừng ta sẽ thử tu luyện, dù sao, danh tiếng phệ thiên chiến pháp quá lớn người nào cũng không chịu nổi dụ hoặc này nói tới đây dương khai khoát tay thôi ngươi cứ luyện hóa cắn nuốt nếu thật luyện hóa được chiến binh ma đạo này cũng có lợi lớn cho ngươi dứt lời dương khai lóe lên rời tiểu huyền giới quay về ngọc thanh sơn nhìn ra hoa thanh ti khoanh chân ngồi dựa vào gốc cây to đang hứng thú nghiên cứu huyền giới châu dương khai nhìn nàng thấy nàng còn chưa hồi thần phất tay thu hồi huyền giới châu nhìn xung quanh kinh ngạc hỏi lưu viêm đâu rồi hắn không phát hiện bóng dáng lưu viêm thậm chí ngay cả hắc viêm của loan phượng bao phủ trăm dặm chỗ này cũng biến mất trở về rồi hoa thanh ti đứng dậy dương khai ngẩn ra thần niệm khẽ động quả nhiên phát hiện ra lưu viêm ở trong huyền giới châu nhưng hiện tại nàng đang bị lửa đen quấn thân sắc mặt khổ sở luyện hóa không biết nàng trở về tiểu huyền giới lúc nào hẳn là pháp thân thu nàng về nhưng làm dương khai kinh ngạc là lưu viêm chỉ tốn chút thời gian liền hấp thu sạch hắc viêm loan phượng xem nàng thế này muốn luyện hóa hết thì còn cần chút thời gian nữa người cũng trở về ta còn có chuyện phải làm dương khai nói một tiếng liền thu hoa thanh ti vào huyền giới châu lấy ra la bàn truyền tin truyền thần niệm vào bảo tần triều dương chú ý trương nhược tích liền lên đường trở về theo hoa thanh ti nói trương nhược tích hiện đi theo cạnh diệp tinh hàm tuy rằng dương khai cũng cảm thấy diệp tinh hàm không phải người xấu gì nhưng gửi cho người quen chăm sóc thì tốt hơn được tần triều dương trả lời Dương Khai mới thu hồi la bàn truyền tin, pháp tắc không gian lan tỏa, lóe lên là trăm dặm. Một lát sau, hắn quay về chỗ 18 linh nhãn. Quét nhìn qua, địa thế nơi này vì đại chiến trước đó đã biến đổi lớn, rõ ràng nhất là chỗ chiến trường, xuất hiện một mảnh linh hồ trừng vạn trượng. Lúc đó, khí linh nệ một chùy xuống, đánh sụp không gian dưới đất, trực tiếp xuất hiện một hố sụp lớn, sau đó linh dịch bên dưới trào ra, lấp đầy chỗ này, dâng lên thành hồ. Đây mới thật là linh hồ, trong hồ gợn sóng, toàn là linh khí hóa lỏng mới có mấy canh giờ hồ này đã tràn đầy mở rộng ra xung quanh hóa thành linh khí dày đặc che phủ không gian này vô số võ giả vây quanh linh hồ thần sắc phấn chấn những người này đương nhiên đều chạy tới từ phong lâm thành khi dương khai đến đây trong hồ đã tràn đầy võ giả mỗi người đều chiếm cứ một chỗ nắm chắc thời gian vận chuyển công pháp cắn nuốt hấp thu linh khí tinh thuần càng vào trung tâm hồ tu vi võ giả càng mạnh mẽ các võ giả đạo nguyên cảnh, cơ bản đều chiếm giữ trung tâm hồ. Còn vây quanh hồ, là những võ giả phản hư cảnh, hư vương cảnh. Thỉnh thoảng lại có người vì tranh giành chỗ mà ra tay. Nhìn tình cảnh chỗ này, trong lòng Dương Khai hiểu được, nơi này nhất định sẽ trở thành thánh địa tu luyện vang danh nam vực cùng với tinh giới. Sớm muộn gì cũng sẽ bị những thế lực đứng đầu nắm giữ. Đến lúc đó, võ giả bình thường sẽ không thể đi vào, tối thiểu cũng phải trả giá rất cao. Nhìn ra điều này không chỉ có Dương Khai, cơ bản toàn bộ đạo nguyên cảnh đều hiểu được biết rõ thời cơ này trôi qua sẽ không trở lại cho nên đều nắm chắc thời gian cố gắng ở lại tu luyện một hồi không có gì bất ngờ hiện tại tin tức phong lâm thành xuất hiện linh đã truyền về các đại tông môn tối đa không quá ba ngày sẽ có cường giả đế tôn cảnh giá lâm nơi này tiếp quản linh hồ dương khai gặp được các võ giả đạo nguyên cảnh lúc trước cũng thấy được đám người tần triều dương trương nhược tích cùng diệp tinh hàm ở chung với họ chiếm giữ một khu vực ở trung tâm hồ Dương Khai không xuống gặp bọn họ, mà lén tìm một chỗ lặn xuống. Dưới hồ cũng có rất nhiều võ giả dốc lòng tu luyện. Dương Khai thi triển bí thuật hư vô, thu liễm khí tức cùng dao động khí huyết, dưới linh khí nồng đậm, nếu không dùng mắt thường nhìn gần, hoàn toàn không thể nhận ra sự tồn tại của Dương Khai. Hắn đi thẳng xuống chỗ 18 linh nhãn ban đầu. Nơi này đã không có người, hẳn là vì lúc trước ma binh chiến trùy hóa hình, cho nên mọi người đều kiêng kỵ bên dưới, không dám xuống sâu, sợ gặp phải nguy hiểm. Dương Khai càng thích như thế, thần niệm phát ra, tìm được chỗ trung tâm 18 linh nhãn, lấy ra huyền giới châu, mở ra lỗ hổng cho linh dịch chảy vào tiểu huyền giới, còn mình thì khoanh chân vận công, củng cố tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh. Tiểu huyền giới bởi vì không hoàn thiện pháp tắc, cho nên không thể diễn sinh ra linh khí, muốn bảo trì hoàn cảnh tu luyện tốt thì phải thông qua bên ngoài để bổ sung. Lúc này tự nhiên là thời cơ bổ sung tốt nhất. Trước khi các cường giả đế tôn cảnh giá lâm, dương khai không có nhiều thời gian một khi cường giả đế tôn cảnh đến đây hắn sẽ không thể thu nhiều linh khí như vậy dần dần dương khai nhập định tâm thần không minh không bị bên ngoài quấy nhiễu đồng thời võ giả tu luyện quanh hồ lại phát hiện cảnh kỳ lạ hồ nước này sao không lan tỏa ra ngoài nữa hả đúng là vậy chẳng những không lan ra còn từ từ rút xuống chẳng lẽ linh hồ này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn qua mấy ngày là sẽ biến mất ngậm cái mồm thối của ngươi lại Phong Lâm Thành không dễ dàng gì mới xuất hiện một cái thánh địa tu luyện như thế, làm sao dễ dàng biến mất được. Hồ nước rút xuống chỉ là hiện tượng bình thường, không bao lâu là sẽ ổn định lại. Tuy rằng rất nhiều võ giả phát hiện khác thường, nhưng không rõ nguyên nhân, thậm chí những cường giả đạo nguyên cảnh cũng không rõ nguyên do. Nhưng cơ hội tu luyện như thế, đương nhiên không phải lúc truy cứu rõ ràng, cho nên trên hồ rối loạn một hồi, lại ổn định. Mấy ngàn người hội tụ trong này, càng là vòng ngoài, nhân số càng nhiều cũng không ngừng có võ giả từ bên Phong Lâm thành nghe tin chạy tới, gia nhập đại quân tu luyện, tràng cảnh cực kỳ hoành tráng. Nếu là bình thường, có nhiều võ giả cùng tu luyện như thế, tuyệt đối không thể cung cấp đủ linh khí. Nhưng hiện tại linh khí dày đặc đến thành hồ nước, dù có thêm mấy trăm ngàn người nữa cũng không thể hấp thu hết linh khí. Thời gian dần trôi qua, thỉnh thoảng lại có võ giả đột phá thăng cấp, mỗi lần là võ giả xung quanh đều bất mãn nhìn về phía người đó, miệng mắng to. Nếu võ giả cảm giác được thời cơ đột phá đại cảnh giới, sẽ tự giác rời chỗ này, đi ra ngoài tìm một chỗ thích hợp, nghênh đón năng lượng thiên địa tẩy rửa. Toàn bộ linh hồ, cùng với phong lâm thành gần đó, nhất thời đột phá tăng vọt, không khí mừng rỡ bao phủ trăm ngàn dặm. Thời gian từ từ trôi qua, chừng ba ngày sau, Dương Khai tu luyện dưới hồ trượt cảm ứng được, mở mắt ra, khẽ thở dài, bất mãn lầm bầm, sao lại đến nhanh như thế? Nói rồi, hắn bấm quyết thu hồi huyền giới châu, người trượt lóe đi thẳng lên trên linh hồ. Dương Khai vừa hiện thân, tiếng vùn vụt vang lên, mấy bóng người xé hư không đi tới, đột ngột xuất hiện bên trên linh hồ. Mấy người đứng giữa không trung, không cố ý thả ra khí tức, nhưng khi bọn họ hiện thân, tất cả võ giả tu luyện trong này đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Đợi nhìn rõ mặt mũi những người đó, tiếng hít hà vang lên. Thanh Dương Thần Điện Cao Tuyết Đình, Thiên Vũ Thánh Điện Trần Văn Hạo, Vô Hoa Điện Phong Minh, Thất Diệu Thương Hội Tăng Nguyên, Tử Nguyên Thương Hội Lâu Sắt, ngay cả Tinh Thần Cung Tiêu đại nhân cũng tới, sáu người này đều là khuôn mặt quen thuộc đối với võ giả Phong Lâm Thành, lần trước Loan Phượng hiện thân, cũng là sáu người này tới Phong Lâm Thành tra xét, cuối cùng do bọn họ chủ trì mở ra Tinh Thần Cung Ngũ Sắc Bảo Tháp, cho võ giả Phong Lâm Thành lịch lãm trong đó, vốn tưởng lần trước có thể gặp mặt các vị đại nhân này đã là trời cao phù hộ, đời này tuyệt đối không có lần thứ hai. Nhưng không ngờ mới qua 2 năm, sáu người này lại tụ tập, hơn nữa quay về Phong Lâm Thành, đối với thành nhỏ này, quả thật là chuyện không thể nào. Nếu là bình thường, mười mấy hai mươi năm cũng chưa chắc có một vị đế tôn cảnh đi ngang qua đây, nhưng hiện tại đế tôn cảnh chỉ cách một hồi là đi một chuyến. Nhất thời, xung quanh linh hồ lặng ngắt, có thể nghe cả tiếng kim rơi, mọi người đều đưa ánh mắt kính ngưỡng nhìn lên trên. Sáu người kia cũng hiểu được điều này, tử nguyên thương hội lâu sắt cười im lặng, nói, lão phu vẫn cảm thấy phong lâm thành này có chút không bình thường, đã sớm muốn đặt phân bộ chỗ này, nhưng vẫn không rảnh xử lý. Hiện tại xem ra, bố trí phân bộ là chuyện không thể tránh khỏi. Dù rằng trong phong lâm thành còn có sản nghiệp của tử nguyên thương hội, khang tư nhiên quản lý linh đan phường cũng thuộc tử nguyên thương hội, nhưng phân bộ cùng sản nghiệp là hai chuyện khác nhau. Phân bộ là một tượng trưng của thương hội, nhất định có cường giả chấn thủ, tính toán toàn cục. Còn sản nghiệp thì có khi lớn khi nhỏ, linh đan phường chỉ là cửa hàng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải phong lâm thành ba lần bốn lượt xuất hiện chuyện lớn, lâu sắt đã không nghe nói tới. Nhưng lâu sắt lại nắm rõ ràng tình hình của từng phân bộ, nếu tử nguyên thương hội thật sự xếp đặt phân bộ ở nơi này vậy nhất định có thể kéo theo kinh tế phong lâm thành phát triển mạnh mẽ chỉ cần thời gian phong lâm thành sẽ không còn là một thành nhỏ không ai nghe tới nói chuyện đã rồi tăng nguyên cười xì thất diệu thương hội cùng tử nguyên thương hội là hai đại thương hội ở nam vực vốn cạnh tranh kịch liệt với nhau tăng nguyên cùng lâu sất đều là phó hội trưởng tự nhiên không vừa mắt nhau hiện tại nghe lâu sất nói vậy hắn liền châm chọc tên mập ngươi thật dự kiến trước vì sao bây giờ mới nói lâu sất hít mắt liếc tăng nguyên hừ nói bổn tọa nhìn xa trông rộng người phàm như người há có thể hiểu ra sức khoác lác đi khoác lác không tốn tiền tăng nguyên tràn đầy khinh bỉ lâu sất quát lớn quay sang tiêu vũ dương chắp tay nói tiêu đại nhân lâu sất thỉnh cầu đấu võ với tên mặt ngựa này một trận quyết sinh tử tăng nguyên nhướng mày gân xanh nổi trên trán nghiến răng nói gì đó hả bảo ai là mặt ngựa hắn banh mặt mặt vốn đã dài lại càng dài ra lâu sất liếc hắn Hừ nói, vậy ngươi gọi ai là mập hả? Tăng Nguyên cười chào phúng, mập còn không cho người ta nói. Có bản lĩnh thì ngươi cắt cái bụng mỡ kia đi. Nói rồi, hắn cười ha ha vỗ vỗ bụng bia của Lâu Sắt. Lâu Sắt lùi lại mấy bước, quát lớn, "Nè, tên mặt ngựa kia, nói chuyện thì nói, đừng có đụng tay đụng chân." Hắn quay sang Tiêu Vũ Dương, "Tiêu đại nhân, ngài cũng thấy đó, tên này khi người quá đáng, hôm nay lão phu muốn không chết không thôi với hắn." "Được rồi, được rồi." Tiêu Vũ Dương toát đầy mồ hôi hai vị đều là người làm ăn còn không hiểu đạo lý hòa khí phát tài vừa gặp mặt đã hô đánh hô giết làm gì để đám nhóc bên dưới cười chê hay lắm sao hai người nghe vậy nhìn xuống dưới liền thấy vô số ánh mắt nhìn lên mỗi người há to miệng có vẻ rất kinh ngạc vì đế tôn cảnh lại như thế này đứng chung với các ngươi đúng là xấu mặt cao tuyết đình khinh bỉ liếc hai người ừ thân phận uy vọng đều bị kéo xuống trần văn hạo mặt không đổi sắc tiếp lời phong minh cười hắc hắc lóe lên tia sáng đột nhiên biến sắc quay sang nhìn hướng khác kinh ngạc nói hả đó không phải tiểu tử luyện chế thái diệu đan hay sao sao cũng ở trong phong lâm thành nhìn theo ánh mắt của hắn mọi người liền chú ý tới dương khai quả nhiên là hắn tiêu vũ dương mỉm cười nói tới ta vẫn cảm thấy tiểu tử này có chút quen thuộc thì ra là đã gặp qua ở phong lâm thành này tiểu tử này là một nhân tài tử nguyên thương hội ta muốn lâu sất hai mắt tỏa sáng nhìn dương khai tăng nguyên hử nói nói không chừng người ta sớm có tông môn nào đến lượt ngươi lôi kéo lâu sất cười lạnh lâu mỗ tự mình ra mặt tông môn nào dám không nể tình lão mặt ngựa lão phu nói trước với ngươi lần này ngươi dám tranh giành với ta ta nhất định liều mạng với ngươi tăng nguyên nhướng mày im lặng không nói đang cân nhắc lợi hại cao tuyết đình nhàn nhạt nói lâu phó hội trưởng ngươi tự tiện quyết định như thế có hỏi qua ý kiến của ta lâu sất nghe vậy trợn to mắt kinh ngạc nhìn sang cao tuyết đình chuyện này liên quan gì tới cao trưởng lão? Cao Tuyết Đình vén tóc mai, bình thản nói, tiểu tử này đã sớm là người của ta. Ục, tiếng nuốt nước miếng vang lên, tiêu vũ dương cũng lóe lên dị sạch, không ngừng liếc Cao Tuyết Đình. Người người của cô, lâu sất lắp bắp, cảm thấy câu này chứa đựng thông tin quá lớn. Tăng Nguyên càng trợn mắt há mồm, dè dặt nói, ôn điện chủ ngài ấy không có ý kiến gì chứ. Làm sao có ý kiến gì? Cao Tuyết Đình mờ mịt nhìn Tăng Nguyên, không biết hắn hỏi vậy là sao, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt phát lạnh, mặt đỏ lên, người chấn động, đế bảo liệt dương kính bay lên trên đầu, bên trong phun trào ngọn lửa, làm toàn thân người ta có rút, Cao Tuyết đỉnh lạnh giọng nói, nếu các ngươi dám suy nghĩ lung tung, bổn cung cắt các ngươi làm 18 khúc. Tại sao 18 khúc rõ ràng như vậy? Có ý nghĩa gì không? Lâu Sắt rốt cuộc là người làm ăn, vừa nghe con số liền muốn làm rõ ràng. Đây không phải trọng điểm được chưa? Tăng Nguyên khinh bỉ liếc Lâu Sắt, lại quay sang Cao Tuyết đỉnh nói vậy tiểu tử này đã là đệ tử thanh dương thần điện cao tuyết đình hừ lạnh thu liệt dương kính không đáp lại có vẻ bí hiểm nàng làm sao nói cho mọi người dù rằng mình lôi kéo dương khai nhưng bị hắn từ chối nếu nói ra vậy thì quá mất mặt dù sao nàng cũng là trưởng lão thanh dương thần điện tự mình ra mặt lôi kéo một võ giả đạo nguyên cảnh mà còn không thành công nói ra cũng không ai dám tin tiêu vũ dương mỉm cười nha đầu lam huân lại rất tôn sùng tiểu tử này cảm thấy ngày sau nhất định có thể thành tựu to lớn nếu như cao trưởng lão đã thu tiểu tử này vậy tiêu mỗ phải chúc mừng tiêu đại nhân khách khí cao tuyết đình nhàn nhạt đáp trong lúc mấy người nói chuyện vẫn luôn nhìn về phía dương khai làm cho mấy người gần dương khai cảm giác áp lực như núi mồ hôi lạnh ứa ra đa số mọi người đều kinh ngạc không biết sao dương khai được nhiều cường giả chú ý đến thế được rồi nếu các vị đã tụ tập nơi này vậy xử lý chuyện linh hồ trước đã tiêu vũ dương chuyển đề tài nhìn xuống linh hồ trong mắt lóe lên nói trước khi đến đây dù ta biết một chút tình hình nhưng không ngờ linh khí nơi này dày đặc đến thế trần văn hạo khẽ động trầm giọng hỏi so với thánh địa tu luyện thiên cấp của thần cung thì sao những người khác đều tò mò nhìn tiêu vũ dương muốn biết thánh địa tu luyện thiên cấp của tinh thần cung có lợi hại cỡ nào tiêu vũ dương im lặng một hồi nói hơi không bằng nhưng cũng không kém bao nhiêu vừa nghe vậy mọi người đều chấn động Linh hồ bên dưới là chỗ linh khí dày đặc nhất mà bọn họ thấy trong đời, bất cứ chỗ tu luyện nào của bổn tông đều không thể so sánh. Nhưng vẫn không bằng được thánh địa tu luyện thiên cấp của tinh thần cung, có thể thấy thánh địa tu luyện thiên cấp chứa đựng linh khí dày đặc cỡ nào. Khó trách tinh thần cung có thể luôn xưng bá nam vực, ngoại trừ minh nguyệt đại đế cường giả đỉnh cao, chỉ riêng thánh địa tu luyện thiên cấp đã có thể tạo ra vô số cường giả, đủ thỏa mãn nhu cầu kéo dài tông môn. Ý thức được tranh lệch, trong lòng mọi người đều có chút mất mát, không nói chuyện này, dưới linh hồ này có 18 linh nhãn, linh khí trong linh nhãn cuồn cuộn không ngớt, mới tạo thành linh hồ. Nhưng nếu tùy ý cho chúng như thế, sợ rằng không bao lâu là sẽ khô cạn. Trước tiên phải phong tỏa chấn áp chỗ này mới được. Tiêu Vũ Dương nói rồi nhìn sang Lâu Sắt, nói, Lâu Huynh, ta nhớ đế bảo lưỡng nghi lục của ngươi có hiệu quả phong ấn chấn áp, đúng chứ? Lâu Sắt cười ngạo nghễ, Tiêu Đại Nhân thật nhớ kỹ. Tiêu Vũ Dương nói, vậy làm phiền Lâu Huynh lâu sất nói tiêu đại nhân có lệnh lâu mỗ tự nhiên nghe theo dứt lời hắn đi ra một bước thần sắc nghiêm nghị chân đạp vào hư không bằng mắt thường cũng thấy được gợn sóng lan tỏa đế ý vô biên phủ xuống võ giả tụ tập quanh linh hồ vừa nhìn làm sao không biết cường giả đế tôn cảnh sẽ ra tay sắc mặt thay đổi liền vội lùi về miễn cho bị lan trúng ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Lâu Sắt nắm vào hư không, trong tay xuất hiện một cuốn điển tịch rất dày, nó như từ xưa truyền đến, gánh chịu năm tháng vô tận tẩy rửa, tỏa ra khí tức huyền diệu. Ánh mắt mọi người liền bị hút vào. Trong mắt Dương Khai cũng lóe sáng. Dù hắn biết Lâu Sắt lấy ra một món đế bảo, nhưng lần đầu thấy đế bảo kiểu này, không rõ có thần thông huyền diệu gì. Đế bảo lưỡng nghi lục. Đoàn Nguyên Sơn lại sớm nghe nói tới, khẽ quát lên. Đó không phải một quyển sách sao? Làm sao lại biến thành đế bảo? Trương Nhược Tích chưa từng thấy nhiều, hơn nữa nói không suy nghĩ, trong lòng không hiểu liền trực tiếp hỏi. Đoàn Nguyên Sơn cười nói, bí bảo muôn ngàn hình thái, không nhất định phải cứ là đao thương gậy gộc, nhưng bí bảo có hình thái càng kỳ lạ thì càng có lực lượng đặc biệt. Ta có nghe nói lưỡng nghi lục này, nó vốn là một quyển điển tịch, chỉ là hấp thu không ít đế vận đế ý của cường giả đế tôn cảnh, dần dần hóa thành đế bảo, được lâu sất đại nhân thu được, có lực lượng cực mạnh. Trương Nhược Tích nghe như lọt vào sương mù, không hiểu được lợi hại trong đó, nhưng các võ giả đạo nguyên cảnh thì sắc mặt ngưng trọng, nhìn đế bảo trong tay lâu sắt, trong lòng hưng phấn, đều tưởng tượng nếu có ngày mình thăng cấp đế tôn cảnh, có được đế bảo thì thật là tốt. Trên bầu trời, lâu sắt thần sắc nghiêm túc, bấm quyết, vỗ mấy cái lên lưỡng nghi lục, vù một cái, lưỡng nghi lục bắn ra, lơ lửng trên linh hồ, khí tức huyền diệu tỏa ra, toàn thân lâu sắt sôi trào đế ý, tràn ngập đế uy, tay không ngừng thay đổi linh quyết, miệng lầm bầm, dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi lưỡng nghi hóa tứ tượng tứ tượng diễn bát quái bát quái thuộc thập phương theo lời lầm bầm lưỡng nghi lục không gió mà lật trang sách lật soàn soạt từng mảng lớn hào quang màu vàng bắn ra tỏa khắp xung quanh trong ánh sáng vàng chứa dao động lực lượng khó tả như có thể chấn áp khóa chặt một phương thiên địa biến nó thành lồng giam lâu sức kết ấn càng nhanh hơn sắc mặt ngày càng ngưng trọng đột nhiên hắn thu lại pháp quyết quát khẽ viên cực oành ánh sáng vàng bùng lên, làm người chói mắt không mở nổi. Lúc này, tất cả võ giả vây quanh linh hồ đều bị lực lượng vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, lui về đằng sau, không hề bị thương, thẳng đến trăm trượng mới đứng vững được. Ánh sáng tan đi, mọi người nhìn ra, liền há to miệng. Chỉ thấy bên trên linh hồ lúc này xuất hiện một quầng sáng hình tròn ụp lên, hoàn toàn phong tỏa xung quanh linh hồ, linh khí không thể chảy ra được. Linh hồ rộng vạn trượng, nhưng chỉ một mình lâu rất liền chấn áp phong ấn, hơn nữa mặt không đổi sắc giống như làm chuyện nhỏ bé mà thôi rất nhiều võ giả đạo nguyên cảnh ánh mắt tóe lửa trong lòng hướng tới ảo tưởng không biết ngày nào mình mới có được sức mạnh này làm xong chuyện lâu sất mới quay lại chắp tay với tiêu vũ dương may mắn không nhục mệnh tiêu vũ dương gật đầu làm phiền nói rồi hắn đi lên một bước ánh mắt quét qua bên dưới tất cả võ giả nơi này đều không khỏi ướn ngực đều cảm giác tiêu vũ dương đảo qua như đang nhìn vào mình được một vị ngân tinh sứ tinh thần cung quan sát Ai dám không nghiêm nghị? Tiêu Vũ Dương lớn tiếng, "Phong Lâm Thành xuất hiện linh hồ, đây là phúc của nơi này, cũng là phúc của Nam vực ta. Nhưng tuy rằng linh hồ có linh khí dày đặc, nhưng nếu bỏ đó mặc kệ thì cũng sẽ đến ngày cạn kiệt, cho nên cần phong ấn trước, cụ thể phải sử dụng linh hồ này tạo phúc chúng sinh thế nào? Còn cần ta thương lượng cẩn thận với các vị đại nhân." Nói rồi, hắn bỗng nhìn về phía Đoàn Nguyên Sơn, ôn hòa nói, "Đoàn thành chủ, ngươi là thành chủ Phong Lâm Thành, cũng vào tham dự đi." Đoàn Nguyên Sơn liền được coi trọng mà sợ, nghe vậy chắp tay, đại nhân đã mời, là may mắn của đoàn mỗ. Tiêu Vũ Dương gật đầu, lớn tiếng nói, "Nhưng các vị yên tâm, nếu như linh hồ xuất hiện ở Phong Lâm Thành, vậy sẽ không ai cướp nó đi được, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế chiếm lấy, đợi thương lượng ổn thỏa sẽ mở ra cho mọi người dùng, mọi người cứ chờ đợi tin tức là được." "Cái gì? Linh hồ này còn có thể mở ra?" "Thiệt hả? Ta không nghe nhầm chứ?" Lời này là Tiêu đại nhân nói, cam đoan không giả được. Tiêu đại nhân thật tốt, tinh thần cung quả nhiên là tông môn bá chủ nam vực, đúng là rộng rãi độ lượng. Một đám võ giả vốn tưởng rằng bọn họ không thể sử dụng linh hồ nữa, nhưng vừa nghe Tiêu Vũ Dương nói thế, liền bùng nổ, mọi người đều tỏ ra vui mừng. Nhưng lại không ít người toát ra vẻ suy ngẫm. Tiêu Vũ Dương thân phận tôn sùng, địa vị siêu nhiên, không thể nào nói bậy trước mặt nhiều người. Hắn nói ngày sau sẽ mở ra, vậy nhất định sẽ mở ra. Nhưng mà, ngày sau mà võ giả muốn vào thánh địa linh hồ tu luyện, chỉ sợ sẽ không đơn giản tối thiểu phải có điều kiện hay trả giá nhất định mới được bằng không mặc kệ chó mèo gì cũng có thể ra vào linh hồ vạn trượng cũng không chứa nổi có thể thấy trước không tới một tháng là tin tức linh hồ phong lâm thành sẽ lan truyền khắp nam vực đến lúc đó võ giả tán nhân không có tông môn không có bối cảnh sẽ chen nhau tới muốn chiếm một chỗ tu luyện trong linh hồ phong lâm thành nhất định sẽ trở thành chỗ chú ý khắp nam vực nhất định sẽ thu hút vô số cường giả giá lâm đoàn nguyên sơn thân là thành chủ phong lâm thành vốn là một thành nhỏ bé nhưng nhìn thấy nơi này sắp thành bánh trái thơm của cả nam vực trong lòng liền trong mối ngổn ngang vừa hưng phấn lại lo lắng hưng phấn chính là có linh hồ ở đây phong lâm thành muốn không làm lớn cũng không được chỉ cần có thể thu hút nhân tài đến ngày sau phong lâm thành nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh trở thành thành trì đứng đầu lo lắng là mình không đủ thực lực không áp chế nổi những cường giả bên ngoài nhất thời hắn không khỏi lo được lo mất được rồi mọi người giải tán đi không cần bao lâu là các vị sẽ nghe được tin tức tốt tiêu vũ dương nói rồi vung tay lên các võ giả nghe vậy nào còn dám ở lại đều chắp tay đi về phong lâm thành dương khai cao tuyết đình bỗng nhiên gọi dương khai xoay người mỉm cười nói cao trưởng lão có gì căn dặn buổi tối tới phòng ta cao tuyết đình nhàn nhạt nói sặc dương khai liền mếu các võ giả đang chuẩn bị quay về cũng đều cứng đờ quay lại trợn mắt há mồm nhìn cao tuyết đình mở to mắt không thể tin nổi tay mình đều nghĩ rằng cao trưởng lão thanh dương thần điện nhìn lạnh lùng như băng khó gần ít nói không ngờ lại là người chủ động như thế nhất thời ánh mắt mọi người nhìn dương khai đều tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận không biết tiểu tử này có chỗ nào xuất sắc lại được cao trưởng lão ưu ái như thế các vị đế tôn cảnh cũng biểu tình đặc sắc dù rằng đều hiểu cao tuyết đình không có ý đó nhưng lời này nghe kiểu gì cũng cảm thấy không đúng các ngươi làm vẻ mặt như vậy là sao cao tuyết đỉnh mắt lạnh nhìn mấy vị đế tôn cảnh bên cạnh sắc mặt lạnh như đông thành băng. Không có. Không có gì, bụng khó chịu quá, có khi đêm qua bị lạnh bụng. Tăng Nguyên ra vẻ đau đớn, tay ôm bụng, như sắp chết tới vậy. Trước khi tới đây có ăn một chút, có khi ăn hư bụng rồi. Lâu sất cũng khổ sở đáp. Các người đang giỡn mặt với ta. Cao Tuyết Đình cười lạnh. Hai vị phó hội trưởng đều cười gượng, không biết phải nói sao. Vào lúc này, Tiêu Vũ Dương ho khẽ nói, chúng ta nói chuyện chính sự thì hơn. Đúng đúng đó, trần văn hạo gật đầu như gà mổ thóc sợ cao tuyết đình cũng hỏi tới mình bên kia dương khai lúng túng một hồi mới chắp tay nói tuân lệnh cao tuyết đình gật đầu ngươi đi đi dương khai mới như được đại xá kéo trương nhược tích theo dòng người về phong lâm thành trên đường vô số võ già đều nhìn ngó hắn không ngừng ngay cả la nguyên cũng cổ quái liếc hắn má nó không có lẽ trời mà bổn thiếu khí vũ hiên ngang anh tuấn tiêu sai thế này sao cao trưởng lão không thèm liếc ta một cái tại sao lại thân thiết với ngươi như vậy? Ninh Viễn Thuật được Cao Sơn Lưu Thủy bảo vệ, cách xa quát lên với Dương Khai, tràn đầy khó chịu. Dương Khai cười xì, hất đầu lên, tóc tung bay, huýt một tiếng nói, rất rõ ràng, ta dễ nhìn hơn ngươi một chút. Nói lời này, bản thân ngươi tin không? Ninh Viễn Thuật cười lạnh không thôi. Tiên sinh đẹp trai nhất. Trương Nhược Tích bỗng nhiên thẹn thùng xen vào, nói xong lại cúi đầu. Dương Khai cười thầm, vỗ đầu nàng, nói, tiểu nha đầu ánh mắt không sai, chờ ngươi lớn lên, nhất định sẽ kiếm được lang quân tốt. Không cần đâu. Trương Nhược Tích nói nhỏ như mũi kêu. Nhìn một nam một nữ này công khai nói chuyện yêu đương trước mặt mình, Ninh Viễn Thuật tức sắp méo mặt. Bỗng nhiên, Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng nói, "Thiếu cung chủ, thừa lúc này, ta nói cho rõ ràng." "Nói cái gì?" Ninh Viễn Thuật ngạc nhiên. Dương Khai liếc hắn, nói, "Vừa lúc nhị lão Cao Sơn Lưu Thủy ở đây, vậy cho bọn họ làm chứng, cái chết của Ninh Viễn thành đại ca ngươi, ta tận mắt thấy, Nghe vậy, Cao Sơn Lưu Thủy chấn động, Ninh Viễn Thuật cũng có rút ánh mắt, quát lên, quả nhiên là tiểu tử ngươi đã làm. Dương Khai hử nói, tuy rằng ta thấy được, nhưng Ninh Viễn Thành lại không phải ta giết. Vậy là ai giết? Ninh Viễn Thuật hỏi. Mục tiêu? Mục tiêu? Ninh Viễn Thuật nhướng mày, không rõ, chưa từng nghe qua. Nhưng ánh mắt Cao Sơn Lưu Thủy co rụt lại, Cao Sơn kinh hô. Hai năm trước Lão Phu từng nghe nói ở trong phong lâm thành có mục tiêu gây họa, phát tán mầm mống mục tiêu, cắn nuốt thần hồn, nô dịch người ta. Đúng thế." Dương Khai gật đầu, Ninh Viễn Thành bị hạt giống mục tiêu ký sinh từ bao giờ, hắn cũng không phát giác, chuyện ngày đó nói tới thì nhiều, nhưng nếu Ninh Viễn Thành là người phi thánh cung các ngươi, vậy ta nói rõ ràng." Sau đó, Dương Khai kể đơn giản chuyện ngày đó. Nghe xong, Cao Sơn trầm ngâm hồi lâu, mới nói, "Theo lời ngươi nói, lúc tiến hành đấu giá ngày đó, Hàn Lãnh khí độ tinh thần cung bám theo đoàn người đại công tử rời đi." phục kích chặn giết cướp bóc ngoài thành dù đánh thắng được lưu trưởng lão lưu ích chi nhưng bị mục tiêu ký sinh trong người đại công tử ám hại mà chết không sai dương khai gật đầu ta chỉ đi ngang qua đó chưa từng nghĩ gặp phải chuyện như vậy lúc đó tu vi của ngươi chỉ có hư vương tam tầng cảnh thần tiên đánh nhau ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn cho nên đã nhìn thấy tất cả dương khai bổ sung cái gì ngươi lúc đó là hư vương tam tầng cảnh cao sơn lưu thủy nghe vậy sửng sốt mới như ý thức được gì đó quát lớn nếu Dương Khai nói là thật vậy hai năm trước hắn chỉ là hư vương tam tầng cảnh, nhưng hai năm sau hôm nay hắn đã là đạo nguyên lưỡng tầng cảnh, gần như là mỗi năm một tiểu cảnh giới, tốc độ tấn thăng lớn bực này quả thực quá kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ này thì sang năm chẳng phải là đạo nguyên tam tầng cảnh, năm sau chẳng phải là đế tôn sao. Dĩ nhiên đạo nguyên cảnh đột phá tới đế tôn cảnh không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhưng cho Dương Khai hai 20 năm hắn cũng có thể làm được. Huống chi, Cao Sơn Lưu Thủy còn nghe nói tên tiểu tử này ở trong tư quý chi địa, có nuốt một viên thái rượu đan, tỷ lệ tấn thăng đế tôn cảnh so với người khác cao hơn rất nhiều. Nghĩ tới mình khổ sở nửa đời người cũng không tới ngưỡng cửa đế vị, tiểu tử này tuổi còn quá trẻ đã có hy vọng tấn thăng đột phá, nhị lão trong lòng không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho nên nói, Dương Khai buông tay cái chết của Ninh Viễn Thành không có quan hệ gì với ta. Ninh Viễn thuật cao mày không biết có nên tin tưởng lời hắn nói hay không, sau một hồi trầm mặc mới bỗng như thức tỉnh nói, vậy đại ca của ta thì sao? nghe nói trước kia đã từng dùng một bí bảo lâu thuyền phi thánh cung ta, vậy bí bảo đó đâu? Còn có, đại ca của ta trong hồi đấu giá còn đấu được một linh khí hỏa hệ, linh khí đó ở đâu? Thiếu cung chủ nói gì ta nghe không hiểu. Dương Khai liếc Ninh Viễn Thuật đừng giả bộ hồ đồ. Ninh Viễn Thuật giận dữ, đại ca ta dù đã chết nhưng vật của huynh ấy vẫn là của phi thánh cung ta, bổn thiếu cần đoạt về. Dương Khai gãi mặt, đừng có như vậy, phi thánh cung gia đại nghiệp đại, một vài bí bảo lâu thuyền coi là gì? nếu không coi là gì thì ngươi trả lại cho ta ninh viễn thuật hét to hải dương khai thở dài nói được rồi nói cho các ngươi biết sự thật bí bảo lâu thuyền kia đã bị hủy rồi hủy hủy rồi ninh viễn thuật trợn to con ngươi giật mình nói không thể nào đây là lâu thuyền cấp đạo nguyên có thể phòng ngự công kích mãnh liệt từ võ giả đế tôn cảnh trở xuống không thể dễ dàng hư hại như vậy lâu thuyền như vậy tới phi thánh cung ta cũng không có mấy chiếc dương khai nghiêm mặt nói chính là hủy trên tay cường giả đế tôn cảnh bí bảo lâu thuyền quả thật bị hủy, bị Phượng Di mang mạc tiểu thất đi đã đánh vỡ. Phượng Di là cường giả cấp bậc đế tôn tam tầng cảnh, lâu thuyền bị hủy coi là gì? Sau đó để bồi thường cho tổn thất của Dương Khai, Phượng Di đã giao cho hắn một kiện bí bảo mộc thuyền, tuy rằng không rộng lớn khổng lồ như lâu thuyền, nhưng lại gọn gàng nhẹ nhàng tiện sử dụng. Ninh Viễn Thuật nghe vậy khóe miệng lập tức hơi co giật, ngươi rốt cuộc đã trêu chọc vào ai vậy? Cao Sơn cũng cả kinh nói, ngươi cùng cường giả đế tôn cảnh so chiêu, nhưng lại không chết. Trong nhất thời mấy người phi thánh cung coi Dương Khai là người trời, cũng không tính là so chiêu. Dương Khai đỏ mặt, chỉ là bị giày xéo mà thôi, may mắn vị tiền bối kia không có ý hạ sát thủ. Hắn lại nói tiếp, hơn nữa Ninh Viễn thành sau khi chết, lâu thuyền kia cũng đã thành vật vô chủ, người nào nhặt được chính là của người đó, thứ ta nhặt được tất nhiên là của ta, các ngươi còn muốn gì? Được. Ninh Viễn thuật khẽ quát một tiếng, cho dù lâu thuyền bị hủy, nhưng khí linh hỏa hệ kia thì sao? nghe nói khí linh kia đã sinh ra linh trí dương khai cười nói thiếu chủ cũng đã nói khí linh kia đã sinh ra linh trí vậy đương nhiên là chạy rồi chạy rồi lúc trước ngươi chưa từng nghe thấy khí linh sinh ra tự thân linh trí rất lợi hay sao dương khai cười lạnh một tiếng ý của hắn chính là khí linh kia chính là chiến binh ma đạo nghe vậy ninh viễn thuật hơi biến sắc rõ ràng nhớ lại một màn lúc trước khí linh nổi đóa liền không khỏi có chút thần tình hoảng sợ nói như vậy là không còn có gì sao cao sơn nhuyến mày còn có thể có gì? Ta không phải đã chủ trì công đạo cho các ngươi sao? Dương Khai khẽ cười một tiếng, về phần các ngươi phi thành cung cường giả phó tư thông, phải, người này thực lực cường đại, dù ta nói là ta giết hắn chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin. Nhìn ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Ninh Viễn Thuật cười lạnh một tiếng châm chọc nói cái chết của phó trưởng lão, đoàn thành chủ đã nói qua, chính là vì bị ma khí ăn mòn. Đúng vậy. Dương Khai vỗ tay cười hì hì nói, vậy hiểu lầm giữa chúng ta đã hóa giải xong, sau này không nên không có việc gì cứ dây dưa ta nói ta hại người phi thánh cung các ngươi thiếu cung chủ ta coi ngươi cũng không tệ ngày sau mọi người chung sống hòa hợp còn là bằng hữu mà vừa nghe hắn nói mấy chữ bằng hữu ninh viễn thuật không khỏi có chút phản xạ có điều kiện lấm lét nhìn trái phải e sợ khí linh ma binh kia lần nữa giết tới lời này ngươi nói không tính cao sơn chậm rãi lắc đầu vậy các ngươi nói được tính dương khai sắc mặt lạnh lùng chúng ta nói cũng không tính lưu thủy nói tiếp vậy ai có thể tính dương khai biểu tình âm trầm cao sơn nói người nếu thực không thẹn với lương tâm thì không ngại cùng chúng ta trở về thánh cung một chuyến tự mình giải thích với cung chủ lão nhân gia để người tự định đoạt không sai lưu thủy cũng gật đầu nói cần trở về thánh cung một chuyến nghe vậy dương khai khẽ cười một tiếng thầm ý nhìn cao sơn nói hai vị hộ pháp các ngươi có phải là hiểu lầm gì không cái gì ta giải thích những chuyện này với các ngươi không phải vì sợ các ngươi lụy các ngươi mà chỉ là không muốn vô duyên cớ gây phiền toái các ngươi muốn tin hay không thì tùy nhưng nếu còn dám vô duyên vô cớ trêu chọc ta hắc 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 hắn trong lúc nói chuyện mặt lộ vẻ tươi cười nhưng trong mắt lại là một mảnh băng hàn cao sơn lưu thủy không khỏi cả người lạnh lùng bỗng sinh ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm liền không khỏi đồng tử co rụt lại nghĩ dương khai tiểu tử này quan hệ không tệ với thanh dương thần điện cao tuyết đình trưởng lão người ta cao trưởng lão vừa rồi còn trước mặt nhiều người như vậy bảo hắn buổi tối tới phòng tình nàng có quan hệ bực này bọn họ cũng không dám động thủ với hắn, nếu không chọc giận tới Cao Tuyết Đình, tính mạng của bọn họ cũng khó giữ. Mặc dù là cung chủ tự mình đến chỉ sợ cũng không có cách nào đối với hắn, trừ phi thần không biết quỷ không hay đem hắn bắt đi. Nghĩ tới đây Cao Sơn Lưu Thủy lập tức cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Cao Sơn nói, Dương Thiếu, ngươi nếu không muốn theo chúng ta về Thánh Cung cũng được, nhưng ngươi phải gửi thư cho chúng ta, để tiện cho cung chủ tra duyệt, miễn cung chủ trách tội xuống nói chúng ta bỏ bê nhiệm vụ, tới phong lâm thành một chuyến mà không được việc gì liên quan gì tới ta dương khai hừ lạnh đừng như vậy dương thiếu có gì nói chuyện tử tế cao sơn nghiêm mặt năn nỉ cút đi dương khai khi nói chuyện đem đế bảo bách vạn kiếm đưa ngang người gần giọng nói ta nói một lần cuối nếu các ngươi còn dây dưa ngoan cố không tha đừng trách ta hạ thủ không lưu tình dứt lời là lúc nguyên lực cuồn cuộn dâng lên thần niệm tinh thuần cũng cùng bạo hướng hai người cao sơn lưu thủy trùng tới cao sơn lưu thủy thần tình hoàng hốt chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân ảnh thanh niên trước mặt này bỗng trở nên vô cùng cao lớn, che đậy tất cả ánh sáng trước mắt bọn họ, khí thế phóng ra như núi áp lên ngực làm bọn họ không thể thở dốc. Cho tới giờ khắc này hai người mới bỗng nhiên hiểu rõ thực lực của Dương Khai, chỉ sợ không kém hơn Lang Nguyên. Phảng phất như trong nháy mắt lại phảng phất như ngàn vạn năm, đợi hai lão lấy lại tinh thần thì trước mắt đã không còn thấy bóng dáng Dương Khai, sau lưng một mảnh khó chịu liếc nhau kinh hãi. Người này không thể trêu chọc được. Cao Sơn trầm giọng nói, gương mặt sợ hãi tự nói với mình, nếu lại trêu chọc Dương Khai chỉ sợ lại muốn cho hắn đại khai sát giới. Ừ, Lưu Thủy lau mồ hôi chán liên tục gật đầu. Vậy ta cứ bị hắn đánh cho một trận như vậy à? Ninh Viễn Thuật bi phẫn chỉ vào má mình nói, lúc trước hắn hung hăng làm nhục ta, hơn nữa, trang bản cũng bị hắn giết, khẩu khí này phi thánh cung ta phải nuốt vào sao? Điều này làm bổn thiếu ngày sau sao có thể lăn lộn ở Nam Vực được nữa? Cao Sơn liếc hắn thở dài trang bàn tiểu nhân bùn xỉn chết không có gì đáng tiếc, về phần thiếu cung chủ ngươi, hai ra, coi như bị mũi đốt đi. Ninh viễn thuật nghe vậy khóe miệng có quắp, nhưng nhị lão đều nói như vậy hắn dù muốn báo thù cũng không thể ra sức, chỉ cảm thấy miệng đắng như ăn phải hoàng liên. Tần ra, Dương Khai cùng đám người Tần Triều Dương quay trở về. Hắn giờ này xem như không có chỗ nào ở phong lâm thành có thể đi, vốn hắn còn có chỗ động phủ thuê, chỉ là lần trước sau khi hết hạn chưa thuê tiếp, cũng may Tần ra với hắn cũng không phải người ngoài, ở lại cũng là chuyện đương nhiên. Bát Phương môn mọi người tự nhiên cũng trở về đây, dưới sự hướng dẫn của La Nguyên cùng nữ nhân mặt tròn đi tới viện lạc của mình, từng người mỗi người một ngả. Nhưng Dương Khai nhìn ánh mắt La Nguyên rất nguy hiểm, sợ rằng vẫn còn muốn tìm mình đánh một trận liền không khỏi đau đầu khổ sở. "Dương lão đệ, chỗ viện lạc này lão hủ đã lệnh cho người quét dọn rồi, cũng là một trong những nơi tốt nhất của Tần gia, ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi." Tần Triều Dương đưa Dương Khai đến trước một viện lạc lên tiếng nói, "Làm phiền Tần gia chủ Dương Khai đáp, "Khách khí khách khí, nếu có gì cần cứ việc ra lệnh, chỉ cần gọi người làm là được." Tần Triều Dương cười ha hả một tiếng, "Được rồi không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem Ngọc Nhi thế nào." Tần gia chủ đi từ từ. Đợi Tần Triều Dương đi rồi, Dương Khai mới dẫn Trương Nhược Tích đi vào bên trong vừa đi vừa nhìn, viện lạc chiếm diện tích không quá lớn nhưng thanh tịnh ưu nhã, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa linh khí coi như đầy đủ làm Dương Khai tương đối hài lòng. Ngắm nhìn một hồi Dương Khai liền để Trương Nhược Tích tự tìm một phòng ở rồi mới quay đầu nhìn Diệp Tích Hàm, cứ âm thầm không nói một mực đi sau mình như hình với bóng, hắn thở dài thật sâu. Diệp Tích Hàm thấy hắn như thế vội cắn đôi môi đỏ mọng nặn ra vẻ mỉm cười. "Đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn." Dương Khai chê bai. Diệp Tích Hàm nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch mắt đỏ ngầu. "Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có chuyện gì thì đi vào nói đi." Dương Khai nghiêng đầu ra hiệu, đẩy cửa một gian sương phòng đi vào. Diệp Tinh Hàm nghe vậy ngẩn ra, vẻ ủy khuất trên gương mặt xinh đẹp biến thành vui sướng liền dịu dàng nói, "Cảm ơn Dương thiếu." Nàng vội vàng đi vào như e sợ Dương Khai sẽ đổi ý. Trong sương phòng Dương Khai nhìn quanh một chút, còn không nhìn rõ gian phòng bài trí như nào. Diệp Tinh Hàm không đã từng bước nhỏ bưng một băng ghế lên bày, ở phía sau hắn dịu dàng nói, "Dương thiếu mời ngồi." Dương Khai liếc nàng một cái, cùng không có khách khí, hào sảng ngồi xuống, Diệp Tinh Hàm cầm ấm trà trên bàn rót cho hắn chén nước đưa tới trước mặt hắn nói, Dương Thiếu uống nước, sau khi nói xong bàn tay trắng nõn khẽ phất, lập tức trên bàn xuất hiện một mâm đựng trái cây, trên đó bày những thứ quả tươi non thơm mọng, nàng mỉm cười nói, những thứ này là thiếp từ Thiên Diệp Tông mang ra, cũng không biết có hợp khẩu vị Dương Thiếu hay không, mong Dương Thiếu không chê. Dương Khai lập tức biểu tình cổ quái, hắn cho tới bây giờ chưa từng được hầu hạ chu đáo như vậy, âm thầm cảm thấy Diệp Tinh Hàm, này nếu là làm nha hoàn nhất định là sẽ rất được việc nàng cứ như vậy là có ý gì dương khai gương mặt cảnh giác nhìn nàng nàng không phải là đã coi trọng ta rồi chứ nói cho rõ đã tuy rằng ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong được hàng ngàn vạn thiếu nữ thiếu phụ yêu thích hắn hết đầu lời nói liền chuyển trầm giọng nói nhưng ta là người đã có gia thất khuyên nàng đừng có tư tưởng không an phận diệp tinh hàm bị lời hắn làm đỏ mặt khẽ mắng dương thiếu nói cái gì vậy nàng giờ khóc giờ cười chưa từng thấy ai tán dương mình không biết xấu hổ như vậy hả không phải như thế sao? Dương Khai Thần tình ngượng ngùng cười khan hai tiếng nói, chỉ đùa chút thôi nàng không cần để ý. Khi nói chuyện hắn đưa tay cầm một linh quả trên bàn đưa vào miệng ăn, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm liền liên tục gật đầu nói, nói đi, muốn ta luyện đan gì? Cái gì? Diệp Tinh Hàm bị hắn hỏi cho hồ đồ gương mặt mở mịt, Dương Khai cười nói, nàng từ sau khi nhận, ra ta liền một mực đi theo ta còn ân cần chu đáo như vậy, chỉ thiếu chút nữa là lấy thân báo đáp, chẳng lẽ không đáng yêu cầu ta làm việc hay sao? Đúng vậy, diệp tinh hàm nhẹ nhàng gật đầu chẳng lẽ không muốn ta luyện đan diệp tinh hàm bừng tỉnh ngộ mỉm cười nói thuật luyện đan của dương thiếu xuất thần nhập hóa đến tuyệt thế linh đan như thái diệu đan còn có thể luyện hóa thành công thiên tư trên con đường này không có người thường sánh kịp tuy là nịnh bợ nhưng nói được lắm dương khai cười hắc hắc diệp tinh hàm nói nhưng thiếp tìm dương thiếu cũng không phải muốn mời người luyện đan vậy nàng muốn gì dương khai nhuyến mày cảnh giác diệp tinh hàm giải thích thiên diệp tông thiếp dù không phải là Đại tông môn gì nhưng tông nội vẫn phải có một vị luyện đan sư cấp đạo nguyên, cho nên chuyện luyện đan cũng không cần làm phiền Dương Thiếu. Ta tìm Dương Thiếu là vì muốn nhờ người sửa một thứ. Sửa chữ. Dương Khai nhướn mày. Sửa thứ gì? Diệp Tinh hàm nhấp đôi môi đỏ mọng lại nhìn quanh bộ dạng cảnh giác, chân chừ hồi lâu mới nói. Pháp trận không gian. Dương Khai mi mắt hơi co rụt cười hắc hắc nói. Xem ra việc ta biết thần thông không gian có không ít người biết rồi hắn khi ở tứ quý chi tri địa triển khai lực lượng không gian trước mặt nhiều người như vây, việc này đương nhiên là không giấu được. Việc đó Dương Khai cũng sớm đã có dự liệu, chỉ là không ngờ Diệp Tinh Hàm tìm mình lại vì nguyên nhân này. Nàng hẳn là muốn mượn dùng lực lượng không gian của mình để sửa không gian pháp trận. Diệp Tinh Hàm nói, thiếp cũng là nghe người khác nói. Dương Khai nói, nếu chỉ là sửa không gian pháp trận thì không cần thiết phải tìm tới ta chứ. Những pháp trận đại sư đều có thể làm được. Diệp Tinh Hàm cười khổ, nếu như không gian pháp trận bình thường thì những pháp trận đại sư kia cũng có thể sửa được nhưng thiên diệp tông ta cũng đã tìm mấy vị pháp trận đại sư thậm chí đã mời người của cung gia tuy nhiên đều không sửa được người của cung gia cũng không sửa được dương khai nghe vậy cả kinh như nghĩ tới điều gì hắn khẽ quát chẳng lẽ là hai giới pháp trận không gian diệp tinh hàm đôi mắt đẹp sáng ngời gật đầu nói dương thiếu hiệp quả nhiên mắt sáng như đuốc chính là hai giới pháp trận không gian Dương Khai thần tình hơi động liếc Diệp Tinh Hàm hỏi, Diệp tông thiên có bí cảnh? Diệp Tinh Hàm cười khổ, đã biết không thể gạt được Dương thiếu, không sai, Thiên Diệp Tông thiếp quả nhiên có một bí cảnh, vốn là nơi để các đệ tử đi vào lịch lãm, bí cảnh kia không biết đã lưu lạc trong khe nứt không gian nào, trừ khi sử dụng pháp trận không gian để đi vào thì sẽ không có cách nào khác. Nhưng từ hơn 2.000 năm trước, pháp trận không gian kia đã mất hiệu lực, từ sau đó chúng ta không thể đi vào trong, bí cảnh đó đối với Thiên Diệp Tông rất quan trọng. Dương Khai hỏi diệp tinh hàm gật đầu thiên diệp tông hơn hai ngàn năm trước tuy rằng không so được với những tông môn đứng đầu như thanh dương thần điện cùng thiên vũ thánh địa nhưng cũng coi là nhất tuyến thế lực đáng tiếc từ sau khi lối vào bí cảnh kia đóng lại liền tuột dốc cho tới nay đã không còn là nói tới đây nàng không nói tiếp được nữa dương khai cười lạnh một tiếng tông môn không nỗ lực liên quan gì tới bí cảnh trên đời này không phải mỗi tông môn đều có bí cảnh riêng của mình thật muốn dùng tâm hướng lên thì có bí cảnh hay không cũng không có gì khác biệt gương mặt xinh đẹp của Diệp Tinh Hàm trắng nhợt khản giọng nói, Dương Thiếu nói phải, chỉ là hơn 2.000 năm trước lúc lối vào đóng cửa là, lúc Tông Chủ đem rất nhiều truyền thừa trong Tông đi vào, thậm chí còn có bảo vật chấn Tông của Thiên Diệp Tông. Không có những truyền thừa kia Thiên Diệp Tông không thể tu luyện rất nhiều thần thông, mấu chốt nhất chính là, Thiên Diệp Tông tụ linh đại trận vốn là bố trí vì lối vào của bí cảnh kia, một cửa vào cho nên linh khí trong Tông liền. Ta hiểu rồi. Dương Khai nghe tới đây đã có chút ít biết được ý tứ của Diệp Tinh Hàm bị mất nhiều thần thông truyền thừa cùng bảo vật chấn tông cũng liền thôi mấu chốt vấn đề là không có linh khí cung ứng võ giả tu luyện cần nhất là linh khí linh khí một khi mỏng manh thực lực đệ tử thiên diệp tông tất nhiên sẽ ngày một đi xuống diệp tinh hàm cắn đôi môi đỏ mọng trầm giọng nói no si thiếp muốn mời dương thiếu đi tới thiên diệp tông một chuyến sửa chữa pháp trận lối vào bí cảnh kia dương thiếu nếu có thể đồng ý thiên diệp tông thiếp trên dưới nhất định vô cùng cảm kích ngoài ra còn có lễ trọng dân chuyện này con ngươi dương khai loạn chuyển nhìn trái phải hắn nghĩ một hồi cũng không ra lý do gì, chỉ có thể nói, chuyện ta biết, nhưng bổn thiếu rất bận rộn, như vậy đi, nàng cứ về trước, đợi có ngày rảnh rỗi nhất định sẽ tới Thiên Diệp Tông một chuyến, sẽ không làm các người thất vọng. Diệp Tinh hàm sao còn không nhìn ra hắn lấy lệ, nếu cứ đi như hắn nói chỉ sợ đến lúc đầu bạc cũng không gặp được Dương Khai. Nàng chỉ có thể khổ khổ cầu khẩn, Dương thiếu, trong thiên hạ này chỉ có người tinh thông lực lượng không gian ấy, có thể chữa trị pháp trận không gian bên bổn tông, nhưng lực lượng không gian quá mức huyền diệu phức tạp người bình thường đến nhập môn cũng không thể thực ra nghe nói đông vực linh thú đảo có một vị đại nhân tinh thông đạo này nhưng vị đại nhân kia là cường giả đế tôn tam tầng cảnh thiên diệp tông nhỏ nhoi của thiếp sao có thể mời được ý này của nàng là bổn thiếu nhỏ nhoi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh liền có thể mời được dương khai liếc nhìn nàng diệp tinh hàm liền vội khoát tay nói thiếp không có ý đó dương thiếu đừng lấy làm lạ dương khai gật đầu nói người nàng nói kia ta cũng từng nghe nói linh thú đảo mạc tiểu thất dường như chính là người linh thú đảo mặc dù nàng chưa từng thừa nhận nhưng dựa vào tin tức các mặt dương khai biết được của tinh giới hơn nữa phượng di tu vi thực lực kinh khủng tuyệt luân như vậy cũng có thể đoán ra xuất thân của mạc tiểu thất cũng không quá khó cũng chỉ có người linh thú đảo mới có thể điều khiển nhiều yêu thú vì mình tác chiến như vậy nhớ lại mạc tiểu thất dương khai cũng không biết nha đầu kia hiện tại như thế nào Hắn tới tinh giới không lâu, làm quen không nhiều người, một khang tự nhiên, sau khi tấn thăng tới đạo nguyên cảnh liền bị Tử Nguyên Thương hội điều đi, một mạc tiểu thất lại bị bắt về. Thấy Dương Khai như đi vào cõi thần tiên, thật lâu không có động tĩnh, Diệp Tinh Hàm cắn chặt răng nói, thật ra sở dĩ thiếp tìm đến Dương thiếu cũng là vì bên ngoài giới thiệu. Tên khốn kiếp nào không có đạo đức vậy nói cho ta biết, ta đảm bảo không đánh chết hắn. Dương Khai lập tức nổi giận. Diệp Tinh Hàm hé miệng cười, "Cung Văn Sơn, Dương thiếu hẳn là biết chứ?" Là tên tiểu tử này, con ngươi Dương Khai máy động. Nàng có tin hắn. Cung Văn Sơn là nhân tài mới xuất hiện của Thiên Hà Cốc Cung gia. Cung gia là chuyên gia pháp trận, Cung Văn Sơn cũng là đại sư trận pháp, lúc ở trong Tư Quý chi địa hắn mượn phong ấn lực của Tuế Nguyệt Thần Điện, ngăn vô thường, làm thanh niên tuấn ngạn của Thiên Vũ Thánh địa bỏ lỡ một cơ duyên tốt. Tiểu tử này nhìn khờ khạo mà lại thực to gan, một bụng ý nghĩ xấu. Dương Khai thế nào cũng không nghĩ tới. Nhưng chính là Cung Văn Sơn tiến cử mình với Diệp Tinh Hàm diệp tinh hàm đáp những năm trước đây chúng ta đã mời huynh ấy tới thiên diệp tông sửa chữa pháp trận không gian kia nhưng không thành công cung sư huynh đã nói muốn sửa được trận pháp kia nhất định phải tìm được một người tinh thông lực lượng không gian ba tháng trước thiếp nhận được truyền tin của huynh ấy bảo thiếp tìm dương thiếu thiếp vốn muốn đợi sau khi xử lý chuyện này sẽ đi thanh dương thần điện thử vận khí một chút lại không ngờ gặp được dương thiếu ở đây dương thiếu người nói đây có phải duyên phận không gương mặt nàng vui mừng dường như thiếu nữ hồi xuân Dương Khai Hử nói, oán nam ngốc nữ mới có duyên phận, nàng muốn có duyên với ta sao? Diệp Tinh Hàm đổ mồ hôi ngượng ngùng nói, Dương Thiếu nói đùa, thiếp sợ là không có phúc này. Ta cùng cung văn sơn tiểu tử kia cũng chỉ có duyên gặp một lần, không quen biết. Lời hắn nói hắn tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến việc của bổn thiếu. Diệp Tinh Hàm thở dài buồn bã nói, Dương Thiếu quả thực không chịu giúp đỡ sao? Nam khẽ cắn đôi môi mỏng bộ dạng đáng yêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.